Chương 101, Thành cờ chi y. Tại mưa rơi dần dần tăng lớn quá trình bên trong. Kế Diên Thanh Sam mua kiếm, tay áo lớn trường bào không những không thể ảnh hưởng đến da kiếm linh động, ngược lại có thể dùng phiêu giật hiển lộ hết, không quá phận âm như cũng không quá đáng kiên cường. Phảng phất không có bất kỳ cái gì chiêu thức, không có bất kỳ cái gì cứng nhắc thân pháp, Hà xuống giọt mưa tựa như là bị vô số vô hình sợi tơ dẫn dắt, xoay chuyển ở giữa theo kiếm thế lắc lư, thân cùng ý hòa, kiếm tùy ý chuyển. Mỗi một giọt mưa đều là kiếm, mỗi một kiếm ra cũng hóa thành mưa có lẽ chỉ là đi qua mấy hơi thở có lẽ có tới một chén trà công phu kế duyên mua kiếm kết thúc phất tay áo chuyển thân đứng chắp tay giờ khác này bên cạnh dưới thân nước mưa theo kế duyên chuyển thân tư thế mà khoanh tròn tại hắn dưới chân hình thành một cái rộng một trượng hình vòng sóng nước sau đó chậm rãi tan rã tại mặt đất nước mưa bên trong mà kiếm mặc dù ngừng có thể hạ xuống nước mưa lại chủ động tránh đi kế duyên theo bên cạnh thân rơi vào bên chân kế duyên nhìn về phía cửa trong sảnh người nhà họ tả đám người đây là du long thần ý vô chưa cũng không cách thức có thể dung thiên phía dưới võ học trong đó có thể hay không lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính các ngươi nói xong kia duyên từ trong mưa đi tới một lần nữa bước vào phòng thời điểm dưới chân lại không có chút nào hình mở trên thân đồng dạng phiến áo không ẩm ướt đã lần này cần là cái này tiên đạo cao nhân vậy dĩ nhiên phải đen tư thái làm đủ rồi người nhà họ tả cùng ngôn lão gia tử giống như là vẫn chưa từ vừa rồi cái kia ảo rượu phi thường tiên nhân múa kiếm bên trong hoàn Ti Nguyên sững sờ nhìn qua bên ngoài phòng, tựa như hư ảo thân ảnh như cũ tại trong mưa mùa kiếm. Thật lâu, Tả Bắc Nhiên cái thứ nhất hoàn hồn, sau đó Tả Hữu Thiên Tả Hữu Tâm mấy người cũng theo thứ tự hoàn hồn, hai đứa bé thì một mực có chút ngơ ngác nhìn qua mưa, mà người nhà họ Tả một cái đều không nói chuyện, thẳng đến hai hài tử cũng trở về thần y dựa vào mẫu thân bên cạnh, người nhà họ Tả cùng muôn lão gia tử mới dám thở đại khí. Kế Duyên lại chỉ là ngồi tại trước bàn uống trà, con nhấc lên ấm trà cho mình tục chén, chờ đến người nhà họ Tả rốt cục tất cả đều hoàn hồn, hắn mới hướng bọn họ cười cười lập muôn lão gia tử mặt lộ vẻ xấu hổ khi vội vàng chú ý hắn một chút muôn lão gia tử không cần chú ý ngươi liền chưa từng trộm đoạt tả ra thứ gì ta đều không ngại ngươi đứng ngoài quan sát ai có thể có ý kiến ngồi xuống uống trà đi tả tiên sinh cho ta xem ngài múa kiếm rồi muôn lão gia tử ưỡng nghiêm mặt chấp tay mới tại chính mình trên ghế ngồi xuống vội vàng cầm lấy chén trà uống một ngụm ép một chút kỳ thật hắn sau người nhà họ tả rõ ràng hơn tiên nhân múa kiếm phân lượng mặc dù muôn ra cửa hàng sớm đã phong trước kia đặc thu đúc kiếm lão có thể nói lão ra từ cả đời này y nguyên được cho nửa đời người đều tại đúc kiếm đối với kiếm pháp tự nhiên cũng có chính mình kiến giải chỉ có thể ở trong lòng than thở một câu tiên diệu kiếm ý phàm chân khó tìm người nhà họ tả hiện tại mặc dù hoàn hồn nhưng cũng như cũ tại phẩm vị vừa rồi trong ngư từng màn căn bản không nhớ được kế duyên động tác lại không trở ngại cảm giác loại kia ý hơi khuynh phía sau người nhà họ tả đứng ở phòng tại tả bác nhân dẫn đầu tiếp theo lên hướng phía không người chín mươi độ thở dài liên liên hai hài tử cũng tại cha mẹ trợ giúp bỉ ổi vái chào tiên sinh tri ân tả thị suốt đời khó quên ta quân thiên phủ tả thị một môn nguyện vĩnh viễn cung phụng tiên sinh tiên vị tả bác nhân in nguyên trung khí mười phần thanh âm đã trịnh trọng liền nghiêm túc lời này cũng là nghe được kế duyên vui vẻ rồi một chút bất quá hắn có thể không để cho người lập sinh từ sùng bái sự định Ố, đối với các ngươi tới nói vấn đề này tính toán rồi cùng ta mà nói còn chưa kết thúc đâu cũng không biết cái này quân thiên phủ thành hoàng có được hay không nói chuyện kế Duyên lắp đầu cười cười đã nói qua rồi tự nhiên muốn khứ thực hiện hứa hẹn kỳ thật hẳn là cũng không phải cái đại sự gì dù sao tả ra có hán sắc âm pháp lệnh tồn tại cử chi hồn thanh liên minh lại thêm khó khăn ra cái gì gian ác chi đầu lại rộng tích đức nhiều làm việc thiện bản thân liền có không nhỏ sắc xuất tại sau khi chết trở thành thành hoàng âm ti sai dịch hậu tuyển kế Duyên khứ lễ phép bái phỏng một chút thậm chí không cần nhìn thấy thành hoàng chỉ cần nhìn thấy phán quan một trong nói lại cùng tả thị tình cả quân thiên phủ thành hoàng âm ti vẫn là có rất lớn xác suất lại bán một cái nhân tình cho kế duyên cũng không phải phạm nguyên tắc tính vấn đề để bọn hắn chọn gian ác chi đầu đồng dạng là tốt quỷ co kế duyên cái này tu tiên hạng người làm bối thự làm gì không bán cái thuận nước song truyền đâu tại không xúc phạm vấn đề nguyên tắc thời điểm âm ti cũng là có thể nói nói quan hệ đây cũng không phải là kế duyên vô ích hô suy đoán mà là ngoại đạo chuyện thượng thanh sở có gì qua cũng là kế duyên tiếp xúc qua mấy lần thành hoàng hệ thống kinh nghiệm lời tuyên bố đương nhiên khẳng định cũng có tính tình không tốt tâm ty chủ quan hoặc là thành hòa nếu như đụng phải tính kế duyên không may có thể việc này kế duyên trước tiên không đi nghĩ mà là hơi nhau lại mắt nhìn về phía trên bàn chữ viết đối với người nhà họ tả nói ra ốt tôi lấy đi pháp lệnh sao tả bác nhiên sen như một nhà gia trịnh trọng hướng về phía trước hai tay vươn hướng mặt bàn mong muốn cầm lấy pháp lệnh chỉ là trước lúc này kế duyên lại đưa tay đặt tại rồi phía trên kế mẫu đã nói trước như tả ra chỉ muốn an ổn sinh hoạt tất nhiên là có thể pháp lệnh tuy tốt cũng không phải vạn năng phúc họa không cửa di người từ triệu tương lai thật muốn đặt chân ra hồ tốt nhất vẫn là muốn tân theo hiệp tâm chính khí nếu không pháp lệnh thế nhưng là sẽ tự mình chạy Cái duyên thanh âm mang theo ý cười có thể trong phòng đám người ai cũng không dám thanh câu này làm bọn hắn cảm giác được một luồng áp lực nói xem như trò đùa tà thị tự nhiên tuân theo không dám quên tiên sinh dạy bảo tuyệt không quên tiên sinh dạy bảo phía sau người nhà họ tả tại tả bác nhân nói chuyện phía sau cũng vội vào thở dài biểu lộ quyết tâm kế mẫu người mới đưa tay rời đi để cho cái chán hơi hơi gặp mồ hôi tả bác nhân hai tay lấy pháp lệnh cánh tay phải rủ xuống trong tay áo tránh qua một quân cờ hư ảnh để cho kế duyên không khỏi thầm nghĩ trong lòng một câu quả nhiên nhìn xem tả bác nhiên cầm tự thiếp cẩn thận lui về đường bên trong do một đám người nhà họ tả thưởng thức kế duyên cũng đột nhiên còn nghĩ tới một sự kiện nhìn sang một bên vuốt dâu ngôn lão gia tử nói cong ta vào kiếm đâu môn lão gia tử không giải thích được nhìn về phía kế duyên sau đó nhìn nhìn đứng tại bên cạnh bàn thanh đằng kiếm chắn lập tức gặp mồ hôi làm vào kiếm sự tình không phải nói đùa ha 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 nói công đừng vội qua mấy ngày kế mỗ lại đến bán đi một cái mộc mạc vào kiếm hoa không đi ngôn ra cửa hàng bao nhiêu thời gian a hoa không đi bao nhiêu hoa không đi bao nhiêu chắc chắn chuẩn bị tốt gọi tiên sinh hài lòng môn lão gia tử vội vàng cam đoan sau đó cúi đầu suy nghĩ chuẩn bị cái nào kiểu dáng loại nào vật liệu gỗ dù sao hắn quyết định bắt đầu người nhà họ ngôn làm hắn cái mười mấy hai mươi loại kiểu dáng vào kiếm để cho tiên chính người chống chờ ngôn lão ra từ ngẩng đầu muốn nói rõ với kế diên điểm này lúc lại phát hiện ngồi tại một bên khác kế tiên sinh đã biến mất chỉ còn lại một cái uống cạn nước trà chén trà mà người nhà họ tả như cũ tại hiếu kỳ thưởng thức tự thiếp giờ phút này y nguyên không phát giác gì kế diên tại trong mưa cất bước ly khai đây là lần thứ nhất để tránh thủy chi thuật tại trong mưa tiến lên bất quá cũng vẫn là thuận tay tại ngôn gia cửa hàng bên ngoài gian phòng kia bên trong mượn thanh dù gấp ly khai ngược lại cũng không phải kế duyên thật như vậy sốt ruột đi vào quân thiên phủ thành hoàng ti thần đạo địa chỉ mà là không muốn bỏ qua quân thiên phủ thành cảnh đẹp đợi đến gần thành nơi kế duyên liền đem dù căng ra rồi lấy một cái dân chúng tầm thường tư thái vào trong thành bối phía đi bốn phía đi dạo Nghe vân biệt lấy quân thiên phủ trong lòng họa quyển du du nửa ngày kế duyên cuối cùng đi đến rồi quân thiên phủ miếu ti phường Đa số thành sẽ đem thành hoàng miếu sở tại phường mệnh danh là miếu ti phường, là tổ chức hội làng cùng tế tự hoạt động trọng yếu thành phường, quân thiên phủ cũng không ngoại lệ. Trước đó đáp ứng tả ra thời điểm sức mạnh có đủ, chính mình muốn thời điểm cũng cảm thấy không có vấn đề, có thể thật đến rồi người thành hoàng dưới mí mắt, kế duyên vẫn là hơi có vẻ thấp thỏ. Một phủ thành hoàng bình thường có thể so sánh huyện thành hoàng lợi hại hơn nhiều, chính là thuộc hạ thành hoàng ti, cũng sẽ nhiều không ít, như quân thiên phủ bực này quy mô phủ thành, đoán chừng phải có 24 ti kế duyên cũng không phải tay không mà đến đặc biệt tại miếu ti phường chọn lấy mấy gian cửa hàng mua một hộp cơm bánh ngọt mứt hoa quả liền đánh hai bình coi như là qua được rượu mới đến thành hoàng miếu đưa bởi vì là ngày mưa thành hoàng miếu người cũng không phải rất nhiều vài cái buôn bán hương đến bán hàng rong đem quầy hàng xa đẩy lên rồi miếu hành lang bên trong nhìn thấy kế duyên vượt qua miếu đài cửa tiến đến lập tức có người nhiệt tình chào hàng ai vị này đại tiên sinh đến bài thành hoàng ra dù sao cũng phải hơn mấy nén hương đi ta cái này có tốt nhất đàn hương hai vân tiền ba trụ hương không dám mua không dám mua tế duyên đong đưa từ chối nhã nhặn liền theo một bên miếu hành lang hướng phía trước vài cái miếu điện đi đầu tiên là đến rồi chủ điện cũng không giống cái khác lại tẩy khách hành hương một dạng dâng hư cầu phúc mà là đem hộp cương thượng tầng mấy đĩa điểm tâm công phẩm lấy ra cùng người coi miếu một chút nói rõ phía sau tại bàn thờ bên trên bày ngay ngắn để cạnh nhau bên trên cái kia bầu rượu sau đó kề duyên chỉ là thành hoàng giống như chắp tay liên rời khỏi chủ điện đi tới thành hoàng miếu trong đó một gian thiên điện cái này thiên điện bên trong ngồi từng tôn tượng bùn tượng thần tại thần tượng phía trước phương cũng có gì rõ là kia một ti chủ quan. bất quá kế duyên không cần nhìn chữ chỉ bằng cảm giác từng tôn tìm đi khoa cuối cùng dừng ở văn phán quan tượng bùn thần tượng phía trước nếu nói thành hoàng âm ty cái nào chủ quan nhất hỏa khí tốt nhất nói chuyện dưới đại đa số tình huống đều là văn phán thiên điện nơi này khách hành hương liền ít đi rồi rất nhiều như cái này ngày mưa càng là một cái cũng không ngay phục cận cũng không có người nào kế duyên nhanh lên đen trong hộp cơm còn lại thức ăn cống phẩm từng loại phát ra tới bày ở thần tượng phía trước tiểu bàn bên trên sau đó buông xuống hai cái ly rượu nhỏ lấy ra bầu rượu rót hai chén làm xong tất cả những thứ này kế duyên mới mặt hướng văn phán giống như chính tư chấp tay lấy hơi vận pháp lực phụ dùng sắc âm dư vị đai thấp tiếng nói mở miệng cung thỉnh quân thiên phủ thành hoàng công quá ti văn phán quan hiện thân tâm ti bên trong ngay tại phê duyệt văn án văn phán quan bỗng nhiên nghe thấy có từng cơn đạo âm xuất hiện lọt vào tai vô cùng rõ ràng mà bên cạnh võ phán cùng cái khác một đám tử quỷ so phục diệt lại không phát giác gì lập tức biết rõ có cao nhân làm mời chương 102 hiếm thấy phán quan lên tính trẻ con văn phán đem trong tay phán quan bút thu nhập trong tay áo hướng phía bên cạnh võ phán nói một câu dư dân miếu thở bên trong có tu hành hạng người mời ta tiến đến gặp một lần ta rời đi trước chốc lát võ phán dừng lại bút nhưng tai lắng nghe rồi một hồi không nghe thấy thanh âm gì sau đó phán quan bút trước người hư hư vạch một cái trước mắt dập dờn mở một mảnh gợn sóng bài biện ra miếu thờ thiên điện bên trong cảnh tượng có một tay áo lớn nam tử áo xanh chính dọn xong cống phẩm đổ rượu tốt hướng về phía văn phán tự thần thở dài tại võ phán nâng bút họa cảnh cùng thời khắc đó đối phương dường như cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía văn phán bên cạnh một vị khác phán quan tượng thần nhã thần tựa như cách âm dương cùng âm ti văn võ hai phán quan giao hội lệnh hai vị phán quan đều là trong lòng run lên văn phán tự đi chính là ta sẽ ở cái này lưu ý miếu bên trong tình huống Văn phán quan nghe vậy đứng dậy, không nhiều lời cái gì, cùng võ phán tương hỗ chấp tay qua đi liền đi ra công quá ti. Thành hoàng miếu thiên điện bên trong. Kế duyên tại vừa rồi có cảm ứng thời điểm liếc nhìn võ phán tượng thần phương hướng một chút, mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một loại nào đó ánh mắt, nghĩ trầm phải làm là âm ti bên trong đã chú ý mình rồi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mắt thường không thể gặp văn phán quan pháp tướng từ tượng thần bên trong vừa xài bước ra, rơi xuống kế duyên bên cạnh, quan bằng mũ quan một thân màu mực, dâu đen đen tóc mai lại hiện ra tang thương kế duyên vội vàng mặt hướng văn phán qua chắp tay thở dài tại hạ kế duyên có việc quấy rầy văn phán nhìn văn phán rộng lòng tha thứ hơn có thể dành thời gian cùng ta một lần nhìn thấy công phẩm rượu cùng đối phương khiêm tốn đạt lễ thái độ văn phán thái độ tự nhiên cũng hỏa hoãn tăng thêm thấy không rõ đối phương sâu cạn tự nhiên đồng dạng chắp tay hoàn lễ tiên sinh nói quá lời có lời gì một mực nói tới là được kế duyên triển lộ nét mặt tươi cười cảm thấy cái này phán quan hẳn là dễ nói chuyện chủ tay trái dẫn hướng bàn thờ văn phán mời dùng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện văn phán cũng là thoải mái nghe vậy trực tiếp bưng lên một cái ly uống rượu hít hà há mồm uống một hơi cạn sạch chỉ là để ly xuống thời điểm kê duyên rõ rệt nhìn thấy trong chén y nguyên còn có rượu nhưng lại không có chút nào mùi rượu rồi kê duyên cười cười tiện tay vung lên văn phán chén rượu bên trong tồn tại rượu dịch đã tiêu tán vừa thay đối phương tiếp theo chén vừa bắt đầu giảng thuật chính mình ý đổ đến chắc hàn văn phán còn nhớ rõ lúc trước quân thiên phủ có cái thanh danh hiền hách tả ra a à. ồ tự nhiên có ấn tượng tại phàm tục trong trốn võ lâm xem như có một không hai giang hồ được xương tụng thanh danh hiền hách cái kia tả ra có thể từng có cái gì đại gian đại ác chi đồ lệnh âm ti phản cảm văn phán lại ăn một khối lạo bánh ngọt phía sau trả lời cái thì cũng chưa từng có Tía duyên tâm lại thêm chiều rộng tiền nhân không sai lầm lớn tự nhiên sẽ thích hợp hơn một phần nói đến cái này tả ra cùng kế mẫu cũng có chút nguồn gốc lần này đến đây xem như việc tư. Kế duyên chậm rãi kể lại, nói tới đều là thành thật mà nói. Nhưng lại chưa hề nói toàn bộ, tận lực nói ra một cái nhận rồi tả ra phân tình tu tiên hạng người mong muốn giúp đỡ một cái tâm tư. Một âm một dương một người một quỷ thần, giữa lẫn nhau tại cái này ngày mưa thành hoàng miếu thiên điện bắt chuyện rất lâu, trong lúc đó cũng không cái khác khách hành hương tiến đến. Đợi đến bên ngoài nước ngưa ngừng, sóc phương trò chuyện cũng một cách tự nhiên kết thúc. Văn phán chỉ là vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu, không chỉ nghe thấy kế duyên đem tả ra sự tình, ngẫu nhiên cũng cùng chi tâm sự đừng. Mặc dù sao không ra kế duyên cân cước lại tại trong lúc nói chuyện với nhau cẩn thận cảm thụ, minh bạch người này là học thức uyên bác tâm tư rộng rãi hạng người, nhất định là đường đường người trong chính đạo. Ngươi tới nói tới những này đối với văn phán mà nói tự nhiên là tiện tay mà thôi. Tính không được cái đại sự gì, tăng thêm một phen bắt chuyện hạ xuống đối với kế duyên ấn tượng rất tốt. Ở đây phiên trò chuyện kết thúc lúc cũng là miệng đầy đáp ứng. Kế tiên sinh yên tâm, quân thiên phủ âm ti chắc chắn đối với tả gia có chỗ chiếu ứng tà thị người mất bên trong có đức hạng người cũng sẽ ưu tiên suy nghĩ vào chức âm ti tối nay ta sẽ đích thân đi xem một chút bây giờ tả ra môn đình thế nào đem tính vào tương ứng tập hợp sách văn phán chính miệng cam đoan kế duyên cũng là nới lẳng một đại khẩu khí mấu chốt là không cần đi vạp thành hoàng rồi vội vàng lần thứ hai chấp tay làm phiên văn phán rồi như thế kế mẫu liền cáo tử văn phán cùng kế duyên nói chuyện phiếm lâu như vậy tâm tình cũng không tệ lắm thậm chí ở giữa một phần âm ti phán quyết nhi nan việc vật vãnh cũng bị kế duyên lấy rượu ngữ điểm phá mấu chốt này lại cũng chắp tay đáp lễ tự nhiên tận lực đưa mắt nhìn kế duyên ly khai cũng vừa lúc gặp bởi vì mưa to đã dừng khách hành hương dần dần nhiều hơn văn phán nhìn lướt qua bàn thờ tại liền lấy đi rồi còn lại một chồng bánh ngọt cùng nửa bầu rượu sau đó lúc này mới trở lại âm ti ra thành hoàng miếu kế duyên thở một hơi dài nhẹ nhõm hô hấp lấy sau cơn mưa càng mát mẻ không khí cả người đều thoải mái hơn rồi cuối cùng đem sự tình đều làm thỏa hiếm thấy đến một chuyến quân thiên phủ tỏa mãn một chút ăn uống muốn đi rồi màn đêm buông xuống giờ tí quân thiên phủ thành bên ngoài nguyên tử hà bờ muôn ra một đám tụ cư chỗ ở khu sớm đã ra ra tắt đèn người người ngủ quân thiên phủ thành hoàng công quá ti văn võ đôi phán quan đều tới nơi đây tại còn không có tiếp cận thái này một mảnh thời điểm văn võ phán quan liền tuyệt phát sắc một phần chỗ khác thường rồi bọn hắn loại này địa con quỷ thần tại sở thuộc địa giới là có thể nhìn ra một phần đặc thù đồ vật Ví dụ như giờ phút này nhìn về phía ngôn ra cái kia một mảnh, chỉnh thể hiện ra một loại trong đêm tối rõ ràng cảm giác. Cũng không phải là có chuyện gì vật tại phóng ánh sáng, lại mang cho hai vị phán quan một loại đường chính trong suốt cảm giác. Nguyên bản hai phán quan cùng đi xem tả ra môn đỉnh, chỉ là hiếu kỳ người nhà họ tả cùng kế duyên quan hệ, hiện tại thì càng hiếu kỳ bên trong có cái gì. Đi. Đi qua tìm tòi hư thực. Hai vị phán quan cùng một chỗ lại lần nữa tiến lên. Chốc lát đã tiếp cận ngôn ra cửa hàng bên ngoài, chỉ là đến nơi này một đạo liền phán quan cũng thấy không rõ vô hình ngượng sóng tràn ngập mà qua chỉ là làm cả hai hơi có vẻ pháp thể có cảm ứng một đường đi tới tả thị chủ trạch trong nội viện xuyên qua tường cửa tiến nhập phòng lớn một cái còn chưa tới kịp vào thành bồi tự thiếp đặt ở trên bàn bát tiên tại mắt phán quan bên trong hiện ra một loại bao hàm khí nặng nề cảm giác nhìn đến thì đêm tối thông thấu không ánh sáng mà đang sáng ánh mắt đảo qua chữ viết chính là ninh thái an khang bách tả bất xâm minh trí mà phấn khổ tâm không phụ duyên tặng cho tả thị hậu nhân pháp lệnh pháp lệnh văn võ phán quan kinh ngạc chi từ trong miệng một lời ngữ khí ít có thất thố võ phán nhìn về phía văn phán nói vào ba ngày cái kia cùng ngươi uống rượu trò chuyện với nhau người đến tộc cùng là thần thánh phương nào cảm nhận được đưa ra pháp lực cao thâm ư văn phán cũng là một bên hồi ức một bên trả lời căn bản không phát giác gì nếu không phải hắn gọi thần mà ra ngự thủy tiết tử đơn giản văn phán nói ra cái này ngữ khí dừng một chút nhìn về phía võ phán tựa như một phàm nhân thí võ phán cho dù không cần hô hấp cũng hơi hít một hơi đồng dạng nghĩ lại tới vào ban ngày cái kia âm dương tương cách thoáng nhìn hai phán quan hai mặt nhìn nhau rất lâu võ phán mới tốt một dạng đột nhiên nghĩ tới một chuyện ngay trước có dạ tuần du báo cáo một chuyện lạ nói là cái kia trong thành một văn phô trưởng quỹ thư sinh được một thần dị tự thiếp trong đêm tại âm xa mà nói đều có không thể nhìn thẳng cảm giác hẳn là cũng là cái kia họ kế tiên sinh lưu lại pháp lệnh nghĩ đến là văn phán lại tinh tế thưởng thức trên bàn tự thiếp không khỏi cảm khái chữ tốt a à. cái này tả ra hó lường hồ cao nhân lưu pháp lệnh cũng là nói duyên phận coi chữ lệnh ý nghĩa tả ra ngày sau như thật ra cái không biết tốt xấu bất hiếu tử tôn làm chay với pháp lệnh chân ý kia là đến lúc đó chuyện văn phán cười nói vuốt sâu mà than thở sau đó lấy ra một bản đặc thù chương sách dùng phan quan bút tại trên đó phác họa chữ viết quân thiên phủ tả thị cốc trạch bên trong tả bác nhiên hai vợ chồng vốn đã ngủ rồi chẳng biết tại sao giờ phút này tả bác nhiên lại là tỉnh lại đồng thời cảm giác có thể nghe được một lù như có như không mùi thơm giống như là trong miếu mùi đàn hương pháp lệnh sở tại càng là để cho tả bác nhiên một giới phàm phu tục từ người thấy thần đạo hương hỏa vị tả bác nhiên cảm thấy có chút kỳ quái liên tràng y phục muốn đi xem một chút chỉ là vén màn vài lên từ đến rồi cách nhau một bức tường bên ngoài sảnh không cái gì dị thường không nói cái này mùi đàn hương ngược lại nặng hơn quái sự trong nhà cũng không điểm hương a hai phán quan nhìn xem tả bác nhiên cái này lão quan có rút cái mũi bộ dáng lần thứ hai liếc nhau hẳn là người này càng là có thể nghe được coi là pháp lệnh ảnh hưởng võ phán đột nhiên cười cười hướng về phía văn phán nói tỉ mỉ rồi một câu nói lệnh người sau cũng nụ cười dần dần lên cộng sự nhiều năm hiếm thấy võ phán có cái này hào hứng Ô, cứ làm như thế văn võ phán quan thế mà tại thoại tâm rơi xuống thời điểm chủ động hiện ra phác tướng hai tên đang mặc màu mực quan bào mũ quan đỏ lên dâu một mực dâu là thêm cầm trong tay chương sách đại bút người bỗng nhiên hiển hiện, hiện cờ trước mắt đen tả bác nhiên dạ cái quá sức ui ui a à. các người các người tả bác nhiên hướng về sau té ngã đưa tay khẽ run nói không rõ nói nhất là hai người trước mắt phẳng phất che phủ tại trong bóng tối quả thực là dạ người vô cùng tả bác nhiên chính là có võ công tại người cũng là bị kinh hãi phải nói không ra nói tới ha 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 tả công chớ sợ chúng ta chính là quân thiên phủ thành hoàng hạ hạc văn võ phán quan triệu cao nhân nhờ chuyên tới để cái này định xếp tả ra cạnh cửa lão đầu tử lão đầu tử ngươi thế nào Buồn trong có âm thanh truyền đến văn phán cũng là cười hướng tả bác nhiên một chút chấp tay chuyện chỗ này chúng ta cáo tử nói xong văn võ hai phán quan chuyển thân cất bước xin cửa tiêu hình mà đi chỉ để lại một cái mặt lộ vẻ đổ mồ hôi thờ hào hình tả bác nhân nửa co quắp trên mặt đất bình phục tâm tình chương 103, ta cũng không mù đàn. Lão đầu tử, ngươi tại sao không trở về nói ha, đang làm gì đó? Trong phòng thanh âm truyền đến, trao sột sột sật sật mặc một thân cùng sau đó tiếng, bước chân. Bên trong phu nhân cũng vén màn vải lên tử đi ra, nhìn thấy chính mình tướng công mặt mũi tràn đầy là mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở dốc. Phu nhân bị dọa dạ sợ đến vội vàng ngồi xổm xuống muốn đỡ người, vừa đỡ phát hiện tả bác nhân thân thể đều là cương. Ai nha lão đầu tử ngươi thế nào? Rỗi tay lần mò, tả bác nhân liền đầu tóc đều ướt, đang nhìn tả bác nhân hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt vội vàng thay mình tướng công vào ngực thuận khí có lẽ là tiếp xúc đến chính mình nội nhân trên tay nhiệt độ rốt cục để cho tả bác nhân chỉ hoãn tới một phần vận chuyển chân khí trong cơ thể để cho mình bình tĩnh trở lại ôi hồ vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình phải chết rốt cuộc làm sao vậy ngươi bộ dáng như là gặp ma hư tả bác nhân lập tức kích động lên cẩn thận nhìn xem cửa lớn ngươi đừng nói mỏ ta lại gặp thần quân thiên phủ thành hoàng phía dưới phán quan phán quan lão ra, văn võ phán quan đều tới vừa rồi ngay tại cái kia tả bác nhiên lòng còn sợ hãi chỉ vào bàn bát tiên phía trước vị trí hồ ta còn tưởng rằng là ta số tuổi trọ đến rồi kết quả hai vị phán quan nói là bởi vì cao nhân nhắc nhở đến đây định cạnh cửa hồ tả bác nhiên nói chuyện đều như cũng mang theo thanh âm rung động khoảng cách gần tự mình tiếp xúc quỷ thần mang đến tim đập nhanh cũng không phải tùy tiện có thể tưởng tượng càng không phải là ngay kể chuyện tiên sinh nói cố sự thời điểm như thế hăng hái mọi trừ sợ vẫn là sợ bất quá đến lúc này hơi cảm giác hương phấn cũng tại dâng lên đồng thời dần dần tăng cường tả bác nhiên từ sắc mặt tái nhợt đến sắc mặt hồng ngợn kỳ thật cũng không có đi qua bao lâu tả bác nhiên rốt cuộc cũng coi như người tập võ vớt vuốt chân từ dưới đất đứng lên đi đến bàn bát tiên nhìn đằng trước lấy trên bàn tự thiếp nghĩ đến rồi kế tiên sinh nói qua sẽ đi cùng quân thiên phủ thành hoàng bên kia chào hỏi quả nhiên màn đêm buông xuống phán quan đã đến bên kia tả bác nhiên thê tử lúc đầu nghe được tướng công nói vặp được phán quan còn có chút không tin như nhìn xem trên bàn tự thiếp cũng cảm thấy có thể là thật dù sao cũng là tiên nhân hứa hẹn thẳng đến đi qua gần phân nửa canh giờ hai phu phụ mới lần thứ hai trở lại đi ngủ lay thứ hai tả bác nhiên lạp được văn võ phán quan đến nhà sự tình mới ở bên trái thị hậu nhân bên trong truyền ra sau đó người nhà họ ngôn cũng lần lượt biết rõ rồi chuyện này chỉ bất quá ngôn ra cửa hàng cái này một mảnh tất cả đều là người một nhà chưa từng sẽ ở bên ngoài loạn truyền bất cứ chuyện gì đã đến giờ tả bác nhiên dạ và phán quan sau đó ngày thứ tư Mua ra cửa hàng hai ngày này có một cái hiện tượng kỳ quái, chính là hai ba mươi cái bắp thịt vững chắc giả. Trung niên, trẻ thợ rèn tất cả đều không có nghiêm chỉnh rèn sắc, mà là đều tại làng vỏ kiếm. Có hợp tác từ vọt hình đến rèn luyện lại đến bên trên mỡ tương một con rồng. Cũng có chính mình đơn độc hoàn thành toàn bộ quy trình, đơn giản giống như là truyền tống thủ công nghệ tác phường, vừa nghĩ tới là đang vì một thanh tiên kiếm làm vỏ, một đám tượng nhân thật hương phấn. Còn như việc này kẻ đầu tiêu, giờ phút này thì không phát giác gì tại quân thiên phủ thành bên trong du lãng đi tới mới tới quân thiên phủ thời gian nhanh ngóng tin tức đi qua cái kia quán trà kế duyên vốn định đem không nghe xong hoàng tướng quân chuyện cho bù đắp bất quá trong quán trà người viết tiểu thuyết đã đổi lại một cái cố sự cũng khác biệt rồi vị khách quan kia mời vào trong a bên trong canh uống xin xác pha trà uống mọi thứ có một cái người hầu trà xem kế duyên đứng tại cửa ra và một lát rồi cũng không tiến vào liền đi tới trước cửa nói một tiếng kế duyên chỉ là cười lắc đầu không nói gì thêm liền xoay người ly khai rồi người viết tiểu thuyết đổi lại cố sự cũng lại là hoàng tướng quân chuyện hắn cũng liền có vẻ hơi hào hứng ra rời ngươi hầu trà nhìn xem vị này đi xa đại tiên sinh gãi đầu một cái người này cũng không giống là uống không dậy nổi một bình trà bộ dáng Kế duyên cũng không vận dụng bất luận cái gì thuật pháp thân pháp vành vẹn lấy chậm rãi bước mà đi trực tiếp ra khỏi thành đi về phía cái kia nguyên tử hà bờ môn ra cửa hàng lần này kế duyên không có ý định nhiều quấy giày người ta nên xong việc đã xong không cần thiết lại để cho ngôn gia người bên kia nhất kinh nhất dạ đợi đến đi tới nguyên tử hà bờ kế duyên trực tiếp lấy chứng nhãn pháp tư hình phía sau mới đi vào ngôn gia cửa hàng phạm vi hiện tại hơi có chút quái Ngôn gia bên này một chút rèn sát thanh âm đều không có ngược lại là có rất nhiều bằng gỗ tiếng ma sát đàm phán hòa bình luận âm thanh từ tiệm thợ gen từ phía sau truyền đến kế duyên trước đen trước đó không cáo mà mượn một cây dù thả về chỗ cũ sau đó tìm tiếng vang và mùi đi về phía ngôn gia cửa hàng tự làm dáng phường phía sau thí hiếm thấy kế duyên hơi có vẻ khoa trương hít một hơi cho tới bây giờ Phan Trần bên trong có thể kinh đến kế duy sự tình mặc dù không ít có thể cũng sẽ không quá nhiều. Trước mắt việc này tính một kiện. Chỉ gặp vài cái lều lớn từ phía dưới, hai ba mươi cái mình trần thợ rèn tất cả đều đang rèn luyện chế tác vào kiếm. Đây là bọn hắn trong tay chưa hoàn thành, bên cạnh trên kệ, trên mặt đất. Đã chứa rồi tối thiểu Người mấy cái hoàn thành thử thức. Từ chọn ngừa tới kiểu dáng, từ màu sắc đến khắc hoa văn, thiên kỳ bách quái không giống nhau. Người nhà họ môn đây là uống lộn thuốc. Kế duyên ý niệm này cùng một chỗ, lập tức bật cười nghĩ đến rồi nguyên nhân dễ vẫn là xuất hiện ở rồi chính mình cái này tiên nhân trên thân chỉ là nhìn xem nhiều như vậy cái vỏ kiếm người nhà họ môn không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực nguyên bản kế duyên chỉ là dự định lưu lại một trăm văn coi là mua vào kiếm tiền sau đó lưu trương tiện điều cáo chi một tiếng liền tốt nhưng bây giờ nhiều như vậy vỏ kiếm kế mẫu người cũng không muốn làm cái này oan đại đầu toàn bộ tính tiền nói thật nhiều như vậy vỏ kiếm trừ bỏ những cái kia sức tưởng tượng tùy ý chọn một cái kế duyên đều rất vừa ý hắn lặng lẽ đi đến tích ngoài rìa một chỗ giá gỗ bên cạnh đưa tay nắm một nhánh mộc mạc màu xanh nhạt mộc vỏ vào kiếm đi theo cùng một chỗ tiêu hình sau đó kế duyên hơi hơi do dự một chút vẫn còn có chút sờ khóc sờ cười từ trong ngực lấy ra hai thỏi một lựu tròn ngân lấy nhu kình hướng phía bên kia già bảy tám mươi tuổi y nguyên khởi kình rèn luyện kiếm mới vào ngôn lão gia tử ném đi tung tùng hai thỏi bạc thế mà lấy nhu kình tại ngôn lão ra từ đầu bên trên ném ra hai tiếng giòn vang để cho cho là có ai nói đủ người sau tại hạn ý thức tiếp lấy từ trên đầu hạ xuống bạc hơn cũng không hiểu nổi giận ai cái nào hỗn trướng cầm bạc ném ta mà giờ khác này kế duyên chớ tức thanh âm u u từ phương xa truyền đến ai bảo các ngươi làm nhiều như vậy vào kiếng ta bất quá liền một thanh kiếng còn lại giá thành chính các ngươi bán vào kiếm trở về đi thanh âm càng ngày càng xa cực kỳ hiển nhiên đã rời đi muôn lão ra tử lập tức che chính mình miệng trên chắn mồ hôi diện cũng nhiều không ít chính mình vừa rồi kia là mắng tiên nhân cái này một hồi tất cả tự nhân cũng đều nghe tiếng dừng động tác lại một thời gian tiện thợ rèn một bên lặng ngắt như tờ không ít người còn vụng trộm liếc môn lão gia tử nhìn hắn phản ứng mười cái hô hấp sau đó xác nhận tiên nhân phải làm là ly khai rồi cũng không có so đo dự định môn lão gia tử đột nhiên ý thức được một cái vấn đề quan trọng lập tức giật ra giọng giống to ai vào kiếm được tiền chọn rồi mau nhìn xem là ai vào kiếm được tiền chọn rồi thiếu đi cái nào vào kiếm tất cả mọi người tìm xem đúng 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 mau nhìn xem thiếu đi cái nào. Vậy ta trên tay còn chưa làm tốt đâu. Còn làm cái giám A. Tốt nhất là ta, tốt nhất là ta. Khẳng định là ta A. Một đám tự nhân nhao nhao kiểm tra bên cạnh mình giá đỡ cùng trên mặt đất vỏ kiếm, mong mỏi có thể phát hiện ít đi thứ nhất. Ta ha 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 ha. Là ta, là ta, ta vỏ kiếm được tiền chọn. Ha 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 ha. Ta bên trên nhất sơn xanh mộc vỏ không thấy. Ha 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 ha. ha nhất định là bị tiên nhân cầm đi. Một tên ba mươi mấy tuổi thợ rèn cao hứng còn kém nhảy dựng lên khoa tay múa chân rồi. Tại cái kia chỉ vào giá gỗ cuồng tiếu không thôi. Bên cạnh rất nhiều thợ rèn nhưng chưa từ bỏ ý định, tí nguyên lật qua lật lại chính mình tác phẩm, sau cùng lại chỉ có thể đạt được một cái không thiếu tàn khốc sự thật. Đến cuối cùng đám người nhao nhao nhìn xem cái kia cao hứng bừng bừng thợ rèn bĩu môi than thở thở dài, cực kỳ qua loa chúc mừng một đôi lời. Hắn tử kia đang đắc ý đâu, lại nhìn thấy thái gia hướng hướng từ đường ly khai rồi lập tức vỗ đầu nghĩ đến bạc còn không có cho mình đâu, vội vàng đuổi theo. Thái gia, thái gia, cái kia bạc, bạc nên cho ta đi. Ít nhất cho một thỏi đi, tiên nhân cho đầu. cái công hừ, ngươi cũng biết tiên nhân cho, ngươi biết cái gì tác dụng. Cho ngươi cũng là phung phí của trời, ta cầm đi từ đường cùng mái, cùng tổ tông bài vị để một khối, dâng hương thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy. Môn lão gia tử cũng không quay đầu lại, bước chân tăng tốc, lưu lại câu nói này đem hán tử đánh đứng chết chân tại chỗ. Chương 104, một duyên khuy thiên. Kế duyên không gấp về thành bên trong, mà là tại ở ngoại ô tìm một chỗ không người rừng hoang, lên bài học cành lá rậm rạp đại thụ, tại trên đó ngồi xếp bằng, nhìn kỹ cái này vỏ kiếm. Cái này vỏ kiếm hồn thân hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu xanh biếc, hẳn là dùng cái gì sơn liệu mà không phải bằng gỗ nhan sắc ban đầu, có thể thẩm thấu tính rất tốt cũng tươi mát tự nhiên, không có cái gì mùi vị khác thường, phối màu cực kỳ dựng thanh đằng kiếm chui kiếm. Mộc vọ không có bất kỳ cái gì khác hoa văn cùng dư thừa phối sức, chợt nhìn đơn giản tựa như là một cái màu xanh biếc dẹt mộc côn có thể càng sừng ngược mượt mà xúc cảm thật tốt chỉ là nghe thanh đằng kiếm ở sau lưng hơi hơi phong minh âm thanh liền biết nó cũng thật thích cái này vỏ kiếm an tâm chớ vội vỏ kiếm còn kém chút hỏa hầu nếu không có thể chịu không được ngươi giày vò kế duyên đem phía sau thanh đằng kiếm rút ra linh khí đưa vào trượt tay ra có một đoạn tinh tế dây lao nhánh mới từ kiếm thanh bên trên đâm chồi mà ra cũng tự hành chóc ra đen cành cây nhỏ sao đến trên vỏ kiếm lập tức khảm vào trong đó dọc theo vào kiếm chậm rãi dinh trừ uyển chuyển xoay quanh đại khái một chỉ dài một cái xoáy tốc bộ này cũng không nhanh thực sự không chậm hai khác đồng hồ qua đi màu xanh nhạt trên vỏ kiếm nhiều một đạo xoay quanh xanh biếc đằng hoa văn số ít chỗ còn có lưu trồi non vết tích vù vù thanh đằng kiếm lại một lần nữa phong minh còn kém chút còn kém chút không vội kế duyên giống như trấn an một cái vội vàng khát vọng nhận được đồ chơi hài tử một dạng vỗ vỗ thanh đằng kiếm sau đó tiếp tục chính mình thao tác tay phải vận khởi kiếm chỉ pháp lực như tinh tế kiếm mang nhẹ thư kiếm vào bên trên chiêu cổ tay cùng đầu ngón tay hoạt động hai câu khắc văn hiển hiện linh dựng thanh đằng giấu đi mũi nhọn vạn trượng chữ viết vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất toàn bộ vào kiếm cũng khẽ chấn động rồi một chút liền trở về tự nhiên Cô dù sao cũng là chính mình đồ vật nha nhìn xem thanh đằng kiếm cại cái kia phong minh không ngừng tế duyên cũng là cười rồi đi thôi vù vù thanh đằng kiếm mang theo phong minh trà sát đến một tiếng trượt kiếm vào vỏ sau đó liền không có cái gì vang động rồi tựa như ngủ rồi đồng dạng kế diên lần thứ hai cười một tiếng đen thanh đằng kiếm một lần nữa dùng vải xanh quấn tốt phát tại trên lưng tiêu chi lấy trong ngắn hạn hết thảy khúc mắc đã xong bắt đầu suy nghĩ tìm mì chính mình tu hành vấn đề không giống với còn lại mấy cái bên kia đạo hạnh không sâu tu tiên hạng người Tề duyên thậm chí không cần nhắm mắt liền có thể xem hiện ý cảnh sơn hà bên trong thiên địa thương mang trên đỉnh núi cao đan lô to lớn một mẫu đan điền khói trên sông minh mông bốc lên sung danh pháp lực bây giờ theo chính kế duyên bộ kia cân nhắc tiên đạo chuẩn tắc tại đức pháp tâm phương diện kề vai sát cánh đạo hạnh cũng là ngày càng tăng trưởng cấp tốc đa thất pháp lực biên giới đã không còn là một mẫu đan điền tri địa có lẽ dùng một mẫu ba điểm hình dung thích hợp hơn dụng mặc dù vẫn là nhỏ có thể không chịu nổi kế mẫu nhân đan lò lớn nha trong lò nội tàng càng khôn tam mụi chân hỏa tung bay không thôi tích chứa trong đó lấy bừng bừng đan khí bất cứ lúc nào đều có thể chuyển hóa bổ sung vi pháp lực đặc biệt là kỳ lạ là giới này tại hư thực ở giữa đan thất thông binh sách bên trên hình dung là u ám bên trong sáng lên thất ý cảnh đan lô giá kim kiều mà tới được kế duyên cái này đang thất một mẫu ba phần đất chung quanh cũng không tối là như ẩn như hiện ý cảnh sơn hà đan điền chi địa tung bay pháp lực thì tựa như yên hà đồng dạng đem đan điền chất chứa cũng không biết là sơn hà ẩn vào đan điền bên ngoài vẫn là đan điền ẩn vào sơn hà bên trong kế duyên tự giác tốc bộ tu luyện tuyệt đối là không chậm có lẽ những cái kia ngồi tại tiên phủ thánh cảnh chi địa người tu tiên cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn kế mẫu người hiệu suất mà quân cờ đối với đăng khí nhu cầu tựa hồ cũng có tự thân hạn chế ngẫu nhiên số lượng nhiều ngẫu nhiên lần như không ngương thực lớn hư vô ít tóm lại dưới tình huống bình thường không ảnh hưởng kế duyên tu hành ngọc hoài tiểu luyện cái này một cơ sở luyện khí quyết vận dụng cũng là lô hỏa thuần thanh mặc dù còn không có đại luyện chi pháp có thể thân bên trong ngũ hành tạng khí sở tại bản thân đã thay nhánh ngũ hành chi khí cái gọi là đại luyện chi pháp cũng bất quá căn cứ tự thân đặc tính lựa chọn một đầu thích hợp hơn tu hành đạo đường ví dụ như chủ thái bạch kim khí hoặc chủ quy thủy chân âm cao cấp là cao cấp, có thể không có cũng sẽ không chết. Kế duyên bản thân an ủi chính là, kế mẫu người hiện tại chính là kề vai sát canh phát triển toàn diện. Mại trừ pháp lực cùng thân khí phía trên luyện pháp không rơi xuống, tiếp tục lấy tinh khiết linh khí tầng bộ thân hồn đạo khí quyết luyện pháp kế duyên cũng chưa từng gián đoạn, tận khả năng tại mỗi ngày đặc biệt canh giờ cơm hạ uống lộng. Kế duyên một bên cảm ngộ thân nội tình tình huống, một bên lần thứ hai lấy ra tùy thân mang theo thông minh xét xác minh tự thân sở học, tiện thể cũng lui về phía sau mở ra tu hành tương quan cao đại thượng nội dung theo thông minh sách nói ngoại trừ pháp lực thâm hậu hay không trong tu hành còn có hai đại mấu chốt tiêu chí đối với tu tiên hạng người đạo hạnh sâu cạn có thể có nhất định tham khảo tác dụng tức mũ khí triều nguyên cùng ba hoa quy nhất cái trước là thân bên trong ngũ hành chi khí đại thành đồng thời linh động đầy đủ tiêu chí cùng cá nhân tu vi pháp lực sâu cạn tiểu thiên địa cấu kết tinh thần khiếu huyệt nhiều ít cùng tâm nhốt tu hành đều có rất lớn quan vậy cũng không phải là người người có thể thành tựu cái này dị tượng thông minh sách bên trên từng nói không biết từ khi nào bắt đầu tu tiên bên trong người thường thường chỉ cần ngũ khí bên trong có một mạch chiêu nguyên liền giam không giấu giếm treo cổ tự từ chiêu nguyên trì cảnh xen như có chút buồn cười mà người sau ba hoa quy nhất thì thật là đạo diệu chân tiên tính chất tượng trưng ngụ ý tu tiên giả chẳng những tinh khí thần tụng mà hợp nhất thiên địa nhân tam tài ở giữa cũng là trọn vẹn quy nhất là vì cửa trước đại thông không phải chân đạo cao nhân không thể thành tựu mà thường thường loại này cao nhân pháp lực đồng dạng thâm bất khả chắc rất không có khả năng có ngoại lệ ngoài ra còn có một cặp đối với đạo lý giải cùng đối với thực pháp thần thông lý giải chờ một chút từ tâm cảnh đến tu vi đủ loại giải thích lại thêm có gõ tâm nhốt tu đức đi rồi thanh tĩnh các mọi loại huyền diệu chi thuật từ từng cái phương hướng đủ loại góc độ gắng đạt tới tiếp cận đại đạo tu hành một chuyện thật có thể nói là là môn vàn đại đạo mọi loại pháp quyết tiên môn tiên phủ tiên động tiên sơn tiên đảo tất cả nhà đều có tất cả nhà lý giải liền riêng phần mình đối với ảo diệu chỗ tệ cây chổi từ chân khó mà chân chính quy nạp thống nhất thậm chí chính là bên ngoài đạo lý con con có rất nhiều giữa lẫn nhau đường tranh nơi, không ai phục ai. Thông minh sách bên trên nói đến điểm này chỉ khái quát một câu rất là thương tư. Đáng nhắc tới là, nếu là chân chính tiên đạo cao nhân, đối với đạo lại đều có khác sâu lý giải, thường thường có thể đối với vạn vật quy luật hiểu rõ huyền cơ, cũng là rất nhiều tinh yêu si mị khát vọng vấn đạo nguyên nhân một trong. Kế duyên tinh tế thưởng thức xem một phen, thời gian liền đã gần sát giữa chưa. Tự giác bây giờ tâm niệm rộng rãi tu hành tại giai đoạn này đã được cho thuần túy, mời yên tâm nhảy xuống cây đi, chuẩn bị vào thành tìm địa phương ăn cơm. Tại đi bộ vào trong thành thời khắc, tựa như là trước kia xác minh tại trong lòng có tác dụng một dạng, lại giống là tâm cảnh liên cất cao một tầng, kế duyên trên thân pháp lực rất có loại cùng ngoại giới thiên địa linh khí giao hòa cảm giác. Mà kế duyên trong lòng đọc khẽ động ở giữa thần vào ý cảnh sơn hà hiền hóa, ý cảnh bên trong tự thân tựa như trở nên vô cùng lớn. Ngoại giới nhục thân thì phảng phất tự thân hòa vào thiên địa một dạng, bộ pháp đều tỏ ra hư linh thần kỳ. Rất có loại ý nghĩ thông thấu tu tiên tiểu thành toàn vẹn cảm giác giờ khác này ý cảnh bên trong năm viên quân cờ như ẩn như hiện tựa như tinh đấu cho bầu trời một loại cờ đen phát sắc cờ cờ đen chủ hóa sinh cảm giác lần thứ nhất xuất hiện tại kế duyên trong lòng ha để cho trong khi tiến lên kế duyên lại có nghi hoặc dần dần lên mà đi tới đi tới thân thể thế mà tựa như đá vào trong nước cảm thấy lực cản càng lúc càng lớn đến cuối cùng kế duyên thế mà phát hiện chính mình đi không được đường tình huống như thế nào có chút không đúng a à? kế duyên mong muốn rời khỏi ý cảnh quan tưởng trạng thái kết quả thế mà cũng không được rồi cả người cứ như vậy đứng vững tại rồi quân thiên phủ trên đường cái bên cạnh trải qua bách tính trên thân từng đạo từng đạo hoặc đỏ hoặc vàng hoặc tạp sắc khí cơ phiêu xuất tung bay tờ trong mắt kế duyên là bực nào rõ ràng trôi hướng chỗ nào kế duyên vô ý thức muốn ngẩng đầu gian nan chuyển động cổ mới có thể nghiêng nhìn chân trời xoạt 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 trước mắt quang sắc tựa như tại trắng cùng đen màu lót bên trong thoáng hiện chuyển đổi tại hư hình cùng thực chất bên trong không ngừng biến thiên chính mình thân hình tựa như tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa vô hạn cất cao sơn hà sao mà ra thiên địa sao mà rộng ánh mắt thì tựa như không có cuối cùng trong nó nghìn đạo vạn đạo vô tận đường khí cơ tràn lộc vô tận trắng đen xanh đỏ vàng các loại sắc theo sắc hiển hiện trong lòng minh mộ tỏa ra tiên linh chi khí bang bạc yêu khí bừng bừng ma khí tâm khí hương hòa thần khí niên đạo chi khí ngũ hành chi khí kế duyên tại tự giác thân thể đang không ngừng biến lớn không ngừng tung bay quá trình bên trong trước mắt thế giới đã khác nhau rất lớn kinh ngạc rung động sợ hãi không biết làm sao đủ loại cảm xúc đan vào bên trong kế duyên nhìn thấy trời cùng đất bàng bạc minh mông chi khí chính nhận thế gian hết thảy sinh linh vô tận khí cơ dẫn dắt tiên đạo quỷ đạo thần đạo ma đạo yêu đạo nhân đạo linh đạo cái này vô tận khí cơ riêng phần mình hỗn hợp hình thành vô số đạo hoặc thô hoặc tinh vi khí cơ dây thừng một mực đâm vào thiên địa minh mông chi khí bên trên cho từng đạo từng đạo khí cơ dây từng dục niệm cùng phân tranh chìm nổi theo hướng đạo trí tâm cùng tà ma chi rơi dụng giao phong Trong mỗi một lần vương triều thay đổi đại thế biến thiên mỗi một lần tiên ma tranh đoạt yêu tà hắc loạn mỗi một lần sơn hà thiên tai khí số biến động tất cả đều hóa thành một cỗ đầu nguồn kình xe rất cái này thiên địa minh mông chi khí kế duyên phảng phất có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo nội tàng đỏ sậm cùng từ khí giao hòa vết dạng hiển hiện thiên địa một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác bên trong minh ngộ tại kế duyên trong lòng dâng lên thiên phát sát cơ di tinh dịch túc địa phát sát cơ long xa khởi lục nhân phát sát cơ thiên địa phản phúc có lẽ vạn năm có lẽ mấy ngàn năm có lẽ ngắn hơn giữa thiên địa đại biến sắp đến loại điền hóa này liền đem sau cùng nhận giữa thiên địa tràn đầy vô tận vạn vật khí cơ mà hiển hiện đến lúc đó là sơn hà vỡ vụn trời nghiêng đất sụt vẫn là khổ tận cam lai dựng hóa đại thiên đều là một cái ẩn số có thể khẳng định là thiên địa đại biến thời khắc sơn hà vạn giảm cũng tốt vô tận sinh linh cũng được tiêu hình mất mạng người tất nhiên không thể tính toán thời khắc sinh tử có đại khủng bố dòng thiên đạo biến thiên lúc thì có thể sinh sinh đem người giật mình chết kế duyên đã gần như sinh cơ hoàn toàn không có hồn thân đều không thể động đậy chỉ có thể như thế giấu trong lòng vô tận sợ hãi nhìn chăm chú lên thiên địa thương khung tâm hải cũng dần dần tĩnh bịch chỉ là tại kế duyên cho là mình sẽ chết đi trong nháy mắt lên một loại một loại ẩn tàng khí cơ tại giữa thiên địa hiển hiện, hiện ý cảnh cùng hiện thực giao hỏa bầu trời năm người sao lớn chừng cái đầu sáng chính là năm mai quân cờ vốn có vô tận biến hóa bên trong kế duyên liền tự như cảm nhận được từng đạo từng đạo vô hình vô chất hư tiến liên lụy ngàn vạn khí cơ đen toàn bộ thiên địa sơn hà lấy khó mà hình dung càng khôn sức mạnh to lớn dính liền huyền hoàng chi khí xuyên qua trong đó kế duyên bỗng nhiên biết rõ đây là cái gì rồi đây là một cái giao diện có khúc còn nào à, vô biên giới hạn chế bản cờ tông âm vô tận tâm hải sóng cả dần dần lên một lần nữa bốc lên ra nỗi lòng ta quân thiên phủ trên đường cái nguyên bản đứng thẳng bất động kế duyên một cái lảo đảo tỉnh táo lại hai mắt kịch liệt đau nhức hơn nhị không được tay phải che mắt. giữa ngón tay từng đạo từng đạo máu tươi tràn ra kế duyên kêu thảm một chút hấp dẫn người qua đường chú ý ai nha người này thế nào ánh mắt hắn chảy thật là nhiều máu a à? cái này cần tranh thủ thời gian tìm đại phu đi nói là a à? vị tiên sinh này ngươi không sao a à? có hay không cần dẫn ngươi đi tìm đại phú a à? Trung quanh nhìn thấy một màn này không ít bách tính có kinh dị cũng có quan hệ cát đều tại kế duyên trung quanh nghị luận ẩm ý không không cần tạ ơn ôi kế duyên khí tức hỗn loạn mãi liệt thống khổ làm hắn vắt dao che mắt phải không bù tay tay trái hướng phía trung quanh vẫy vẫy tất tha thất thiểu hướng phía trước đi đến chương 105, diễn cờ người cho dù thân thể ngã trái ngã phải kế duyên bộ pháp lại dần dần tăng tốc kiếp số kiếp số Tâm nhẹn bốc lên ở giữa, Kế Duyên nghiêng Trái như phải đông dư tây bãi tiến lên, chẳng có mục đích tựa như du hồn, hai mắt kịch liệt đau nhức không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, vốn là mơ hồ ánh mắt lại thêm bị kín một tầng huyết sắc. Kế Duyên tay phải chỉ là vắt lao đặt ở hai mắt bên trên, tựa như không làm như vậy hai mắt liền sẽ tạc khai. Tình trạng cơ thể rất kém cỏi, có thể Kế Duyên trong đầu lại dốc hết toàn lực suy tư hai đời suốt đời học thức, khát vọng tìm tới một đáp án, hiểu rõ cái này thiên địa bàn cờ cùng phương pháp phá giải trong lòng tâm tư tán loạn thân thể thì mang theo huyết hồng chi sắc ánh mắt vô thần bốn phía bơi kéo kế duyên tại cái này quân thiên phủ trên đường lung lay mạnh mẽ đâm tới trong tiềm thức chỉ vì tìm một kiện đồ vật mà tìm cái gì lại ngay cả chính hắn cũng dư lực nghĩ rõ ràng nhất định có nhất định có bỗng nhiên tại bên đường một chỗ bán hàng rong phía trước phát hiện chỗ thụ buôn bán một bộ cờ vây trong chốc lát tâm tư thanh minh kế duyên trực tiếp xông lên tiến đến nắm lên bàn cờ hộp cờ liền đi liền tiền bạc cũng không đái hoài tới giao phó ai 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 ngươi cướp ta cờ lúc đầu không có tinh thần gì tiểu phiến gặp có người giật đồ, lập tức muốn phất tắc lại bị kế duyên mắt xanh chảy máu dữ tợn bộ dáng xạ dạ sợ tiếng nói từ mạnh đến yếu thế mà cũng không dám đuổi theo ra đi đoạt nước cờ đi lại bàn cờ hộp ôi 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 hô hấp phát run có chút thần trí không rõ tại trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một câu nói ta là đánh cờ ngươi ta là đánh cờ ngươi giống như điên dại kế duyên một đường lào đảo chạy ra thành rõ ràng trọng tâm lắc lư bất ổn bước chân lại không ngừng tăng tốc cuối cùng càng là cơ hồ hóa thành tàn ảnh thẳng đến hoang dã sơn lâm liên tiếp phi nước đại một ngày đêm trực tiếp từ quân thiên phủ thành thẳng tắp chạy ra ngoài hơn 300 dặm sông lên hoang tàn vắng vẻ đồng đều nguyên núi một đường không để ý bụi gai dây leo cỏ dài từng bụi chính là kia hoang vắng đến kia cản kế duyên tại trong núi lớn sông chạy rất lâu vừa thấy được phía trước có một chỗ bất quá hai trượng núi sâu vách tường hang đá lập tức tựa như tìm tới cứu tinh một dạng ôm bàn cờ hướng kỳ trùng đi lảo đảo bước chân tiến nhập phách động bên trong thanh đằng kiếm tiện tay cười xuống gác tại một bên đem bàn cờ hộp cờ buông xuống kế duyên si mang một dạng ngồi xếp bằng bên trong đầy trong đầu từ trước đó hình tượng cùng cảm giác sợ hãi vung đi không được mở ra hộp cờ lấy ra cờ đen cờ đen trước mắt đã không còn là phàm trần bàn cờ mà là tùy tâm ý thay vào thiên địa đại thế treo lạch cạch một tiếng quân cờ hạ xuống ý cảnh lần thứ hai tung hoành kế duyên bắt đầu hạ cờ diễn cờ thấy được thiên địa đại biến chi khí tế duyên tuyệt đối không thể hoặc là cũng càng không dám cùng bất luận kẻ nào nói hắn có loại gần như có thể xác định trực giác chính mình cái này đánh cờ vây người dòng là thế giới chi biến đi là thâu thiên hóa nhật đóng đâu càn khôn sự tình một khi nói với người ra chân ý hạ chàng lại xa chảm tại lúc trước thanh tùng đạo nhân vô số lần sợ là hắn kế mỗi người thậm chí nghe đến việc này người đều sẽ trong khoảnh khắc cùng một chỗ hóa thành cho bụi nàng lệ áp lực như sơ nhạc thép tới kế duyên không thở nổi hắn nhất định phải chính mình tìm tới một đáp án không người có thể cầu tương tại ninh an huyện cư an tiểu các trong nội viện kế duyên cùng giãn triệu tiên đánh cờ nửa ngày có thể phía dưới thật nhiều ván cờ thế nhưng là giờ phút này mỗi một con cờ hạ xuống đều để ý cảnh sơn hà hư hóa khí cơ bên trong trải qua vô số biến thiên đem đã biến mất thiên địa bàn cờ bắn ra đến trước mắt bàn cờ vây bên trên rơi một khỏa tử liền tựa như nắm nâng một ngọn núi ý cảnh đa lô một mực chân hỏa hừng hực thân bên trong pháp lực điên cuồng vận chuyển không ngừng một khác chỉ vì trao chống xong lần này diễn cờ. thời gian biến hóa đối với cái này khắc kế duyên ý thức mà nói đã mất đi ý nghĩa nhưng tại thân thể bên trên triển lộ rõ rệt tinh đấu di chuyển mặt trăng lên ngày hàng dông tố phong vân chưa dương hám cho dù giờ phút này cảnh cùng ý đặc thù đã rất trọng rất trọng có thể kế duyên thực sự dần dần càng ngày càng gầy gò một ngày trong đêm na ô có bi thương tiếng sói chu tại cách đó không xa vang lên sau đó không lâu một đầu bị đuổi ra đàn sói giàn ngu độc lăng ở trong màn đêm cẩn thận tiếp cận trong núi hang đá vách động lập được một cái cứng lại ở đó người thân thể người nọ không nhúc nhích tay duy trì chấp tử tư thế cho ở trên bàn cờ phương quần áo trên người có chút lam lũ cành khô lá dụng chất đầy bên cạnh lò ôi lão lang nằm phục người xuống cẩn thận tiếp cận vách động răng nanh hoàn toàn lộ ra thời điểm có nước bọt nhỏ xuống Vùi vù dựa vào tại vách động cạnh ngoài thanh đằng kiếm phong minh từ lên kiếm nhận trượt ra vào kiếm vành vẹn nửa tắc không đến mũi kiếm hàn quang đã có thể dùng lão lang như vào hầm băng ô ô ô nhận thực kỳ kinh hãi hù sợ lão lang cục đuôi hốt hoảng chạy trốn đại trinh nguyên đức 15 năm ninh an huyện huyện học bên trong hôm nay không tiếng đọc sách họp đường đi học sinh bên trong trước đó gần một nửa tuổi tác thiên đại ngoại trừ cá biệt trở về gia đình sinh hoạt sự tình còn lại những cái kia thế mà đều chiếm được học lên cơ hội đi đến đức thăng phủ vài cái thư viện giờ phút này trong nội đường học đồng môn nhỏ nhất 7 tuổi lớn nhất 16 tuổi tất cả đều mang theo sùng kính cùng không bỏ ánh mắt nhìn lấy mình phu tử đã 15 tuổi Doãn Thanh Đồng dạng muốn nghiêm trình trong đó. trãn Triệu Tiên không nói gì. Chỉ là tại phu tử bàn tiền đề bút viết văn chương, sau một hồi lâu viết xong một thiên, thì đem nhẹ nhàng thổi vài cái, có thể dùng mực nước càng nhanh thay đổi cạn, sau đó để đặt trước bàn một bên. Gặp trên bàn trước đó thư tự văn chương một trang giấy bên trên chữ viết đã làm rồi, liền lấy tới cẩn thận chồng chất, đem để vào một cái trong phong thư, sau đó nâng bút tại phong thư bên trên viết xuống, phu tử tạng bỗ minh. Viết xong sau đó đem phong thư khép kín phóng tới một bên điệp ra mời ra làm chứng bàn đầu kia đã nổi lên thật dày đánh giấy phong bên trên làm xong những này giãn triệu tiên lần thứ hai lấy bút dính dính mực nước bắt đầu viết xuống một thiên hiện tại ninh than huyện huyện học giãn phu tử muốn cho mỗi một vị học trò viết một phong thư tựa như lúc trước những cái kia bỏ học trở về nhà học trò trước khi đi chỗ thu cái kia một phong tựa như những cái này học lên đi phương xa thư viện học trò lúc gần đi chỗ thu cái kia một phong toàn bộ học đường bên trên lặng ngắt như tờ không có bất kỳ cái gì hai từ quấy dây chính mình phu tử viết tại hạ đầu cũng mồi tất cung tất chính không người châu đầu ghé tai loại này học đường kỷ luật là ra ngoài xuất phát từ nội tâm kính trọng bây giờ giãn triệu tiên phu tử uy nghiêm là không cần thước ninh an huyện huyện học thước cũng đã sớm lừa cho đã lâu Tức trưởng lại quan nửa cái canh giờ giãn triệu tiên mới đưa bút thả lại bút giá sơn chờ đợi cuối cùng một trang giấy bên trên mút tích làm sau đó vào phong cất kỹ Ồ, thư hết thầy 60 có bảy tất cả đều viết xong một hồi học tục khoa tự sẽ từng cái phát cho các ngươi chiêu này giãn triệu tiên bắt trước chính mình cái kia bạn thân kế duyên tự giác rất hay hoặc nhiều hoặc ít có thể để cho học cho kiên định lòng dạ lý tưởng phía dưới các học sinh tất cả đều nhìn qua giãn triệu tiên thấy giãn triệu tiên cũng là có chút chắc ẩn hắn đứng dậy cười cười đọc sách thánh hiền vì cái gì tất nhiên là muốn hồi báo thiên hạ nhưng hiện nay thế đạo mong muốn phổ biến thánh hiền chi đạo rồi lại không quá dễ dàng không phải ta một giới áo vải có khả năng thành giãn triệu tường đem một bản tự viết thành sách quần điều luận một thiên cầm trên tay phu tử ta dù sao cũng là từng châu giải thí câu trên chương ất đảng lần này chi lại tất nhiên là hữu tâm tiến thêm một bước cũng tốt ngày sau thi triển trong lòng khát vọng phu tử một thế dục thiên bách người làm quan trị thế dục vạn vạn người phu tử ta nghe ta cha nói quan trường là cực kỳ tàn khốc nếu đường tranh đoạt chết không thấy máu trên lớp học gần phía trước vị trí một tên 13 tuổi nam đồng do dự một chút vẫn là mở miệng đây là ninh an huyện huyện lệnh trần thăng thứ tử tên là trần ngọc thanh cũng là giãn triệu tiên vừa phải thưởng thức một trong những học sinh tuy thật hai năm này ninh an huyện phu tử giãn triệu tiên đã tại phụ cận huyện thậm chí hai ba cái thư viện đều có rồi một phần danh khí bởi vì hắn giáo thư dục nhân rất có thủ đoạn tinh thụ học sinh nhiều minh kinh diện ý lại độc hữu kiến giải những kia tuổi tác đại học tử đều có thể dựa vào tự thân tài học kiến giải nhập học thư viện dẫn đến thường có huyện khác người đưa hài tử đến ninh an đi học cũng dẫn đến huyện học học trò nhiều hơn không ít trần ngọc rõ ràng nghe phụ thân trần thăng tại năm trước cuối năm đánh giá qua giãn phu tử sư một thân tuyệt đối lớn khát vọng sở tác quần điều luận cùng gọi là chi nghĩa mặc dù vẫn tại không ngừng hoàn thiện coi như trước mắt mà nói cũng đồng đều không phải giản đơn thư tịch có thể loại người này chính khi quá thịnh dễ nhất quan trường giải kích những lời này trần ngọc rõ ràng có chút sợ hãi chẳng biết tại sao hiện tại không dám nói ra tới liên sợ nói ra sau đó chính mình phu tử liền thật không về được chẵn triệu tiên tự nhiên không rõ ràng học trò trong đầu phức tạp ý nghĩ chỉ là cảm nhận được đám học sinh đối với mình không bỏ cùng lo no lắng trong lòng u ấm phu tử ta tuy chỉ là một giới thư sinh thực sự cùng bạn bè đàm luận qua miếu đường tất nhiên là đối với hắn có nhất định hiểu rõ bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng có lẽ phu tử ta học vấn không đủ bị sập phía dưới bảng đến đâu doãn triệu tiên một câu trò đùa mà nói cũng đang phía dưới học trò chọc cười bất quá khi thật có lẽ chỉ có nhỏ tuổi nhất những học sinh kia những hài tử khác tại trong lòng cho rằng nhà mình phu tử tuyệt đối có thể chi động doãn triệu tiên nắm thư đặt sau lưng nhìn về phía bên ngoài học đường trong vườn thúy trúc Thời gian 9 năm lần thứ 200 khảo châu giải thí, bây giờ mình đã 30 có lục, tính không được nhiều lão, nhưng cũng không phải cái trẻ tuổi thư sinh rồi. Chỉ là lần này, thấp thỏm trong lòng ít đi rất nhiều. Làm ra hai quyền hào văn chương phía sau. Giã triệu tiên càng ngày càng cảm thấy, giáo dục chồng người trọng yếu, có thể vẹn vẹn tại cái này học thuộc chồng người thì lực qua đơn bạc. Đơn bạc đến chính là cái này hai sách thư cũng khó khăn đẩy đi ra. Chương 106, tiểu các một chén túi kim tiêu. Lại qua một hồi, có một tên đầu tóc hoa bạch lão thư sinh mặc nho sinh trường bào tại cửa ra vào gõ hai lần cửa Giãn triệu tiên gặp người ôm thư tới chắp tay cũng đưa tay dẫn mời đối phương tiến nhập học đường chu phu tử mau mau mời đến Giãn phu tử chu phu tử cũng chắp tay đáp lễ sau đó tiến vào đứng ở giãn triệu tiên bên cạnh nhìn về phía trong lớp học cái này sáu bảy mươi danh học sinh số lượng này xem như cực kỳ khả quan cái này một vị là trong huyện chu phu tử Giãn mỗ ly khai phía sau sẽ ở sau này thời gian tạm thay huyện học phu tử một chức đến mọi người hướng chu phu tử hành lễ trong học đường các học sinh nghe vậy nhao nhao đứng dậy cùng một chỗ hướng phía chu phu tử thở dài trong miệng cũng là cùng kêu lê thành tâm vấn an chu phu tử tốt chu lão phu tử vuốt sâu gật đầu đối với những học sinh này có dồn một cái không tệ sơ thì ấn tượng đã đến giờ học tục tan học các học sinh nhao nhao phải đi về Giá triệu tiên liền đứng tại học tục trong viện đen thuộc về học trò tin từng cái tự mình giao cho bọn hắn trong tay cũng sẽ nhằm vào người dốc lòng căn dặn vài câu loại kia thầy trò ở giữa tình nghĩa thấy chu lão phu tử cũng là trong lòng cảm khái hắn dạy nhiều năm tư thục cùng chính mình có thâm hậu tình cảm học trò lại có thể có mấy cái đâu thời gian gần trạng vạng tối Giãn triệu tiên cùng giãn thanh hai cha con cùng nhau về nhà Giãn thanh một mực không nói chuyện thẳng đến đi tại thiên ngưu phường trên đường nhỏ xa xa có thể trông thấy cư an tiểu các thời điểm Giãn thanh mới mở miệng nói một câu cha táo quả thành thục đâu ngẩng đầu nhìn lại cư an tiểu các trong nội viện quả táo đã quải mãn chi đầu hầu như đều thành thục Đúng vậy a à, năm nay có quả lại đã thành thục. Giãn triệu tiên nở nụ cười. Nhắc tới cũng kỳ. Từ lúc kế tiên sinh sau khi đi, cái này cây táo hai năm không nở hoa không kết quả, ngược lại là năm nay liền kết quả rồi. Giãn thanh cười hắc hắc. Có lẽ là biết rõ cha chuẩn bị đi thi, cố ý kết quả năm nay đâu. Dù sao chúng ta lại có lộc ăn. ngươi đứa nhỏ này, hai cha con cười cười nói nói hướng phía trước đi đến, trải qua cư an tiểu cá, nhìn sang cái kia đầu cành cây mê người quả táo, mơ hồ trong đó có mùi trái cây chảy ra có lẽ là bởi vì giãn thanh nói nhắc nhở giãn triệu tiên cũng có lẽ là hai cha con lên hào hứng sau khi về nhà vội vàng ăn xong giãn mẫu sớm đã chuẩn bị ki càng bữa tối hai cha con liền lấy cư an tiểu cắt chìa khóa chuẩn bị đi hái quả táo ăn rồi buổi chiều hồng hà cho ở chân trời tiểu cắt trước cửa giãn triệu tiên dùng chìa khóa đẩy ra đồng khóa chậm rãi đẩy ra cửa viện tay kẹt cửa trụ cột chuyển động thanh âm vang lên hai cha con còn không có vào cửa liền ngây ngẩn cả người bởi vì trong nội viện lại có thể có người. Người này tự nhiên không phải kế duyên, mà là một vị bên trong lấy cổ tròn trường sang. Áo khoác cân và thẳng áo khoác lớn tuổi người, chính ngẩng đầu nhìn cây táo, và cửa viện mở ra, khi quay đầu nhìn về dãn ra phu tử. Lão tiên sinh là người phương nào? Vì sao lại tại cư an tiểu cát trong nội viện? Dẫn triệu tiên cao mày đặt câu hỏi, vô ý thức quan sát tiểu cát từ vây, cái này độ cao cũng không phải một cái lão già có thể lật vào đi, chẳng lẽ là cái giang hồ khách? lão giả gặp giãn gia phu tử chỉ là một phen tư lượng liền nhèn miệng cười chắc hẳn ngươi chính là kế tiên sinh trong miệng trong huyện hảo hữu a xin hỏi phu tử tiên sinh tính danh ngài nhận biết kế tiên sinh giãn thanh tiên phụ thân một bước kinh ngạc vấn đạo mà giãn triệu tiên nghe nói đối phương nhận biết kế duyên cũng là không dám thất lễ chắp tay thở dài hồi đáp tại hạ giãn triệu tiên đây là tiểu nhi giãn thanh không biết lão tiên sinh tính danh cũng không biết tiên sinh ở nơi nào gặp gỡ qua kế tiên sinh lão giả nhìn kỹ giãn triệu tiên một hồi cũng là hướng hắn chắp tay đáp lễ lão hủ họ ứng tên hoành từng tại huyện lân cận trong ngương ngẫu nhiên gặp qua kế tiên sinh cũng là kế tiên sinh bằng hữu xen lão giả này cử chỉ trong rong bề ngoài lại thêm không giống như là trộm phỉ tăng thêm đối phương nói mình là kế tiên sinh bằng hữu dẫn ra phu tử hơi có vẻ hưng phấn đi vào viên tới nguyên lai like là kế tiên sinh bằng hữu đáng tiếc kế tiên sinh đã đi xa nhà rất lâu tới đây là không gặp được hắn Giãn triệu tiên cười giải thích ồ lão hủ biết được, lão nhân cười nói ở giữa tiếp tục nhìn về phía cây táo, hai năm này đều sang đây xem qua, cây táo đều không có kết quả, năm nay xem như kết lên. lúc trước kế tiên sinh chỉ tặng hai ta hạt quả táo, thật sự là không đủ ăn a. À? ta, giãn triệu tiên hơi có vẻ buồn bực, người này hai năm này đều tới qua, không có chút nào ấn tượng a, à? chẳng lẽ mỗi lần đều là giống như vậy, chính mình vụng trộn tiến đến, xem không kết quả là đi bất quá nghe được lão nhân thèm ăn táo tươi cũng là người vần lý giải nếm qua cái này quả táo cái nào không phải nhớ mãi không quên thế là giãn triệu tiên liền cười nói chắc là kế tiên sinh đi ra ngoài mang theo quả táo không nhiều duyên cớ lão tiên sinh lần này đến thế nhưng là gặp phải thời điểm tốt rồi trong nội viện này quả táo ngài chi bằng ăn vào no bụng cái này quả táo kế duyên vốn là nhắc nhiều giãn triệu tiên phân quả có bằng hữu từ phương xa tới xin hy nhiều ăn chút lại thêm không ngại rồi đối diện chính nhìn về phía cây táo lão tiên sinh nghe vậy nhãn tình sáng lên trong nội viện táo cảnh thế mà tại thời khắc này có loại tích tắc phát run cảm giác tựa như đúng lúc thổi qua một trận tinh vi như gió ta a a a doãn phu tử nói đùa ăn không đủ no cũng không tiện mở rộng ăn như vậy đi ta chỉ ăn một ngụm tốt không biết doãn phu tử có đồng ý hay không a à. một ngụm doãn triệu tiên kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng có chút lẩm bẩm lấy hoài nhi vị này kế tiên sinh bằng hữu chẳng lẽ lại cũng không phải hạng người phàm tục không tệ liền một ngụm giã phu tử đồng ý hay không lão già vuốt sâu gật đầu một bộ ta chỉ biết lướt qua liền thôi bộ dáng ha ha có cái gì không đồng ý dẫn mộ bất quá thay kế tiên sinh người quản lý táo quả đã là kế tiên sinh bạn bè lão tiên sinh muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu thanh nhi chúng ta thay lão tiên sinh hái quả được rồi hai quả rồi dẫn thanh đã sớm không chịu nổi rồi này lại rốt cục nghe được có thể hái quả táo rồi chỉ là không đợi hắn động lão tiên sinh kia lại nói rồi không cần không cần không cần làm phiền nói đến đây lão già lần thứ hai ngẩng đầu khóe miệng tách ra một cái đồ cong cũng học sẵn thanh khẩu khí ha 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 ăn quả táo rồi vào gào hoa hô hô nhỏ khó thể nghe tiếng tông âm bên trong trong nội viện cuồng phong đột nhiên nổi lên cả khỏa cây táo lung la lung lay vô số quả táo bị cuồng phong quét xuống đầu cành cây theo cùng phong cùng một chỗ bị cuốn vào lão giả mở ra cái khung miệng bên trong doãn triệu tiên cùng giãn thanh hai người đứng không vững nhấc tay ngăn tại phía trước vừa kinh vừa sợ vảnh vẹn đi qua mấy hơi thở thời gian cái này ngắn ngủi cuồng phong liền ngừng hai cha còn ngạc nhiên phát hiện trong nội viện cây táo bên trên trái cây đã đi ít nhất một nửa mà cành lá nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thương chỉ là cây táo theo gió thập trờn tư thái thế nào đều cảm giác có chút cổ quái sạch sạch kéo kẹt kéo kẹt bên cạnh lão giả trong miệng truyền đến từng đợt nhấm nuốt âm thanh lớn táo tiên hương cũng theo đó tràn ra không sai không sai tư vị rất tốt tư vị rất tốt nha giã gia phu tử hiện tại trái tim còn đột 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 đến nhảy dồn dập, dù là đã có một tia chuẩn bị tâm lý, có thể cái này cùng trong tưởng tượng khác biệt cũng quá lớn. giã phu tử, lão hủ có thể chỉ ăn rồi một ngụ, tuyệt không nuốt lời. Chuyện hôm nay cũng không thể tùy tiện hướng về kế tiên sinh Vu cáo a ah ha ah ah ha ah ha ha. Chán triệu tiên cứ việc trái tim có chút run rẩy, thế nhưng vẫn là kiệt lực bình phục tâm tình, hướng phía lão giả chắp tay. Giãn mẫu có mắt không biết chân nhân rồi. Lão tiên sinh nói xong đồng ý đi nhất định quả xác thực chỉ ăn rồi một ngụm ngược lại là đem doãn mũ hai cha con dạ cái quá sức nếu là còn có lần sau có thể hy vọng lão tiên sinh nhắc nhiều trước một câu nói tướng hoành từ vừa rồi gặp nhau đến nuốt quả táo đều đang cẩn thận quan sát doãn triệu tiên coi khí cũng là đường chính bất phàm giờ phút này nghe được một thân mặc dù lòng còn sợ hãi lại như cũ thoải mái mà nói cười gật đầu nói không hổ là kế tiên sinh trong huyện duy nhất bạn bè là lão hù hù đến dẫn phu tử rồi mong rằng chờ trách không dám không dám đến một lần một lần mặc dù lòng còn sợ hãi có thể bầu không khí lại dung hiệp lấy xuống một bàn quả táo tư hữu tại trước bàn đá ngồi xuống nói chuyện phiếm nói chủ yếu là thế nào bên chắc kế riêng thế nào trở thành bằng hữu tại giãn gia phụ tử bổ sung lẫn nhau nói đến kế duyên cứu xích hồ lại cùng doãn thanh cùng một chỗ đem thả về cố sự lão giả cũng là vui vẻ ra mặt mặc dù lão giả trong ngôn ngữ có một số việc rõ dịch có chỗ giấu giếm có thể giãn triệu tiên cũng không hỏi phá lại thêm không tùy tiện hỏi cái này rõ rệt không phải phàm nhân lão giả cân cước, chỉ làm nghe cùng nói. Hai người trò chuyện vui vẻ, tên là Ứng Hoành lão giả tựa như đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vỗ đầu một cái kia lên. Suýt nữa quên mất. Đang khi nói chuyện ảo thuật đồng dạng từ phía sau lưng lấy ra một cái tinh vi cổ sứ chất bầu rượu cùng hai cái chén sứ, bỏ vào trên bàn á. Lão hủ thứ nợ kế tiên sinh một bữa rượu, đáng tiếc kế tiên sinh thần dị, tìm không ra cũng không tính được. Tới đây đã là xem quả táo thành tục hay không cũng là nhìn hắn trở về không có đã cùng sẵn phu tử mới quen đã thân liền mời phu tử trước tiên thay kế tiên sinh đánh giá đánh giá rượu này tư vị cái nàng có gì không thể sẵn triệu tiên cũng là thoải mái mặc dù rất ít uống rượu vừa ý muốn không thể cho kế tiên sinh mất mặt a à, chẳng phải uống cái tử mà lão già cười cười không nói lời nào tự mình thay hắn cùng mình đều rót một chén giãn phu tử mời Tướng lão tiên sinh mời hai người riêng phần mình nâng chén uống vào một chén rượu vào trong bụng Dãn Triệu Tiên chỉ cảm thấy điểm hương thuần hậu mùi rượu kéo dài, một luồng nhiệt lực tại người bên trong lưu thoáng, ngương mặt dâng lên đỏ ửng. Hào. Tử. Một câu nói chưa nói xong, Lé vào rồi trên bàn đã không có động tĩnh. Ở một bên chỉ lo ăn táo sẵn Thanh liền lúng cuống, nhìn xem lão giả liền nhìn xem phụ thân, biết rõ lão giả hẳn là sẽ không hại chính mình trả nợ, dã Thanh vẫn là lo lắng. Lão tiên sinh, chuyện này, cha ta hắn, hắn không có việc gì sao? Ha 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 ha. Không sao không sao dã phu tử không thắng tử lực ngay lão già nâng chén uống chính mình rượu trong chén vui tươi hớn hở cười to nhanh về nhà đi lấy cái tấm thảm đến thay cha ngươi đắp lên đêm nay liền để hắn ở trong viện ngủ đi nhanh đi nhanh đi Giãn thanh nuốt nước miếng gật vật đầu càng là không dám cãi rồi cái này lão tiên sinh ý tứ vội vàng vọt ra sân nhỏ đến nhà chạy chờ giãn thanh sau khi đi lão giả nụ cười hơi hơi chú liễm liền rót một chén rượu sắt theo chén rượu đứng lên ánh mắt liếc qua liếc nhìn trong nội viện cây táo ha ha cũng mời ngươi một chén đi nói xong nâng chén đến rễ cây chỗ khẽ đảo rượu chui vào trong đó đúng là ngay cả đất đều không ẩm ướt chờ giãn thanh vội vã cầm tấm thảm mang theo một mặt lo lắng giãn mẫu đồng thời trở về thời điểm trong nội viện ngoại trừ một cái gục xuống bàn ngủ rồi giãn triệu tiên đã mất người khác chương 107, cờ diễn một giấc chiêm bao qua 3 năm giãn mẫu đầu tiên là đến gần trong nội viện nhìn xem chính mình tướng công phát hiện hắn gương mặt đỏ đỏ nằm sắp ngủ được cực kỳ an tâm, lại nhìn một cái trong viện, người nào đều không có. Thanh Nhi, ngươi không phải nói có cái có chút xạ người lão tiên sinh đem cha ngươi chút say sao. Hắn đi rồi. Trả Thanh cũng là nhìn hai bên một chút, liền chạy đến ngoài cửa viện nhìn nhìn, cũng không thấy người. Có lẽ là đi đi. Giãn mẫu sờ sờ chính bình tướng công mặt, phát hiện có chút bỏng. Lại nhét không đến bao nhiêu rượu khí. Thanh Nhi, mau tới đây giúp phi nương một cái. Chúng ta đem cha ngươi giá về trong nhà tiếp đi. Cha ngươi đây là uống bao nhiêu rượu a? À? Cũng không có nhiều a. À. Ta xem cha uống một chén liền nã rồi. Trãn Thanh đằng 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 từ cửa viện chỗ chạy về đến, vừa định cùng Doãn Mẫu cùng một chỗ đem phụ thân dìu lên đến lại đột nhiên nghĩ đến lão tiên sinh kia mà nói. Vội vàng ngăn cản mẫu thân. Không được không được, lão tiên sinh kia nói. Để cho cha đêm nay liền tại cái này ngủ, chúng ta vẫn là đừng núp nhích cha rồi. Để cho hắn ngủ đi. Doãn Thanh đang khi nói chuyện đã đem tấm thảm trùng lên cha mình trên thân, con cẩn thận đem tấm chảm trao hạ xuống bộ phận đến cha mình trước ngực nhét tốt, đồng thời đánh cái kết. Giãn mẫu thầy cổ quái. Như vậy thì làm sao được? Cha ngươi ngủ ở đây vạ nhất cảm lạnh nữa nha, hắn vậy mà lập tức sẽ đi chi đi. Đừng bởi vì bệnh làm trễ nải hành trình a. Ngày lão tiên sinh kia. Nói đến đây dẫn thanh trổ dạ nhìn hai bên một chút, mới đi đến mẫu thân mình bên cạnh xích lại gần hắn bên tai nhỏ giọng đến. Lão tiên sinh kia là kế tiên sinh hào hữu, có lẽ, không phải phàm nhân vẫn là nghe hắn cho thỏa đáng giãn mẫu nghe xong lời này động tác trên tay cũng dừng lại kế duyên là cái kỳ nhân đề tài này tại hai ba năm trước ninh an huyện bên trong đối với cái khác hư nhân quê nhà tới nói là cái giờ rỗi rãi nghi vấn bên trong mang thao khoa trương nói chuyện phiếm chủ đề đối với sẵn ra người mà nói còn lại là khẳng định câu đến rồi ba năm sau hiện tại ninh an huyện còn tại nhất lên kế tiên sinh người đã không nhiều lắm đón chừng cũng liền tôn ký tiệm mì tôn lão hắn ngẫu nhiên nhìn thấy sẵn triệu tiên rồi sẽ còn nhắc tới một câu có thể doãn ra người là sẽ không quên kế duyên cho nên nghe được nhi tử nói như vậy doãn mẫu lại một suy nghĩ sâu xa cũng liền từ bỏ rồi đen chính mình tướng công nâng về nhà ngủ dự định cái kia cứ như vậy cho ngươi trang ngủ ở đây một đêm ông mẫu thân ngươi yên tâm đi buổi tối ta sẽ thêm đi tiểu đêm mấy lần đến sen cha doãn mẫu nghe được con trai mình lời này đưa tay tại trên đầu của hắn võ một cái sau đó hai tay chống lạnh cái gì gọi là nhiều đi tiểu đêm mấy lần cha ngươi say rượu khó tránh khỏi buổi tối lại khó chịu đầu hôm ngươi mang theo nước trà tại cái này nhìn xem cha ngươi sau nửa đêm ta đến thay ngươi biết không giã thanh vuốt vuốt cái chán yếu ớt trả lời câu biết rõ rồi trong lòng luôn có loại mẹ hiện tại càng đau cha rồi cảm giác đến rồi sau nửa đêm giã thanh loại cảm giác này thì càng mãnh liệt hắn ngủ một lát nghe được gõ mõ cầm canh gõ ba canh cái mõ đã một hồi lâu mẫu thân đều không đến mặc dù còn không có vào thu thời tiết tính không được nhiều lại có thể tại trong nội viện này nằm sấp ngủ tóm lại là không thoải mái giã thanh đành phải rót chén trà uống hai ngụm chờ mẫu thân tới kết quả biết rõ canh bốn sáng cái mõ gõ vang thời điểm mẫu thân mới một mặt ái náy khoan thai tới trọng ngày thứ hai bình minh ác ác ừ ừ a thiên ngư phường tiếng thứ nhất và giấy vang lên thời khắc chán triệu tiên liền một cách tự nhiên mở mắt cảm giác được trên thân đóng tấm thảm lại một bên đầu phát hiện chính mình thê tử cũng che kín tấm chảm né vào bên cạnh mình có chút chẳng biết tại sao nhìn xem chung quanh phát hiện vẫn là cư an tiểu các sân nhỏ, trên bàn đá còn bày ấm trà chén trà. Kỳ! Ta thế nào ngủ ở chỗ này a à? Sau đó tinh tế vừa nghĩ, dẫn triệu tiên mới nhớ tới hôm qua sự tỉnh. Có một cái không loại phàm tục lão tiên sinh tự xưng là kế tiên sinh bằng hữu, chẳng những một ngụm nuốt nửa khỏa cây táo trái cây, còn xin hắn uống một chén rượu, sau đó liền không trúng ở giữa ký ức rồi. Gian triệu tiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, cây táo quả nhiên thiếu đi một nửa trái cây, nhìn không phải nàng mơ, hẳn là ta uống một chén liền say đến bất tỉnh nhân sự chính nghĩ như vậy giãn triệu tiên chợt phát hiện cây táo bên trên có chút không đúng ta cái này quả táo thế nào có một phần nhỏ đỏ lên chỉ gặp đầu cành cây có linh tinh quả táo đã biến thành trình thể màu đỏ tại khắp cây lục sắc bên trong cực kỳ đáng chú ý bất quá cũng liền nhìn nhìn tạm thời không nghĩ ngợi thêm giãn triệu tiên vuốt vuốt cái chán cũng không cảm thấy có cái gì xây dựng đau đầu cảm giác nhìn lại mình một chút phu nhân sợ là tại cái này bồi chính mình một đêm trong lòng đã là cảm động lại là ấm áp vốn muốn gọi tỉnh nàng nhưng bây giờ mặc dù đã và vé âm thanh dần dần lên có thể nhìn xem bầu trời còn tảng sáng đâu liên liền không đành lòng quấy giày chính mình phu nhân đen chính mình trên thân tấm thảm gỡ xuống đặt ở trên bàn ná giãn triệu tiên đứng dậy hoạt động đi đứng ngồi suốt cả đêm thế mà không có chút nào đau nhức cảm giác ngược lại cảm giác thần thanh khí sảng ngày mai liền lên đường lại là một trận gió thu đến đại địa bên trên đã là dụng lúa cốc nghi kim lập lòe Sơn dã mây chỗ sâu cũng là quả cho đầu cành cây lá phong đỏ như trao quân thiên phủ địa giới đồng đều nguyên núi chỗ sâu thấp xuống trên đỉnh có một cái hai trượng hơn sâu hang đá bên trong có cái quần áo tả tơi gầy như que củi người không nhúc nhích ngồi ở kia nhãn thân một mực một dạng mở một dạng hợp nhìn về phía trước mắt bàn cờ lạch cạch một viên sứ trắng quân cờ mới hạ xuống ngay tại đầu ngón tay hóa thành mảnh sứ vỡ phiến bóng người thân thể chấn động rốt cục thanh tỉnh lại vù 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 hang đá cạnh ngoài dựa vào thanh đằng kiếm hưng phấn đến phong minh không ngừng toàn bộ thân kiếm vỏ kiếm đều tại tạch 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 két run rẩy không ngừng ôi kê duyên há miệng lại không phát ra được thanh âm nào cạn câm yết hầu chỉ có thể phát ra khàn giọng hơi thở âm thanh mơ hồ trong tầm mắt có thể nhìn thấy bên cạnh lá rụng canh khô có thể nhìn thấy trong núi động vật phân và nước tiểu có thể nghe được gió thu quét trong rừng thanh âm có thể nghe được trong núi nước suối chảy xuôi cũng có thể nghe được từng đợt thành thục hoặc ngây ngô mùi trái cây thanh tỉnh một nháy mắt kế duyên liền kiệt lực bài không đại não không chế chính mình không đi nghĩ bất luận cái gì dư thừa sự tình muốn làm sự tình chỉ có một kiện đó chính là ăn cái gì uống nước ôi ôi Diều vách động lung la lung lai từ trong hang đá đứng lên kế duyên thất tha thất thiểu đi ra động đi mà thanh đằng kiếm thì tại phong minh âm thanh bên trong lơ lửng mà lên theo sắc tại sau lưng người người mùi trái cây đi tới một gốc giã quả hồng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lại mơ mơ hồ hồ một mảnh đưa tay muốn bắt lại đủ không đến ngược lại thân thể lung lay kén chút ngã sấp xuống trà sát kiếm minh trường ngâm ba năm qua thanh đằng kiếm lần thứ nhất ra khỏi vỏ cả đỉnh núi tựa như lộ ra một tầng sáng ngời tấm lộ tránh qua giá quả hồng trên cây trái cây nhao nhao liền cành rơi xuống như mưa kế duyên quỳ dạp xuống đất run rẩy đen trên mặt đất trái cây nhặt lên cái này giã quả hồng bất quá so quả táo lớn hơn không được bao nhiêu hoàng trung thấu bản mo gian tử cũng là hết sức mình người bất quá kế duyên căn bản không để ý tới cái gì từng khỏa hai xuống liền hướng miệng bên trong đưa không tẩy cũng không xoa lại thêm không nôn tử thô một nhấm nuốt liền hướng trong bụng nuốt căn đến tốc độ càng lúc càng nhanh đầy tay miệng đầy đều là chất lỏng đi qua hơn một phút hã xuống trái cây thế mà tất cả đều bị ăn xong mà kê duyên còn không ngừng phía dưới tiếp tục trong núi điên tìm chỉ cần là có thể ăn trái cây tất cả đều ăn sạch sẽ cuối cùng đi đến một đầu khe núi bên cạnh trực tiếp phù phù một tiếng ngã sấp tại bên dòng suối kế duyên đem vùi đầu vào trong khe nước ực 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 uống nước uống đến bụng nâng lên có thu nạp lại nâng lên lại thu nạp môi hơi hạ xuống cũng không biết uống bao nhiêu nước suối trong suối có tôm tép núi của cá trạch cái gì cũng không buông tha từng cái nuốt sống vào bụng tao ào ào tóc tai bù xù kế diên ngẩng đầu lên mặc cho trên núi ẩm ướt cộc cộc nằm tại trên núi đá thở hổn hển hồ 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 lại nằm nửa cái canh giờ khôi phục một chút kế diên mới ngồi dậy giơ tay lên nhìn sang chính mình bàn tay nguyên bản gầy như khô cốt hiện tại bao nhiêu đặt mắt một chút hắn không rõ ràng tại cái này nửa ngày bên trong chính mình đến tột cùng đã ăn bao nhiêu quả dại uống bao nhiêu nước chỉ biết là trước đó chính mình hết thảy hành vi vành vẹn kiệt lực tự vệ bản năng lần này diễn cờ mất hết thời gian hoàn toàn ra khỏi kế duyên bản thân đoán trước mặc dù không rõ ràng cụ thể thời gian có thể tuyệt đối không ngắn bất quá khi đó chính mình ý thức thâm thụ chấn động đã không phải là hoàn toàn thanh tỉnh lý trí trạng thái cùng lúc trước ngơ ngơ ngắt ngác, ngác chấp niệm bên trong bắt đầu diễn cờ đồng dạng vừa rồi kế duyên tại thanh tỉnh trong nháy mắt liền phòng theo cảm giác kia chấm dứt mạnh mẽ ý chí lực bài không hết thảy cái khác tâm tư chỉ lưu kiếm thức ăn bản năng bởi vì kế duyên vô cùng rõ ràng chính mình lúc trước đạo hạnh có bao nhiêu cân lượng mấy tháng không ăn không uống không có việc gì nhưng nếu là càng lâu sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm kiếp trước mới đi ra khỏi bàn cờ lúc đó và phải đội tìm kiếm cứu nạn bị điểm phá thời gian thì chết ngay lập tức để cho kế duyên từng không chỉ một lần liên tưởng đến tế viễn huyện bên trên hà câu thôn hứa lão hắn nói qua uyên ương pháp kế duyên không dám mạo hiểm như vậy không dám để cho chính mình suy đoán phân tích ra đi qua nhiều thời gian dài ít nhất tại thân thể được bổ sung trước đó không dám nếu không rất có thể uyên ương pháp phá một gậy đánh tỉnh đáng chết người dẫn đến chính mình sinh cơ hoàn toàn không có bất quá cho tới bây giờ đã không sao kê duyên hỏa hoãn một chút hô hấp tự diễu cười cười lúc đầu chỉ là hơi rùi phía sau nụ cười lớn dần cuối cùng thì cười như điên cuồng chùi hư 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 ha ha À, à, à. Ha 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 ha. Ha 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 long 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 long. Tiếng cười chấn động khắp nơi. Núi rừng bên trong chim thú kinh trốn. Chương 108, Kỳ đạo âm dương. Cười rồi thật lâu, kế duyên mới dần dần lương xuống, ung dung khí tức sâu sắc hô hấp. Hì hô thân thể không núc nhích, cứ như vậy ngửa mặt hướng lên trời nhìn qua bầu trời. Dư quang bên trong cây cối cảnh cây vẫn là như vậy mơ hồ, nhưng ít ra không có hoàn toàn mù. Lúc trước hai mắt phốn huyết một khác này, Kế Duyên thật rất sợ từ đây hoàn toàn ngủ. Còn tốt hiện tại ít nhất còn có thể nhìn thấy đồ vật, còn như có ngay không rõ bao nhiêu ngược lại là thứ yếu rồi. Dù sao cũng đã quen. Giờ phút này kế duyên mặc dù nhìn tóc tai bù xù quần áo tà tơi, nhưng trên thực tế bên ngoài thân cũng không có bao nhiêu dơ bẩn. Liền đầu tóc cũng bất quá là dính nước ẩm ướt cộc cộc dán vào, có thể trên thực tế từng cái mảy may rõ ràng không có kết khối. Cho nên kế duyên thân thể cũng không cái gì mùi vị khác thường, còn như trên quần áo cho bụi các loại còn lại là khó tránh khỏi, Ánh mắt hướng về phía bầu trời, trong đầu lại tại suy tư cái kia một trận khen trương diễn cờ quá trình, cờ diễn chi mộng bên trong. Chính mình pháp thiên tự địa suy tính biến thiên, mặc dù không cách nào hoàn toàn rõ ràng thiên địa đại kiếp mấu chốt, thực sự đạt được không ít kết quả. Ai? Kế duyên thở dài một hơi, đầu tiên một chút chính là, hắn kế mẫu người sợ là vô duyên gia nhập cái gì tiên phủ danh môn rồi. Nếu không chính kế duyên cũng đem hóa vào trong đó một lùng tiên linh khí cơ. Tại không thể xác nhận một tay định càng khuôn tình huống dưới làm như vậy chính là tự đoạn kỳ lộ cực có thể sẽ ảnh hưởng ý cảnh sơn hà nửa đường hóa lớn cờ diễn dịch đây chính là cái gọi là mặc dù người trong cuộc nhưng lại muốn sư nhiên ngoài cuộc tùy tiện không thể vào cuộc quá sâu có thể kế duyên lại không thể thật không đếm xỉa đến hắn dù sao cũng sống ở cái này thiên địa bên trong là thêm có chính mình tình cảm mà mong muốn đánh cờ vây cũng cần từng mai từng mai mới quân cờ vách động bên trong đánh cờ vây diễn cờ vài năm kế duyên trong lòng đối với cờ chiêu kỳ lộ đã có một tia sơ bộ minh ngộ nhìn thấy thiên địa đại kiếp thời khác thì thật cực kỳ nói rõ một câu nói thiên sinh thiên xác đạo tri lý giã thiên địa vạn vật tri đạo vạn vật nhân tri đạo người vạn vật tri đạo tam đạo ký nhi tam tài kỳ an bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương thổi phong để hòa hợp tất cả ý nghĩa tụ lại khái quát chính là một cái giản đơn từ hài hòa tế duyên cũng không có cái gì lấy sức một mình chống lại vô lượng đại kiếp ý nghĩ hắn không vĩ đại như vậy tâm cùng sức lực nhưng lại rõ ràng mình có thể hạ cờ dẫn dắt bố cục thiên hạ hướng dẫn theo đà phát triển đến thử hội tụ chúng sinh lực lượng đến làm nền chống lại ít nhất dạng này chính là thất bại rồi kế duyên cũng không thạnh với lương tâm là một người dốc lòng thành tiên người biết được đối với thiên địa thương sinh mà nói khủng bố như thế kiếp số liền biết mình xác thực có năng lực ảnh hưởng thậm chí cải biến kết quả phía sau cho dù ai cũng sẽ không có mấy ngàn năm sau đó đại kiếp liên quan ta cái dám ý nghĩ huống chi thật thành tiên, luôn luôn muốn đối mặt. Làm không được phải làm, làm được lại thêm phải làm. Tăng cao tu vi là nhất định phải, nếu không cờ còn không có phía dưới xong, chính kế duyên liền số tuổi trọ hao hết. Tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ người hữu duyên cũng là nhất định phải, cái này người thay mặt chỉ giữa thiên địa nhân thần quỳ yêu linh tiên Phật, thậm chí là ma. Đồng thời chỉ có thể là sẽ có duyên người ước định thành cờ khiến cho trưởng thành, nếu không cờ xuống đến một nửa không con có thể dùng. Bắt đầu túc sát nam đầu hóa sinh, quân cờ đen trắng đều có dự dụng, duyên phận không lớn nhỏ chính là phàm trần một hài đồng tương lai cũng chưa chắc không thể ảnh hưởng nhân đạo khí cơ có thể duyên chính là duyên lạm cầu bất đắc đánh cờ vây người cùng quân cờ đều không còn gì để mất lại sơ tâm đời người như kỳ lạc tử vô hối y nguyên gầy vào kế duyên hơi có vẻ lai động đứng dậy sau quyền nắm chặt tại bên người ngẩng đầu lấy mơ hồ ánh mắt nhìn bầu trời phong vân biến ảo âm dương tương hợp lưỡng nghi hiện thiên địa đại đồng hóa vô cực cái này thiên địa chỉ có một lần cơ hội có thể thời gian vẫn tính dư giả ta kế duyên vẫn còn có là cơ hội, bên lòng thường tại, kỳ đạo âm dương, chúng ta đi nhìn. Tại gió núi bên trong đứng thẳng rất lâu, kế duyên rốt cục dần dần khôi phục dối tâm bình tĩnh, trên mặt da thịt cũng trở về đến một phần, không còn như trước đó như vậy đáng sợ. Đưa tay vuốt vuốt ướt sũng tóc dài. Cái kia cây châm gỗ không biết chạy đi đâu rồi, nhìn nhìn lại y phục trên người, rách rách dưới dưới, còn tốt không tính áo không đủ che thân, có thể hẳn là cũng không nhịn được đại lực xé rách. Ai, làm thành bộ này quỷ bộ dáng thở dài một hơi kế duyên vung tay lên năm hai quân cờ đều hiện trong núi linh khí cuồn cuộn mà tới ba năm qua đi kế duyên từ tâm cảnh đến tu vi đều đã khác biệt trước kia biến hóa lớn nhất là tâm cảnh có thể liền tựa như không thay đổi gì có thể lại nhìn rồi lại có biến cố hóa dường như tùy tâm mà hướng chi mà thành thật tu vi ngược lại là trực quan ngũ hành thi khí cảm giác thiên địa khí cơ mặc dù khoảng cách viên mãn còn kém một đoạn đường rất dài không trêu nguyên chi thực lại chiêu nguyên chiêu nguyên chi tượng chỉ là bởi vì pháp lực kéo chân sao một phen tù luyện qua đi hai cái ngày đêm tiên duyên đã khôi phục lại tinh lực rồi giao pháp lực tràn đầy trạng thái đan thất chi địa đã siêu người mẫu không tính là đạo hạnh nông cạn hạng người mà ý cảnh đa lô bên trong hừng hực chân hỏa càng là tráng lệ thậm chí để cho đan lô liền thông pháp lực đan điền kim kiều bên trên đều tràn ngập lên một tầng ánh lửa có thể đặc biệt thần kỳ một điểm là kế duyên phát hiện mình bây giờ thật xem như ô không nhiễm thân hắn sẽ không tránh bụi thuật cũng không tận lực thi triển cái khác thuật pháp lại không nhiễm trần thế. Phong trần thổi qua lại trượt rời bản thân, cho dù là trong khe nước bị quấy đục nước bùn vừa rồi bị tóc dài mang theo, lại chỉ lập nước bùn nhanh chóng chốc ra, mà nước sạch lưu lại lọ tóc. Đây là một gian để cho kế mẫu chính người đều buồn bực sự tình, bởi vì liền ngoại đạo chuyện cùng tông minh sách bên trên đều không có cùng loại hy lại. Đương nhiên, kế duyên cũng sẽ không đáng ghét loại chuyện này. Mở rộng bước chân trong núi nhảy vọt, dẫn tay khẽ vẫy, thanh đằng kiếm liền tự hành bay tới rơi vào kế duyên trong tay. Ha ha, ba năm này vất vả ngươi vô kiếm tại kế duyên trong tay kêu khẽ cũng không cái gì u oán chỉ ý chỉ một lát sau kế duyên về tới trước đó ngồi xếp bằng ba năm hang đá phát hiện cái kia mộc cờ bản chất lượng cũng không tệ sờ lên ngoại trừ cạnh góc phát mục nát trình thể y nguyên hoàn hảo ngược lại là trên bàn cờ có không ít vỡ vụ muốn sứ tử hai cái hộp cờ đã rỗng tích tại trong hang đá tìm một phòng không có phát hiện chính chính mình bọc hành lý cùng dù che mưa lúc trước phải làm là còn rơi vào trong khách sạn trong bao quần áo đầu cũng không có gì đáng tiền đồ vật liền một bộ dưới nách mở lỗ lớn y phục cùng một quyền thầy tre kỳ kinh thông minh sách cùng ngoại đạo chuyện tính cả túi tiền cùng một chỗ đều là tùy thân mang cũng bao quát ngọc hoài sơn hai cái tiểu ngọc cái thẻ cùng ngụy vô úi ngọc bội ngược lại là cái này bàn cờ lúc trước hẳn là cướp tới sao kế dân sờ sờ đầu cái này phải làm là trừ kiếp trước khi còn bé đặt bánh kẹo bên ngoài hai đời đến nay lần đầu không trả tiền đoạt đồ vật liền chạy tiện tay một chiêu trên mặt đất một cái cành khô liền bay lên rơi xuống kế duyên trên tay bóc đi vào cây bẻ rãy dư thừa cành cây một cái dài sáu tấc ngắn hơi có vẻ uốn lượn chân bóng cành cây liền xuất hiện tại kế duyên trong tay lấy mái tóc một phút một bàn thuận tay dùng mộc côn cắm xuống giản đơn búi tóc liền lấy thành hình nhìn như như ba năm trước đây đồng dạng tản mạn lại càng lộ vẻ tự nhiên đi lại đi một chuyến quân thiên phủ thành đi kế duyên giống như là sông bên trong thanh đằng kiếm nói một câu cũng xem như là nói một mình vừa giải bước ra du long ý tuổi tựa như xúc địa mà đi. Chương 109: Kỳ quái mua bán. Tại đi tới Quân Thiên phủ thành trên đường, Kế Duyên cũng nghĩ qua một vấn đề, vì cái gì trước đó mới đến thế giới này thời điểm không nhìn thấy thiên địa đại kiếp, mà là phải chờ tới diễn cờ trước đó lúc kia. Kế Duyên đang suy nghĩ không thông suốt thời điểm liền định một giả thiết, sau đó liền phát hiện, nếu như là mới đến thế giới này thời điểm phát sinh chuyện này, cái kia kế mẫu người thập tử vô sinh. Mà lúc trước cái kia quan khẩu, vừa lúc là Kế Duyên tự giác tu vi nước chảy thành sông thời khắc, là làm thời gian tự giác một giai đoạn trọn vẹn thời gian thể xác tinh thần phù hợp tự nhiên lại có thanh đằng kiếm tại người có lẽ không sai biệt lắm vừa vặn đến rồi một cái có thể tiếp nhận chút một loại nào đó huyền diệu đại pháp đã dẫn phát kế duyên xen kiếp làm hắn biết được trước đây không rõ rất nhiều sự tình sự thật chứng minh được cho nghìn cân trao sợi tóc trên thực tế kế duyên sớm đối với cái này cũng ẩn có cảm giác ván cờ quân cờ hai đời trải qua cũng làm cho từng có một chút chuẩn bị tâm lý bất quá kia sẽ hắn cho rằng rất có thể cần phải có quân cờ hoàn toàn ngưng thực thành hình mới là thời cơ không nghĩ tới thấy là tự thân sức thừa nhận còn như thiết lập ván cờ đại năng là ai vì cái gì lúc trước ngư đầu sơn ván cờ như thế tiêu điều bọn hắn sống hay chết liền vì cái gì cần hắn kế mẫu người đánh cờ vây cũng không phải là hiện tại kế duyên có thể làm rõ ràng cái này đến rồi vào mùa thu đoạn quân thiên phủ trên đường cái bán đồ càng nhiều hơn dạng hóa lên bởi vì mùa quan hệ giờ phút này phủ thành bên trong trái cây vừa phải phong phú kế duyên còn chưa vào quân thiên phủ thành bên trong náo nhiệt tiếng giao hàng liền đã chuyển đến cơ hồ ngăn một đoạn liền có thể nghe được mùi trái cây nhanh được giao hàng quả lựu quả quýt quả hồng chờ một chút không phải trường hợp cá biệt từng có một lần kinh nghiệm kế duyên lần này đương nhiên sẽ không trực tiếp quần áo tả tơi hiện thân mà là bấm một cái chướng nhãn pháp mơ hồ ánh mắt vào thành thẳng đến vải áo cửa hàng kế mỗi người lại thuật pháp đến trên đầu ngón tay tính cứ như vậy vài cái đều kém chút cho hắn chơi ra hoa tới Nhất là lần này diễn cờ mang đến tâm cảnh thần ý đề thăng đối với thuật pháp sử dụng càng là có chất ảnh hưởng. Kế Duyên ở trong thành theo âm thanh tìm được một nhà trung quy trung củ vải áo cửa hàng liền đi vào. Trong tiệm vừa vặn còn có hai nữ tử đang nhìn y phục, để cho Kế Duyên còn không có vào cửa hàng liền ngửi được một luồng nhàn nhạt, nhạt son phấn bột nước hương vị, đoán chừng không phải phổ thông bách tính, dù sao tầm thường nhân gian nữ tử ai sẽ tại bình thường phun ra thứ này. Vì khách quan kia. Lại là muốn nhìn vải vóc đâu, vẫn là y phục, vẫn là phải đo thân mà làm vẫn là mua có sẵn ta xem ngày giá người cân xứng trong tiệm đầu rất nhiều cái y phục đều vừa vặn trong tiệm hỏa kế liền trường quỹ một người xem một thân tư văn mộc mạc kế duyên tiến đến liền lập tức chú ý lên bất quá mặc dù không nhìn thấy kế duyên lam lô y sam lại thoáng nhìn rồi đỉnh đầu cái kia cổ quái châm gài tóc thế nào nhìn đều giống như một cái quanh co khúc khỏi nhánh cây lập tức nhãn thần liền hơi có vẻ cổ quái bên cạnh nữ tử tự như vừa nhìn thấy vừa ý đồ vật hô hoán trưởng quỹ trưởng quỹ trưởng quỹ cái này này màu đỏ hoa đào tơ lộ thật tốt bao nhiêu tiền một thớt làm y phục nói tính thế nào đâu. Há miệng ra không phải vài thước mà là một thớt, trường quỹ lập tức vui vẻ. Hắc hắc. Hai vị cô nương thật có ánh mắt, cái này vài thớt vấn lộ thế như là từ Uyển Châu thật xa vận đến, tơ tằm diệt thành, các ngươi sơ sờ, sờ, nhiều chôn nhãn, làm thành quần áo tất nhiên là đã thoải mái dễ chịu lại xinh đẹp. Ai nha hỏi ngươi tính thế nào giá tiền đâu? Trong đó một nữ tử không kiên nhẫn được nữa một câu. Áo ha ha, cái này dù sao cũng là Uyển Châu vận đến tốt nhất tơ lộ, giá cả tự nhiên sẽ thắt một chút. Cái này một thớt. 10 lượng bạch ngân. 10 lượng. Hai nữ tử còn chưa lên tiếng, kế duyên liền có chút chút kinh ngạc, cái này tơ lụa quả thật là so sánh giá cả hoàng kim, một thớt phải cũng liền làm mấy bộ quần áo mà thôi, lại bù đắp được bắt tính nhà một hai năm tiêu phí, khó trách tầm thường nhân gia căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tốt, liền muốn cái này một thớt rồi, cho ta bọc lại, y phục chính chúng ta sẽ tìm người làm. Ai ai thật tốt, vậy liền bọc lại. Trường quỹ vui vẻ ra mặt, cái này hai cô nương thế mà liền giá đều không còn hiện tại thật là đã kiếm được còn tại lấy lụa đâu liền lạp được kế duyên cũng học hai cô nương vừa rồi bộ dáng đưa tay tại cho lên đủ loại vài tơ bên trên tinh vi mỏ tỷ khách quan kia ai khách quan xa. cái này bản phô buôn bán nhỏ bên này đều là quyên ộ làng cái kia trường quỹ tận lực uyển chuyển biểu đạt chính mình lo lắng kế duyên nắm tay lùi về hướng hắn cười cười Tại hạ chỉ là kiểm tra nhìn xem bây giờ tơ lộ có khác biệt gì. Trưởng quỹ, giúp tại hạ chọn hai thân. Không, chọn ba thân quần áo thế nào. Vì để tránh cho làm phiền, kế duyên lúc nói chuyện đã từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, lập tức để cho trưởng quỹ vui mừng càng tăng lên. Tốt tốt tốt. Khách quan chờ, ta trước tiên thay hai vị cô nương kia đem tơ lộ gói kỹ. Hai vị nữ tử này lại cũng đang lặng lẽ quan sát kế duyên, dù sao trong tiệm liền bốn người. Người tới nhẫn thần đã xuống dốc đến qua trên người các nàng qua, hoặc là nhìn thấy cũng chỉ là liếc mắt qua. Các nàng ngược lại không có cái gì mỹ mạo bị không để ý tới tức giận, mà là kỳ quái người tới ánh mắt tựa như căn bản thấy không rõ tự đắc, vừa rồi rẻ cũng là chỉ bằng xúc cả, con mắt căn bản không thấy vải. Hơn nữa quần áo còn nữa, cái kia búi tóc hảo hảo tàn mạn rồi, lại không dậy được chán ghét chi tâm. Một cái nhánh cây là châm lại tóc theo lý tới nói hẳn là người phần buồn cười, nhưng nhìn lấy lại cười không nổi. Tê Duyên vào cửa hàng liền đảo qua hai nữ tử một chút, khi thật đúng là không thể nói phú quý, ngược lại là khí huyết tràn đầy lại nghe hai người hô hấp kéo dài tám thành là người luyện võ có thể cũng không muốn quá nhiều để ý tới hai vị cô nương hoa đào bao lộ tốt cái này bạc à không ít người ai ai tốt trường quỹ vội vàng đến trước sân khấu nhấc lên cân nhỏ cân nặng xác nhận qua đi mới đưa tơ lộ giao cho hai người chờ đưa mắt nhìn hai nữ tử sau khi đi mới lập tức tiếp đãi kế duyên khách quan đợi lâu ngài muốn cái gì kiểu dáng neo san trường bào cân vạt áo dài, trang phục giữ mình cùng thường phục, bản điếm tất cả đều đã có sẵn. Ồ, cho ta đến một bộ thanh sang, một bộ bạch sang, một bộ hôi sang. tất cả đều muốn tay áo lớn trường bào. Đúng, áo lót cũng phải mang lên, quần áo đều cần. Được rồi, chính là từ trong tới ngoài nghiêm chỉnh thân, biết được biết được, ta trước tiên cho ngài số lượng một số lượng thân thủ dài ngắn. Trưởng quỹ từ trên quầy đi thức gỗ, đến thay kế duyên đo đặc. Hai ba lần liền số lượng tốt chỉ số, chỉ là ảo giác gợi cảm đến cái này khách nhân quần áo trên người chúc cảm có chút lạ, có thể cũng không nghĩ nhiều. Giống như là vì hòa hoãn chính mình trước đó nói lỗ mãng, tại cho kế duyên chọn y phục thời điểm còn cùng hắn bắt chuyện nói chuyện phiếm. Vừa rồi cái kia hai cái nữ khách cũng thật là kỳ quái, rõ ràng không xấu, không phải đến trên mặt mình loạn điểm hoa, cũng không biết là thật không hiểu trao dung vẫn là tận lực như thế. Ha ha, có lẽ là thật không hiểu sao. Bất quá trưởng quỹ vừa rồi thế nào không nhắc nhở các nàng, kế duyên nghe vậy cũng là cười một công dù sao hắn liền thấy không rõ điếm trưởng quỹ ngó ngó bên ngoài cái này sao có thể a à? phu quý nữ khách nhất là không thể trêu chọc nhất là hình dạng ta cái kia nói một chút Tát nàng có thể biết thật tốt nói vẫn là ác ngôn ngữ ha 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 có đạo lý có đạo lý trưởng quỹ là cái người biết chuyện kế duyên cũng là vui vẻ đem phía trước kiềm chế đều quét tới một chút hiếm thấy có loại nhai được kiếp trước tiết mục ngắn cảm giác hắc hắc đúng không đến khách quan ngài thử một chút cái này mấy thân tuyệt đối vừa vặn lúc nói chuyện trưởng quỹ đã thay kế duyên chọn tốt rồi áo ngoài chờ ước chừng hơn một phút sau đó kế duyên từ vải áo cửa hàng ra tới đã đổi lại một thân mới tanh áo trắng còn cầm một cái mua từ trong tiệm bao vải bên trong chứa mặt khác hai áo liền quần tổng cộng cũng liền mất hết 600 văn tiền cùng cái kia thất hoa đào lộ một trời một vực còn như trong tay còn nâng một đoàn rét dưới quần áo kế duyên hai tay vỗ tay một túng những này cũ nát quần áo tại hai tay chi tông hóa thành mảnh vỡ bay vào đường đi cống rãnh bản dưới kế duyên giờ phút này làm việc tiến phương hướng chính là đi tới lúc trước đoạt bàn cửa đầu kia đường phố vị trí sở tại tiểu thương như không tất yếu đồng dạng cũng không quá ưa thích đổi chỗ bán đồ rất có thể cái kia tiểu phiến còn tại chỗ cũ vừa rồi tại vải áo cửa hàng cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm đã bằng sao chắc kích giải được đã là nguyên đức 15 năm cùng kế duyên nguyên bản mơ hồ đánh giá trên lệch cũng không tính lớn nửa đường còn mua đổi lại hai giày đi nữa ước chừng không đến hai khắc kế duyên chỉ bằng lấy cảm giác tìm được rồi trước đó đầu kia đường phố quả nhiên lại nghe thấy cái kia tiểu phiến thanh âm ngọc sức mới đến ngọc sức vòng ngọc ngọc bội nhẫn ngọc đều là tốt ngọc a tiểu phiến vào to nổi kình có thể dừng lại tại quầy hàng bên trên xem cũng không có nhiều người chính khách nước cầm lấy ống trúc bình uống miếng nước công phu phát hiện trước gian hàng đã đứng cái áo trắng tiên sinh tiểu phiến bỗng cảm thấy phấn chấn vội vàng chú ý vì khách quan kia xem này nhất định là cái học vấn người mua khối ngọc đi. Ngươi đọc sách không phải đều nói quân tử tốt ngọc quân tử như ngọc, ngay nhìn một cái. Ta bên này cái này mấy khoản ngọc sức, như lục A. Tế Duyên mặc dù thấy không rõ những này ngọc khí cụ thể kiểu dáng. Có thể ngọc loại vật này rất đặc thù, tốt ngọc đều có khí tức, như ngụy vô úi được khối kia ngọc. Quẩy hàng bên trên những này, đừng nói khí tức, hắn rỗi tay lần mò linh khí tìm tòi, liền biết chẳng những chế tác trên lịch, ngọc chất cũng là loại kém. Tế Duyên lướt qua những cái kia lục sắc, chọn lấy một cái màu sắc lệch cho mực cây châm hỏi dò tiểu phiến cái này cây châm bao nhiêu tiền tiểu phiến nhìn nhìn cái này thu liệu ngọc châm tại hắn cái này quầy hàng bên trong đều xem như kém cỏi nhất loại này nhìn xem kế duyên bộ dáng do dự một chút báo một cái giá 30 mươi văn ha ha một cái ngọc châm mới 30 mươi văn a ta xem không đủ không đủ ta cảm thấy nó giá trị một lượng kế duyên tự quyết định nổ đỉnh đầu nhánh cây trực tiếp đem ngọc châm cắm đến trên búi tóc sau đó từ trong ngực móc ra một tiểu bả bạc vụn chỉ biết sau so một lượng nhiều không thể so với một lượng thiếu cho cái này ngọc trâm đáng cái giá này không cần tìm ha 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 không sai không sai cái này ngọc trâm coi như không tệ tiểu phiến ngơ ngác dùng tay nâng ở kế duyên đưa qua bạc vụn có chút chóng váng nhìn qua cái này tay láo lớn áo trắng tiên sinh tự quyết định cũng không quay đầu lại ly khai người này cứ đi như thế chờ kế duyên định đi ra 20 bước thời điểm tiểu phiến giống như là mới hồi phục tinh thần lại nhìn qua trong tay bạc cái này cần có hai ba tháng lợi nhuận đi tiểu phiến do dự mãi phía sau cuối cùng vẫn là cắn răng uy vị kia khách quan khách quan cái kia ngọc châm giá trị không được nhiều như vậy thật không cần kế duyên dừng lại mang trên mặt nét mặt tươi cười rất có thâm ý khoai đầu nhìn về phía bên kia tiểu phiến chương 110, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc khách quan thật không cần nhiều như vậy tiểu phiến kỳ thật một hô ra miệng trong nháy mắt cũng có chút hối hận rồi có thể đã hô đều kêu cũng liền mặc kệ nhiều như vậy hối hận là hối hận có thể trong lòng vẫn là có chút thoải mái. Bất quá tiểu phiến gặp vị kia bạch y tiên sinh chỉ là tại 20 bước bên ngoài xa xa nhìn về phía mình, lại chưa có trở về, đành phải cùng bên cạnh cùng một chỗ bày quầy bán hàng bán quả hồng lão quan nói một tiếng. Trần Thúc, nay giúp ta nhìn một chút quầy hàng, ta đuổi theo một chút vị kia khách quan, lập tức quay lại. Ha ha, đi thôi đi thôi. Cái này lão quan vừa rồi còn có chút hâm mộ ghen nét, đây chính là trắng ngừa một lượng nhiều, hiện tại ngược lại có chút bội phục người trẻ tuổi kia rồi lập lão quan đáp ứng tiểu phiến vội vàng cuốn ra quầy vị hướng kế duyên đuổi theo bởi vì vừa rồi cái kia vài tiếng kêu tao vừa bên trên hoặc ngừng chân hoặc đi thong thả quay đầu quần chúng cũng có một chút nho nhao nghị luận chuyện gì cũng có nhìn thấy từ đầu đến cuối người bên ngoài nhỏ giọng giảng giải có khác gặp đuôi không thấy thủ lĩnh cùng một chỗ suy đoán cái kia một đầu kế duyên cũng không đi giống như là cứ như vậy đứng đấy chờ tiểu phiến đuổi theo đồng dạng lập một thân thật ra quầy hàng đuổi theo hai mắt nhiều hơi hơi mở ra một chút tiểu phiến ba chân bốn cẳng rất nhanh tới rồi kế duyên trước mặt đen trong tay bạc đưa tới khách quan nói thật với ngươi đi cái này mặc ngọc trâm chính là thô liệu khác nhiều lắm là liền đáng giá cái hai ba mươi văn một lượng nhiều ta thu có chút phòng tay nay nếu là cho cái năm mươi văn ta cũng đã thu nay muốn thật ưa thích vẫn là cho ta đồng tiền đi đồng tiền lớn ngân lượng ta cũng không có tiền lẻ một hơi đem câu nói này nói xong tiểu phiến khí đều lưu loát rất nhiều chỉ là phát hiện chính mình vội vàng nói xong rồi đối diện bạch y tiên sinh lại cái gì cũng không nói liên nhìn mình trầm chầm, chầm trên dưới nhìn xem chẳng lẽ lại ta nói chuyện quá nhanh hắn không nghe rõ chính nghĩ như vậy đâu kế duyên cuối cùng mở miệng có thể chủ đề lại cùng cây châm bạc không quan hệ xin hỏi tiểu ca họ gì tiên gì a à? a à. tiểu phiến có chút lỗ mãng đối phương cũng không tiếp bạc mà là hỏi mình danh tự ta gọi lầm điển một mực tại khối này bày quầy bán hàng khách qua này ngược lại là đem bạc cầm a nếu không cái này ngọc Trâm ta không bán rồi vẫn không được sao Không vội không vội Cái này ngọc châm ta thích cực kỳ Hôm nay là mùa định Bất quá ta chính là còn có một cái nho nhỏ nghi hoặc muốn hỏi một câu lâm tiểu ca Nếu đa lần này cho là một lượng vàng Ngươi sẽ còn đuổi cho ra đến trả ta sao Vấn đề này hỏi được quả thực chẳng biết tại sao Có thể cũng làm cho ngươi mơ màng Lâm điền hơi chút sắn suýt vẫn thành thật trả lời Khách quan ngài nói đùa Đời ta còn không có gặp qua một lượng vàng đâu Cũng trả lời không được nha bất quá nhiều tiền như vậy nói không chính xác ta liền lấy tiền chạy ha ha kế diên lông mày mở ra lúc này mới đưa tay tiếp nhận tiểu phiến trong tay bạc vụ không tệ là ta hỏi được không tốt đi lại đi nhìn xem ngươi quầy hàng đúng nghe nói quân thiên phủ túi hương lâu thức ăn không tệ lâm tiểu ca có chưa từng đi a à? ta tiểu phiến nghe vậy thì càng ngày càng choáng váng rồi vào lúc giữa trưa chính tiểu phiến lâm điền cũng không biết làm sao vậy cứ như vậy chẳng biết tại sao theo vị kia họ kế bạch sam tiên sinh cùng một chỗ đến rồi túi hương lâu hiện tại lâm điền cùng kế duyên mặt đối mặt ngồi tại túi hương lâu lầu, lầu ba nhìn trai phải một cái cùng lầu ngoài cửa sổ phong quang hơi có vẻ câu nện kế tiên sinh ngài đây cũng quả phà phí ta chính là đưa ngài một cái thô liệu ngọc châm. nghe nói chỗ này chết đắt nhìn xem lâm điền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng bộ dáng kế duyên cũng vui vẻ rồi đắt đi nữa còn có thể sánh được ba năm tiền công cái duyên đây cũng là một câu để cho tiểu phiến nghe không hiểu hắn ảo diệu mà nói. Là thời điểm này hắn liền không biết trả lời như thế nào. Đầu cá canh bạch chảm kê đến rồi quái bạch thái thịt trưng bánh ngọt đến rồi khách sạn tiểu nhị kéo lấy thật dài tên món ăn âm cuối. Thế mà một tay một cái mâm, nâng hai cái đĩa một đường tiểu toái bộ đến rồi kế duyên bọn hắn lần cửa sổ trước bàn. Cái này cân bằng tính cũng coi là quen tay hay việc luyện được. Lâm Điền cùng kế duyên không đợi tiểu nhị nói chuyện liền vội vàng chủ động phụ một tay, giúp hắn đem đĩa bô xuống đem bên trong hết thảy lục cái đồ ăn bưng ra. đây là bao đầu ngư thang, đây là bạch thiết cây, đây là tương thố điệp, đây là quái bạch thái, Thịt trưng bánh ngọt cùng sao tam tiên, đây là phù dung canh, đến uống lúc còn nóng. điệp này tự chế rượu gạo, đúng, cái này bàn quả hồng là tặng kèm công kết quả thưởng thức. khách quan, các ngươi đồ ăn dâng đủ rồi, có việc nói một tiếng là được. điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ tốc độ nói cũng không chậm, nhanh chóng đem đồ ăn đều giới thiệu một lần. tốt, đa tạ tiểu nhị ca kế duyên hướng phía điếm tiểu nhị chắp tay gửi tới lời cảm ơn một bên long điền học theo số hổ chắp tay tay ai ngài chậm dùng ngài chậm dùng lập tiểu nhị gật đầu ly khai kế duyên thì chú ý đã sớm thèm nhỏ rãi lâm điền động đũa đồng thời dẫn đầu kẹp lấy bạch chảm kê dính lấy liệu bắt đầu ăn lâm điền gặp một lần kế tiên sinh bắt đầu ăn đâu còn ức chế được cũng bắt đầu ăn loại này đại tử lâu thức ăn thế nhưng là quanh năm suốt tháng ăn không được một lần qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị lâm điền đã ăn đến đánh ợ một cái Mạc Kế Duyên tại liền uống một chút đầu cá canh phía sau dừng lại, nhìn Gen tại cái kia thuận bụng Lâm điền hỏi: "Lâm tiểu ca, cái này ngọc châm ta là thật ưa thích, một bữa cơm sợ là còn chưa đủ." "Đừng đừng đừng, đại tiên sinh ta sợ rồi ngài." "Ngài đến cùng phải hay không ta Lâm ra cái nào phát đạt thân thích a?" À? "Nếu không ngài ăn trước cái quả hồng đi, cái này quả hồng ngọt." Nghe được Kế Duyên lại bắt đầu. "Lâm Điền đây là thật rụt rè." "Ha ha ha." "Quả hồng ta tạm thời cũng không muốn lại ăn rồi." Lâm Tiểu Ca, Dung Kế Mũ lại nhiều cùng ngươi nói xung vài câu. Ta, cái này quả hồng thật ngọt. Ách. Tiên sinh ngài nói. Kế Diên một cái tay trên bàn lấy hai cái đánh nhịp, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong tai lắng nghe trong phố xa ồn ào. Nếu để cho Lâm Tiểu Ca một lựa chọn, ngươi là chọn kích lưu dũng tiến đại phú đại quý. Vẫn là tiểu phú tức an bình thản sống qua ngày a. Kế Diên nói xong, trợn to hai mắt quay đầu nhìn về Lâm điển. con mắt mặc dù làm chứng nhãn pháp, lại làm cho Lâm Điền ngừng lại rồi tay cùng miệng. Chu quanh tiếng ồn ào đều rất giống yếu đi không ít, Lâm Điền không chú ý tới điểm ấy. Lại làm cho hắn không khỏi buông xuống nửa cái quả hồng dùng tay lau long miệng, mơ hồ có loại phảng phất đứng trước đời người bên trong trọng yếu quan khẩu ảo giác. Kế tiên sinh, ta không có gì học vấn cũng không có gì trí hướng, muốn chính là lấy cái lão bà sinh hai cái em bé, có thể an ổn qua đời này, có thể cho phụ mẫu dưỡng lão tống chung, cũng có người cho ta dưỡng lão tống chung liên cực kỳ thỏa mãn. nghe vậy, kế duyên thở dài, hai mắt liền hơi hơi nhắm lại một phần. chỉ là, ngươi là lại thay đổi. nhận được càng nhiều khát vọng thì càng nhiều. đương nhiên nếu có thể biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc tự nhiên là tốt. tốt rồi lâm tiểu ca, ngươi giọng lớn, làm phiên hô một tiếng tiểu nhị liền nói bên này tính tiền. được rồi. lâm điền liền cầm lấy cái kia ngửa cái quả hồng, đang 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 chạy đến lầu ba đầu bậc thang hướng xuống hô tiểu nhị lầu ba dựa vào đông cửa sổ tính tiền đến rồi dưới lầu tiểu nhị tựa như là cùng lâm điền tiêu giọng riêng phần mình gào to mang theo uyển chuyển cảm giác lạp lâm điền chạy đi kia duyên tay phải dính một chút trong chén rượu gạo trên bàn nước viết một cái liền chữ sau đó ngón giữa vừa gõ mặt bàn cái này rượu vết tích tạo thành chữ liền theo đầu ngón tay cùng một chỗ dẫn tới không trung bên trong mẫu hai ngón tay đan xen. cong ngón búng ra sư cái này nước chữ liền cấp tốc bay hướng đầu bậc thang lâm điền trùng hợp lúc này chuyển thân ba một chút Liên chữ ở trong mi tâm lâm điền chỉ cảm thấy cái chán mát lạnh đưa thay sờ sờ không có cảm giác đến thứ gì vô ý thức nởng đầu nhìn trần nhà phía sau cũng liền quay lại bên cạnh bàn tới cái kia quả hồng so trần lão quan bắn còn tốt an được nhiều ăn vài cái kế riêng cười cười nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời trong tay ngẫu nhiên nghe được dưới lầu có mấy cái người đọc sách chính mang theo một chút cảm giác hưng phấn đang nghị luận châu phủ khoa cử sự tình đã là cuối bảng đem hiểu lúc a phất tay trong tay áo cửa đen đã hiện so với 3 năm trước đây. Hán nương thực trình độ thế mà chỉ kém gần 200 năm đạo hạnh hổ yêu lục sơn quân một bậc. Chương 111, Hồng phu nhân. Kê Châu Xuân Huệ phủ, Khoa cử châu giải thi trường thi sở tại, một đám hoặc đã tính trước hoặc lo nghĩ chậm rãi thí sinh chờ bên ngoài. trương chi là khoa cử khảo thí các cấp tầng đều sẽ có một loại khảo thí chuyên dụng chỗ, chỉ là căn cứ cấp bậc khác biệt quy mô cũng sẽ có điều khác biệt. Tại chi huyện thi phủ bên trong lấy được tư cách ký sinh, liền sẽ đến một châu châu phủ sở tại thăm giải thi kê châu bên này còn lại là xuân huệ phủ xuân huệ phủ trường chi mái hiên nhà cao ốc sâu là một gian chiếm diện tích tương đối lớn khách kính phòng lớn bên trong có cửa gỗ bình phong những vật này nan thành từng cái giản dị phòng nhỏ tất cả thí sinh đều muốn ở đây đơn độc hoàn thành văn chương bất quá lúc này chính là lâm trước khi chi một đoạn thời gian cũng là tất cả mọi người khẩn trương nhất một đoạn thời gian bao quát sẵn triệu tiên ở bên trong một đám to to nhỏ nhỏ thư sinh cống sĩ đã tại trường chi bên ngoài xếp thành thật dài hai nhóm trước sau thỉnh thoảng châu đầu ghé tai hoặc lật xem thư tịch cùng kế dinh kiếp trước khác biệt ở chỗ này sau đó kiểm tra một chút sinh lấy người trưởng thành chiếm đa số giãn triệu tiên mặc dù tự diễu không còn là thư sinh trẻ tuổi nhưng trên thực tế tuổi của hắn ở chỗ này thật không tính là lớn trong đội ngũ thậm chí không thiếu tắc hoa dâm thí sinh giãn triệu tiên ngược lại không có lâm thời ôm chân phật chỉ là hơi có chút cảm khái nhìn qua căn này triều chi nhớ năm đó giãn thư sinh hang hái thi huyện nhẹ nhõm đoạt giải nhất thi phủ đứng hàng giáp đẳng Châu giải thí lại sau cùng lấy ba vị trí trên lịch vô duyên giáp đảng mất đi tới trực tiếp phụ thuộc kinh kỳ phủ tư cách. Khoa cử thất bại để cho giãn triệu tiên hơi có chút không hưởng dậy nổi, tăng thêm trong nhà có trưởng bối chết bệnh, vợ con cần trên sinh hoạt dựa vào cùng chăm sóc. Tại ninh an huyện cứ như vậy dàn xếp lại, có chút thư sinh có thể dựa vào chính mình thê tử cung cấp nuôi dưỡng một mực kiên trì khổ xem không ngừng tham khảo, mà giãn triệu tiên lại không phải dạng này người, cũng không hy vọng để thê tử chịu quá nhiều khổ, lấy hắn học thức trong huyện phú hộ còn nhiều rất nhiều người mới đi làm phu tử. An nhàn sinh hoạt tuy tốt, có lúc thực sự lại làm hao mòn lễ khí, dù là cuộc sống trong nhà tốt cũng có tích xúc. Giãn triệu tiên lại không động lần thứ hai trăm ra khoa cử ý niệm, thẳng đến ba năm trước đây kế duyên lúc rời đi để lại một phong thư. Để cho hắn có thể làm rõ ý chí. Này lại có châu phủ quan viên từ trường chi kiểm tra xong trường chi ra tới, hướng phía một bên duy trì trật tự sai dịch gật đầu. Quan sai tại ngực phổi phòng lên chân khí, mở miệng hô to. Lần này châu giải thí hiện tại bắt đầu các vị cống sĩ có thể mang theo bút mực nghiên mực hộp cơm những vật này tra giấy thanh thủy do trường chi cung cấp và trường thi phía trước mời tự chuẩn bị di danh thư tín quan văn những vật này cũng tiếp nhận sai dịch soát người hiện tại bắt đầu ra trận lần này tham khảo người có tới mấy trăm người tuyệt đại bộ phận đều là từ cây châu tất cả phủ tất cả huyện dựa vào tài học vượt mọi trong vai chi động đến vị trí xếp tại đằng trước một phần cái cống sĩ thí sinh lỗ tai đều bị sai dịch vào đến ông ông trực hử do nhiều tên biết võ công sai dịch từng cái soát người cũng kiểm tra vật phẩm tùy thân, thậm chí sẽ dùng chiếc đũa lật qua công sĩ môn trong hộp cơm đồ ăn, xem có không có tàng cái gì. Mà bên cạnh ngồi bốn vị quan viên thì dần dần xem xét mỗi cái công sĩ quan văn, xác nhận người tới thân phận. Toàn bộ quá trình ngoại trừ không có cùng ngẫu nhiên tồn tại cá nhân liên quan, trên thực tế so hiện đại học trò tham khảo càng thêm nghiêm ngặt. Chán Triệu Tiên sách theo chính mình chuẩn bị kiểm tra hộp, bên trong ngoại trừ thư phòng dụng cụ chính là mua sắm từ trường chi phụ cận quán rượu cống sĩ cương, hắn còn tại bị soát người thời điểm vừa cái trước xem xét công văn châu phủ quan viên đột nhiên hướng hắn hỏi ngươi chính là doãn triệu tiên doãn triệu tiên sừng sốt một chút hướng hắn chấp tay chính là vị đại nhân này biết được tại hạ cũng không biết được bất quá ta đi hoa gió thư viện thời điểm có nhìn qua học trò mang theo quần điều luận đồng sinh quyền sách cùng lưu động dạo đêm quyển sách xem như có chút ý tứ doãn triệu tiên vội vàng lần thứ hai thở dài tiểu sinh chuyết tác không dám nhận đại nhân tán dương nói như vậy ồ oh, đi vào đi. Hy vọng ngươi có thể đứng hàng giáp đẳng. Học cho tự nhiên tận lực là. Vị này quan viên nâng bút tại sổ sách đem lên giãn triệu tiên danh tự dấu chọn, cũng đưa cho hắn bảng số, ra hiệu sai dịch có thể cho đi. Đưa mắt nhìn dõn triệu tiên tiến nhập trường thi. Vị này quan viên vút dâu qua đi mới tiếp tục thẩm tra kế tiếp công sĩ. Trường thi bên trong, gian phòng cùng lúc trước đã có một phần sự sai biệt rất nhỏ. Doãn triệu tiên nhìn nhìn bảng số, tìm tới thuộc về mình đinh 27 hiệu. Tức trường đợi hai khác đồng hồ, tất cả học trò đều đã đi vào cũng tìm xong vị trí phía sau còn có giám khảo dần dần kiểm tra quan văn cùng bảng số bảo đảm không người ngồi sai trường thi phía trước đã có giám khảo đứng vững hô to hôm nay khảo thí thời gian là hai cái canh giờ canh giờ vừa đến lập tức kiểm nhận quyền hương đốt hết trước đó nộp bài thi nếu không hết hiệu lực hiện tại sáng khảo đề cho thoại âm rơi xuống trường chi bốn phía vị trí cũng có sai dịch cho lên vài trắng làm nền chữ lớn bảng hiệu trên đó viết rồi lần này khảo thí nội dung khảo đề có hai cái theo thứ tự là luận sách. Chỉ hạn cùng giữ thu thi từ một thiên cùng thi huyện thi phủ khác biệt, châu giải thí đã không còn quá thiên về chép lại văn chương các loại kiến thức cơ bản, mà là bắt đầu chú trọng năng lực. Năm nay thế mà đặc biệt hiếm thấy trên châu giải thí ra luận xét đề mục, đưa đến không ít thí sinh ở phía dưới nhị luận. Tiên lạng sai dịch vận khí giống to, khảo thí bắt đầu để lọt cắt ra. Gõ vang cái chiêng một bên quang sai nắng chặt một vài chùi, trọng trọng đánh về phía đồng la, theo thanh âm hạ xuống tựa như là tại tất cả cống sĩ trong lòng gõ một cái người người vội vàng ngưng thần ngồi xuống có hồ sơ suy nghĩ có thì đã bắt đầu viết thi từ tin tưởng không làm khó được đại đa số có tài học người khó là lợn sách giãn triệu tiên ngược lại là mạch suy nghĩ tươi sáng chị hạn loại sự tình này có lẽ trăm người viết đều liên miên bất tận mà chân chính có thể viết ra điểm hữu dụng đồ vật thư sinh không nhiều giãn triệu tiên là ngoại lệ một trong bầu trời hạn không phải một tai chi họa vậy cái gọi là dân dĩ thực vi thiên hắn lên thì nhân họa đến nhân họa dẫn dịch bệnh hàng quản lý không khéo thì oán giận lên lấy lệ sinh chứng thì đãi vậy đặt bút như có thần mua bút mực không ngừng Giãn triệu tiên vừa mở quyền sách viết ăn khớp mà liền chẳng những mạch suy nghĩ rõ ràng đồng thời bởi vì thường thường vẽ kế duyên tự thiếp thư pháp cũng rất là tiến bộ kiểm tra sau đó nộp bài thi tự nhiên đến rồi khẩn trương phê duyệt thời gian châu phủ không ít quan viên tham dự trong đó giãn triệu tiên một thiên chỉ hạn luận cuối cùng thậm chí liền chi phủ kiên chi châu đều nhìn qua rồi mặc dù cây châu cơ hồ mỗi năm mưa thuần gió hòa có thể quan viên không phải định chết một chỗ rất nhiều cũng từng trải qua bên ngoài châu nạn hạn hán biết rõ giãn triệu tiên một thiên này toàn bộ phương hướng suy nghĩ văn chương phân lượng chi châu lý hậu thậm chí có nói hắn vân mặc dù cũng có một chút chỗ chống mơ màng ngươi lại thắng ở toàn diện tinh tế tỉ mỉ mới cạn lực mỏng chi quan viên đắc hà cư cái này xét trị hạn vậy xem như cực cao đánh giá rồi bởi vì đại trinh châu giải thí thường thường tại mùa thu cử hành tích bảng thời điểm đa số hoa quế đua nở thời tiết liên liên xương quế bảng sau nửa tháng Xuân Huệ phủ Trường Chi bên ngoài Quế Bảng công bố. Doãn Triệu Tiên không có cùng người bên ngoài một dạng liều mạng chen đến trước nhất đầu đi nhìn, kết quả đã định ra, không phải ngươi tại cái này tranh phá rồi đầu lên có thể cải biến. Bất quá trên bảng danh sách có chút vị trí, không cần chen lấn quá phía trước, cũng có thể ở mọi vi thấy rõ ràng. Kê cho cuối bảng trên nhất mang danh tự lớn nhất, thứ nhất liệt lấy chữ lớn viết, một giáp giải nguyên, Doãn Triệu Tiên Doãn Triệu Tiên là ai à? Hắn là giải nguyên. Ai nhận biết Doãn Triệu Tiên? Không biết à? phía trước rất nhiều tiếng nghị luận dần dần truyền đến phía sau trãn triệu tiên mặc dù đã sớm đoán trước chính mình lại lấy được giáp đảng nhưng lại chưa bao giờ hy vọng xa vời qua giải nguyên nay lại trái tim đều tắt hai cái tranh thủ thời gian chính mình vuốt vuốt đến rồi châu giải thí bắt đầu mãi cho đến thi hội cùng tri đỉnh hạng nhất lấy nguyên chữ phân biệt là giải nguyên hội nguyên trạng nguyên cái nàng đều là làm dạng dỡ tổ tông thành tựu sau đó người khác gọi dẫn triệu tiên rất có thể liền sẽ kính sưng một tiếng giãn giải nguyên theo cuối cùng bảng danh sách thân phận công bố bất kể có hay không chân tâm thật ý hướng phía lên bảng người chúc mừng là lễ cũ giã triệu tiên tự nhiên thự là chú ý tiêu điểm màn đêm buông xuống cho phủ chính thức tổ chức ăn mừng lên bảng cống sĩ cùng trong ngoài liên quan lộc minh yến cho dù giãn triệu tiên nhận định chính mình không thắng tử lực cũng không có khả năng tại loại này trường hợp phía dưới không uống rượu đến cuối cùng bị sai dịch nâng đưa đến khách sạn không sai biệt lắm đã bất tỉnh nhân sự nửa đêm từ sân huệ phủ thành ngoài có một hồng ảnh như ẩn như hiện bơi kéo mà đến đến gần sát bên cạnh thành thì như tản bộ vài cái đi lên thành tường bước vào bên trong trong thành vẫn sáng đèn đốt chỗ không nhiều hồng ảnh như mộng như khói đi tại đầu đường chợt thấy có âm ti tuần hành đi ngang qua thì cười hì hì tránh sang một bên góc đường từng ha 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 các loại hai vị tuần hành mang theo âm phong trải qua hồng ảnh cười tiếp tục đi tới qua phố qua phường tốc độ tuyệt nhanh giống như có chính mình mục đích rất nhanh liền đi tới trường thi phụ cận quế khách hành hương sạn bên ngoài Mởng đầu quan sát khách sạn. Hồng ảnh tựa như một cái tơ hồng mang một dạng trượt vào khách sạn lầu 2. Trong khách sạn trượt có trong cổ họng khàn giọng tống khổ âm thanh truyền ra. Ôi! Ách ôi! Một lát sau, hồng ảnh rốt cuộc tìm được doãn triệu tiên sở tại gian phòng. Giang rắc kẹt kẹt cửa phòng tự động giải tỏa mở ra, hồng ảnh đi vào trong phòng, sau lưng cửa phòng liền tự động đóng bên trên. Nhã thần phết qua mặt bàn, bên trên có thể thấy được một giáp giải nguyên quan văn. À, à, à. Rõ giản nguyên, hồng ảnh trượt đến bên giường một cái hồng trì giáp trở lớn tiêm trắng chi thủ theo môn trớn giãn triệu tiên lồng ngực chẵn triệu tiên trên thân chính khí ứng kích mà phát hiển hiện cuồn cuộn dự đoán hồng ảnh thân thể chấn động cánh tay thế mà bị bắn ra mà giãn triệu tiên cũng lập tức lần nữa thời gian thanh tỉnh nhìn qua trong phòng đột nhiên thêm ra một nữ nhân giãn phu tử một chút đi đến rụt rụt có vẻ hơi kinh hoàng ngươi ngươi ngươi. ngươi là người phương nào dạ vào năm từng gian phòng còn thể thống gì ha 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 chõ giải nguyên. Ngươi có thể gọi ta Hồng Phu Nhân. Thật nhiều năm không có vạp như ngươi như vậy ngươi đọc sách rồi. Ngươi nhìn ta đẹp an nữ từ ngồi tại đầu giường, thân khỏa lộ mỏng, bên mặt hướng phía giãn triệu tiên ngoái nhìn. Vốn chỉ là muốn hút chút dương khí trọ nguyên, hiện tại thì nhãn thần chỗ sâu đã lộ ra xâm nhiên. Chỉ là giãn triệu tiên bây giờ lại tê cả ra đầu tay chân lạnh như băng. Hạo nhiên chính khí ứng kích phía dưới, có như thế một nháy mắt, tựa như nhìn thấy một bộ màu đỏ khô lâu. Đây là yêu quái A, Chương 112, đụng đến ta kế mẫu người bằng hữu. Trấn Triệu Tiên hiện tại trong đầu tới lúc gấp rút nhanh suy tư nên làm cái gì. Cái thứ nhất bác bỏ chính là hô to cứu mạng, mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng hắn vững tin vừa rồi không phải là ảo giác, nữ tử trước mắt này căn bản không phải thường nhân. Không giống với từng hảo hữu kế duyên cùng lúc trước dạ lập lão giả loại kia tiên đạo kỳ nhân chi lưu, trước mắt cái này rõ ràng là quỷ yêu một loại, hắn cái này một hô sợ là sẽ phải tại chỗ bị mất tính mệnh ép buộc chính mình giả bộ như không nhìn ra bộ dáng gì giãn triệu tiên lấy ra cái kia cỗ phu tử khí thế vị cô nương này nam nữ thụ thụ bất thân giãn mỗ đã có ra có thất lại thêm không thiếp cười chỉ ý ngươi vẫn là ra ngoài đi không cần hỏng rồi chúng ta song phương trong sạch cứ việc trong lòng ai ngại có thể giãn triệu tiên vẫn là ổn định tâm thần lưu loát nói ra lời nói này hắn không nói ra kỳ vọng nữ tử trước mắt có thể tự mình thối lui nơi này dù sao cũng là cây châu châu phủ sở tại nói không chừng đối phương có chốt kiên kỵ hồng phu nhân tại cái kia tao thủ lũng tư một phen, lại phát hiện cái này thư sinh thế mà không chúng mị hoặc ngược lại là hơi có vẻ kinh dị tin đồn thân có hạo nhiên chính khí người không sợ tà mị chi nghi ngờ chẳng lẽ là thật trước tiên phá hắn hạo nhiên khí vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa hồng phu nhân nũng điệu tê dại mở miệng sẵn giải nguyên gia cảnh ngươi thê tử có thể có ta lần này uyển truyền dáng người có thể có ta như vậy mỹ mạo a à hồng phu nhân đứng dậy uốn éo một cái tư thái một tay phủ tại bụng dưới một tay nhẹ che miệng môi hướng phía giãn triệu tiên cười cười một lùng mắt thường không thể vào phân khí phiêu tán giãn triệu tiên chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên hô hấp có chút gấp rút rõ ràng đầu não thanh tỉnh lại không tự chủ được cắn chặt giang quan hung hăng trừng mắt nước hồng phu nhân người nữ tử này hảo hảo không biết tốt xấu phụ mẫu sinh ngươi ngươi người. ngươi người. Người lại tới đây lãng phí chính mình giãn mô không phải ngươi muốn cái lại người này cái này vừa quát ngửa là chân nộ nửa là phát tiết sợ hãi thanh âm một màn trên thân hạo nhiên khí bỗng thịnh khí lấy ra một trận nhàn nhạt bạch quang chỉ là cái này bạch quang mặc dù đều có một luồng lăng liệt khí thế có thể dù sao còn cạn đến hồng phu nhân trước thân lại híp mắt vung tay áo liền tán cũng hồng phu nhân kiên nhẫn cũng tán đi rồi ồ thú vị rõ giải nguyên nói thật cho ngươi biết hồng phu nhân đang khi nói chuyện đã đưa tay một nhấc sẵn triệu tiên phát hiện chính mình thế mà lơ lửng mà lên hướng phía đối diện hồng ảnh mà đi bị một cái chỉ giáp trưởng lớn tay kẹt chết cổ cánh tay cùng hạo nhiên khí động nhau xung đột ra từng đợt nhỏ bé dòng điện lệnh hồng phu nhân hơi cảm thấy nhói nhói nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào mà là đem mặt xích lại gần ngạt thở trong thống khổ giãn triệu tiên chính là liền cái này sân huệ phủ thành hoàng ta đều chưa nói tới có nhiều sợ ngươi một cái người phàm nho nhỏ thư sinh là trốn không thoát tay ta tâm ha 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 ôi 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 tiếng cười duyên đường cuối cùng đều có chút chỗ trống khản giọng rồi dẫn triệu tiên sắc mặt một trận trắng xám một trận xanh đỏ gác gao nắm lấy trên cổ móng vuốt hạo nhiên khí cùng yêu khí đụng nhau phía dưới thấy được huyết sắc khô lâu diện mạo bị giết đến ngạt thở phía dưới giãn triệu tiên đã ý thức đều có chút mơ hồ hiện lên trong đầu chính mình vợ con hình tượng cũng hiển hiện chấp tử mà dịch kỳ nhân hào hữu kế riêng im im yêu quái kế tiên sinh cứu ta giờ này khác này tại phía xa quân thiên phủ một giang khách sạn bê trong kế duyên bỗng bừng tỉnh trong tay hiển hiện một viên cờ đen phát hiện trên đó hắc khí cuốn quanh sáng tối chập trờn Giãn phu tử bình thường mà nói kế duyên là không cảm giác được quân cờ thường ngày biến hóa nhưng ở một ít mấu chốt tiết điểm bên trên lại có thể được đến một loại thiên tâm cảm giác mà giờ khác này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt ngưng thần tĩnh khí phía dưới kế duyên thậm chí có thể từ quân cờ bên trên cảm nhận được một lù nhàn nhạt, nhạt, hung ác yêu khí quân cờ bên trên tuy có hạo nhiên chi khí tung bay lại quá mức nhỏ yếu xã phu tử rất nguy hiểm xem như kế duyên đời này bạn tốt nhất giờ phút này đối phương lâm vào nguy cơ mà kế duyên lại thúc thủ vô sách một thời gian lo lắng phi thường kế duyên thậm chí không biết sẵn triệu tiên gặp được cái gì chỉ rõ ràng tuyệt không phải phàm tục. Đến nghĩ một chút biện pháp, phải nghĩ biện pháp. Cưỡng ép nhập định hiền hòa ý cảnh Sơn Hà. Quân cờ thu nhập Sơn Hà bên trong, bầu trời cái khác bốn cái quân cờ đều bình yên vô sự. Kế duyên tựa như một cái hư ảo thiên địa cự nhân, tay cầm tinh thần cự tử nhíu mày khổ tư. Bỗng nhiên nhìn tới phương xa đỉnh núi cao đan lô, nguyên bản ý niệm đầu tiên nghĩ là làm quân cờ bổ sung đan khí, mà cái thứ hai ý niệm còn lại là tam muội chân hỏa. Lô trung chân hỏa có không có tác dụng là ẩn số, cái này cửa đen có thể hay không chịu đựng lấy lô trung chân hỏa cũng là ẩn số có thể doãn triệu tiên hiển nhiên đã nguy cơ sớm tối căn bản dung không được kế duyên suy nghĩ nhiều chỉ có thể chiếu vào đột nhiên này ra ý tưởng ý nghĩ nếm thử phẳng phất giống như đường dung thiên địa tùy đọc chuyển động ý cảnh sơn hà bên trong kế duyên một nháy mắt liền hiện lên ở đan lô bên cạnh xuyên hầu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy bên trong thiếu đốt hừng hực chân hỏa dẫn nhiếp một sợi đan khí rót vào cửa đen khiến cho tạm thời vững chắc vừa định đem tại trong lò đan lăn lăn lại đột nhiên dừng lại động tác kế duyên trong miệng ngậm âm mà phát xác theo đạo âm hạ xuống đan lô chung quanh hiển hiện từ diễn cờ phía sau liền đã hội tụ thành mây huyền hoàng đá mây cẩn thận châm trước phía sau kế duyên dẫn tiếp theo sợi huyền hoàng chi khí bao khỏa cờ đen doãn phu tử chịu đựng a không do dự nữa dứt khoát đem cờ đen đầu nhập đan lô quanh cờ đen vọt qua trong lò tam mũi chân hỏa cơ hồ mới tiếp xúc huyền bị dẫn cháy đồng thời ánh lửa cùng huyền hoàng chi khí xung đột ra một đạo lưu quang huyền hoàng chi khí cùng trên đó hiện ra hạo nhiên chính khí cộng đồng chống cự ước vạn chân hỏa quân cờ phát ra kéo kẹt kéo kẹt không chịu nổi lánh nặng nguy hiểm tiếng vang kế duyên nghe được tê cả ra đầu thấy tình thế không ổn vội vàng tại bên kia thu lấy dẫn dắt để cho cờ đen từ một bên khác trong lỗ thủng bay ra căn bản không dám khiến cho tại đang lâu bên trong ở lâu gần như vậy một cái chớp mắt quân cờ đã trở nên để ý cảnh bên trong tỏ ra nóng hổi vô cùng mặt ngoài càng là xuất hiện tinh vi rất chi hoa văn chỉ là còn có một luồng nhàn nhạt, nhạt, mùi rượu phiêu xuất có thể dùng quân cờ dân dân trở về mượt mà đen kế duyên nhất lên tâm liền buông súng một chút kế duyên bên này để ý cảnh bên trong trong biện quang hỏa thạch một bữa tiểu thao tác bắn ra đến xa xôi cây châu sơn huệ phủ sửa tại cũng không phải là một chút nhỏ động tĩnh rồi dẫn triệu tiên nguyên bản cảm thụ là ngặt thở thống khổ cùng đối với yêu vật sợ hãi thế nhưng là đột nhiên tất cả những thứ này đều là mơ bụ rồi có như thế một nháy mắt hắn cảm thấy tựa như thân vào chảo dầu liền tựa như vạ tiễn duyên tâm lại như lôi điện bổ đục, lại như liệt hỏa đốt người, cái kia thống khổ để cho hắn ý thức hỗn động. Tại thân thể biểu hiện bên trên còn lại là Dãn Triệu Tiên cả người trong nháy mắt trở nên nóng hổi vô cùng, bên ngoài thân càng là đỏ như thục tung. Từ từ. Hồng phu nhân vừa muốn siết lại lần mặt cưỡng ép thu lấy Dãn Triệu Tiên dương khí cùng văn khí, lại tại lúc này bị bỏng đến buông tay. Còn chưa kịp kinh ngạc, ngay sau đó trước mắt đêm tối cảnh vật đã hóa thành đỏ xám chi quang. Quanh một đoàn tràn ngập hư vô cảm như diễm từ Dãn Triệu Tiên trên thân vọt bầu trời mà lên xuyên thấu quần áo phòng chờ thực thể đồng thời cũng quát chúng một bên không kịp kinh ngạc hồng phu nhân một đạo đỏ xám ánh lửa tránh qua a nữ tử kêu thê lương thảm thiết tiếng vang thấu triệt một góc bịch 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 đụng nát khách sạn cửa phòng đụng xuyên đối diện khách thất đụng nát khách sạn vách tường hồng phu nhân tại bị đánh bay trên đường đã nửa người cháy đen trực tiếp một đường ném ra ngoài khách sạn ôi ôi hồng phu nhân khản giọng thanh âm mang theo run rẩy nỗ khí cùng ý sợ hãi đều là khó mà che giấu nhất thời không kiểm tra không kịp phản ứng thế mà để cho một cái tiểu thư sinh tính kế nội ý bên trong thao thiên yêu khí tung bay ta dẫn điểm báo trước tiên ta muốn ngươi chết yêu nguyệt làm càn long 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 điều ti phường phương hướng sân huệ phủ thành hoàng tiếng giống giận dữ phảng phất hồng trung thường nhân tai không thể nghe tiếng sóng cuồn cuộn mà đến hồng phu nhân oán hận nhìn về phía khách sạn bên kia y nguyên có hư ảo nhiệt lực cùng sương mù tung bay phương hướng tăng thêm không bỏ ra rốt của cao nhân phương nào tại chợ doãn triệu tiên cắn răng hận như phía dưới sau cùng vung tay áo bay về phía thành trì bên ngoài yêu nguyệt to gan lưu lại hai tên dạ tuần du tại giữa đường rút đao mà lên quỳ khí âm trầm đao quang thẳng che đậy hồng phu nhân người sau tránh cũng không tránh trực tiếp tay không bắt lấy âm đao nhấc lên hai cái âm xoa liền cùng một chỗ bay đi giữa đường buông tay sau đó móng tay trong nháy mắt phủi đi mấy chục lần liền đem hai tên âm xoa tách rời sau đó hồng phu nhân trong miệng khẽ hấp tông khí tất cả đều tụ hợp vào trong miệng hỗn trướng trong tiếng giống giận dữ một đạo hỗn hợp có hương hỏa chi lực kim quang đánh tới cùng hồng phu nhân mãnh liệt yêu khí đụng nhau bộc phát ra tiếng sấm rền vang oan hồng phu nhân rên lên một tiếng tiếp nhận lần này trực tiếp thoát ra thành đi trong khoảnh khắc bay ra người dạm trốn vào một ngọn núi bao cơ hồ chính là sau một khắc sân huệ phủ thành hoàng mang theo âm dương ti công quá ti chủ quan từ hư hóa thực di chuyển mà tới lại không cách nào tại sườn núi ra người được yêu vật độ đi khí tức miệt chứng tức chết ta cũng tức chết ta cũng thành hoàng mặc dù trong miệng gồng thách nhưng trong lòng cũng kinh nghi bất định. Đại Trinh từ trước đến giờ Thái Bình, Kê Châu càng là dân sao Chi trông, hôm nay lại tại chính mình khu quản hạt thế mà xuất hiện quỷ dị như vậy yêu vật. Đồng thời tại bị phát hiện sau đó còn có thể thong dong rút lui. Đây là mới xuất hiện đâu, vẫn là trước kia một mực không phát hiện. Chương 113, kỳ quái án. Sơn Huệ phủ thành hoàng mặt trầm như nước, y nguyên không muốn liền như thế rời đi. Pháp tướng lơ lửng không trung không ngừng liếc nhìn cái này một mảnh gò núi, công quá ti hai vị phán quan cùng âm dương ti chủ quan thì ở vào bên cạnh thân Tâm dương ti chủ quan hai mắt hiển hiện hư ảo nhị khí liếc nhìn phía dưới công quá ti văn võ phán quan một tay lấy ra chương sách một tay cầm phán quan bút chỉ cần vừa có dấu vết để lại liền sẽ lập tức định sách cùng nhau khóa cái này yêu vật đã đã có thành tựu cũng không biết là lai lịch gì chỉ kém như thế chốc lát vậy mà tìm nó không thấy âm dương ti chủ quan lại là kinh sợ lại là nghi hoặc sân hội phủ thành hoàng nhau lại mắt thấy xem màu núi nhìn nhìn lại phủ thành phương hướng sợ chỉ sợ cái này yêu đã tại Xuân huệ phủ làm ác rất lâu mà không bị chúng ta phát hiện cũng không biết vụng vụ trộm bao nhiêu phàm nhân mắc lược hai vị phán quan cùng âm dương ti chủ quan tất cả đều trầm mặt không nói lời nào nhất là mới vừa rồi còn dễ dạ tầng du trái phải từ sự nói rõ cái này yêu quái căn bản không đem xuân huệ Phủ âm ti để vào mắt quả thực là ở trước mặt khiêu khích sỉ nhục thành hoàng âm ti giám sát hạc cảnh cũng là có rất nhiều hạn chế có chút yêu vật quỷ vật vẫn có thể nhất thời tránh thoát tâm ti giám sát đạo hạnh sâu một phần liền xem như che dấu khí tức sinh hoạt tại trong phàm nhân cũng chưa chắc không có khả năng chỉ là đối với một phần minh bạch âm ti lợi hại yêu tà tới nói hai người thủ đoạn không nên quá kịch liệt bởi vì người địa phương lúc sinh ra đời trưởng bối trong nhà nhiều lại vào miếu cầu phúc cùng trong nhà tế tự tế tổ sinh nhật và khí thế sẽ ở nơi đó âm ti vào sách một khi yêu tà lấy kịch liệt thủ đoạn ra hại phàm nhân âm ti định sát liền sẽ có sáng người biến hóa sẽ bị phòng thủ quỷ so phát hiện lại báo cáo chủ quan từ đó để cho âm ti ý thức được có việc phát sinh có thể cũng không phải là không có đạo hạnh sâu hoặc là tinh thông quỷ dị chi thuật yêu tà có thể này qua ví dụ như sớm chiều ở trung chậm rãi từng bước xâm chiếm ví dụ như thường thấy nhất mỹ sắc câu dẫn để cho người bị hại cam tâm tình nguyện giờ phút này sân huệ phủ thành hoàng có chút tức không nhịn nổi vung tay láo ở giữa một đạo hiện kim sắc tỏa lên hướng phía dưới vò núi vung ra hư ảo một dạo xuyên thấu núi đá bùn đất tại phía dưới một trận quấy như lại không làm nên chuyện gì Tức chừng hơn một phút phía sau thanh hoàng cùng hắn thuộc hạ rốt cục thừa nhận triệt để đã mất đi yêu vật tung tích chỉ có thể hồi phủ thành lại tính toán sao đi đi trước nhìn một cái phủ thành bên kia vừa rồi cái kia sông khí hỏa ánh sáng cũng đặc biệt kỳ dị âm ti bên trong cũng phải tận lực tra một chút sách bộ nhìn một chút dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị hai vị phán quan nghe nói như thế cũng là âm thầm kêu khổ có thể chỗ chức trách cũng không có cách nào cái này cái gọi là tận lực tra một chút sách bộ đây chính là 20 vạn dân huệ phủ thành nhân khẩu a cho dù là đối với quỷ thần tới nói cũng là một kiện không ý trình rồi, công quá ti thậm chí 24 ti đều phải toàn lực đối với chuyện này bận bịu mấy ngày. Còn như thành hoàng đại nhân, tự nhiên là không cần tự mình tham dự loại này đối với sổ sách chuyện như thế này. Khách sạn bên này, trắng Triệu Tiên ngã trên mặt đất co do thân thể, trên thân loại kia mãnh liệt chân thực thống khổ đầu nguồn mặc dù đã rút đi, có thể cái loại cảm giác này lại như cũng có thừa sóng từng đợt kích thích hắn. Hơn nữa giãn Triệu Tiên hiện tại nhiệt độ cơ thể kỳ cao, toàn thân trên dưới y nguyên hồng hồng vừa chảy ra mồ hôi lập tức liền bị sấy khô nếu không phải trong bụng từ đầu đến cuối có một luồng ôn hòa sức lực vuốt lên lấy trên thân thống khổ hắn đã sớm không chịu nổi ôi 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 một lát sau thống khổ suốt cục toàn bộ rồi đi chán triệu tiên nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi hạ xuống đến suốt cao trình độ tại ngoại giới có thể vẻn vẹn đi qua một lát có thể với hắn mà nói đơn giản mỗi một lần hô hấp đều như năm như nguyệt trên thực tế cũng xác thực không có đi qua bao lâu bởi vì vừa rồi hồng phu nhân bị phản chấn lấy đụng nát khách sạn vách tường động tĩnh lớn đến này lại mới có ồn ào tiếng người vang lên có thể thấy được thời gian ngắn vừa rồi động tĩnh gì a à? không biết a à? thật giống xét đánh ai u các ngươi không nghe thấy có nữ tử tiếng kêu thảm thiết sao nghe được rồi hào hào khiếp người a à? khách sạn bên này bị nện ra mấy cái động a à? chẳng lẽ xét đánh xuyên ai nha đây là doãn giải nguyên thật là khách sạn hai tên gã sai vặt cùng mấy tên khách trọ rốt cục phát hiện giãn triệu tiên có người vội vàng tiến đến xem xét tìm kiếm hơi thở phát hiện hắn còn có hô hấp tại sơ một cái cái chán phát hiện nóng hổi mau gọi đại phu mau gọi đại phu đúng rồi còn phải báo quan khách sạn đêm hôm khuya khoát cơ hồ tất cả khách trọ đều bị đánh thức có người ra tới xem xét cũng có người nằm tại tỉnh rồi cũng trốn ở trong phòng đương nhiên còn có vài cái trước đó đã bị hút dương khí thọ nguyên thư sinh thì vẫn hôn mê trên giường trong khách sạn một trận lúng cuống tay chân, cứu người cứu người báo quan báo quan, còn có người xách theo đèn lồng đi ra bên ngoài xem xét những cái kia vỡ vụn tấm ván hỗ tấm ngạch, sau đó lại có quan sai chạy đến. Dù sao quế bảng vừa rồi công bố, lại có một châu giải nguyên hư hư thực thực bị tập kích, có thể tuyệt đối không phải việc nhỏ Tại mắt thường bên ngoài, khách sạn các loại kiến trúc chỗ cao trên nóc nhà, sân huệ phủ thành hoàng cùng hạ hạt chủ quan nhìn phía dưới, mà rất nhiều âm xoa đồng dạng như là dương thế quan sai một dạng đang chán ông dương hai đời chị an nội tình ở trong đó một phương không biết chút nào tình huống giới gặp nhau vừa rồi có một luồng hỏa diễm luồn lên đem yêu vật kia đánh lui mà lúc này trong khách sạn lại ngay cả một cái rèm đều không có vết cháy rất là kỳ dị thành hoàng ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu mái nhà nhìn thấy trong khách sạn doãn triệu tiên nguyên bản gian phòng tình huống sau đó ánh mắt nhất truyền nhìn về phía đã sớm bị chuyển di tại một chỗ khác doãn triệu tiên bình thường người đọc sách trong tâm niệm có một tia hạo nhiên khí đã hiếm thấy lại rất dễ tiêu tán mà người này hạo nhiên chính khí chi thịnh không ngờ có thể hiển hiện ra đúng là hiếm thấy đại nhân nói là có thể một thân cũng chỉ là một phàm nhân không có khả năng có loại lực lượng kia đánh lui đã có thành tượng yêu vật âm dương ti chủ quan đã sớm đến chỗ gần nhìn qua soãn triệu tiên tình huống biết được người này một không luyện võ nhị không linh khí đương nhiên doãn triệu tiên bản thân tài tình chát tuyệt văn khí không cạn liền thân có quần cuộn chi tượng cũng không bình thường người này hạo nhiên chính khí đã thành nói không chừng thật sự lập được yêu vật kia một phần cân cước thiếu khanh phía sau ta sẽ đích thân báo mộng với hắn hỏi một chút hắn rốt cuộc xem là không thấy được thành hoàng nói xong ma theo chúc quan truyền thân ly khai trở về miếu ti phường báo mộng cùng tu tiên hạng người nhập mộng mặc dù nhìn như không sai biệt lắm lại cũng không là cùng một loại thuật pháp cái trước coi là quỷ thần chi lưu thiên phú người sau còn lại là cần tu tiên hạng người tu luyện dị thuật trong khách sạn đại phu đối với giãn triệu tiên trần bệnh chỉ là nhiễm gió tả cam đoan ấm áp uống thuốc xuất thân mồ hôi giờ phút này đã chuyển thành sốt nhẹ triệu chứng liền sẽ thối lui đồng thời giãn triệu tiên tại đại phu sau khi đến cũng thanh tỉnh một đoạn thời gian mặc dù rất nhanh lại bởi vì mỏi mệt ngủ mất có thể cũng làm cho một phần sai dịch cùng khách sạn trường quỹ thở dài một hơi Giãn triệu tiên thanh tỉnh kia sẽ chỉ đối với quan sai nói có một cái tự xưng hồng phu nhân nữ tử áo đỏ tập kích lại cũng không nói cái gì chính mình thấy là yêu quái hắn không muốn bị xem như một cái điên giải nguyên đã đến giờ canh bố sáng ngõ mõ cầm canh gõ cái mõ đi qua sau một lát doãn triệu tiên trong phòng khách cho lên một trận hương hòa âm phong chỉ là khách quan cái khác thành hoàng đích thân tới cũng sẽ không cho người ta mang đến cảm giác âm lãnh sân huệ phủ thành hoàng nhìn thoáng qua canh giữ ở giãn triệu tiên trong phòng khách sạn gã sai vặt một thân chính gục xuống bàn ngủ và ngủ gật sau đó nhìn về phía giãn triệu tiên vung tay áo thân hình mơ hồ tiêu thất trên giường đang đứng ở ngủ mộng trung giãn triệu tiên lập tức nhíu mày mậu trung hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian bốn phía lờ mờ trong phòng dưới mông là một cái giường phía trước có một cái nửa người che phủ tại mờ tối thấy không rõ bộ dáng đại tựa như triều đình đại quan một dạng người ngồi tại một cái bàn phía trước trên ghế rõ triệu tiên càng là muốn nhìn rõ lại càng là cảm giác mơ hồ đồng thời đối phương tản ra một luồng làm cho người kiềm chế khí tức ta đây là ở đâu vị đại nhân này ngài là ai dã giải nguyên không cần phải sợ ta chính là cái này xuân huệ phủ thành hoàng lần này chuyên tới để hướng ngươi hỏi do một sự kiện thành hoàng tiếng như hồng trung đã tại phía trước vang lên lại như tại bốn phía quanh quẩn đây là tại trợ giúp giãn triệu tiên định thần. Người tại mộng trung tâm tư thường thường là không rõ ràng, cảm xúc cũng sẽ bị phóng đại, có lúc sẽ là một phần rất ngu cực kỳ không có quy luật sự tình. Mà nghe nói đối phương là thành hoàng, giãn triệu tiên cũng là trong lòng giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ. Giãn triệu tiên gặp qua thành hoàng đại nhân. Ồ, giã giải nguyên, ta lại hỏi ngươi, trước đây trong khách sạn tập kích ngươi nữ tử, ngươi như nhìn rõ ràng hắn diện mạo thế nào? Loại sự tình này đối với người khác khó mà nói đối với thành hoàng khẳng định là muốn nói thật mà giãn triệu tiên giờ phút này cho rằng vừa rồi rất có thể chính là thành hoàng tại chính mình kém chút bị yêu quái giết chết thời gian cứu mình đa tạ thành hoàng đại nhân tại giãn mẫu nguy cơ thời khắc cứu giúp vừa rồi nữ tử kia cũng không phải là phàm nhân ta mơ hồ trong đó gặp hắn tựa như một bộ huyết sắc khô lâu tự xưng hồng phu nhân thành hoàng như mày hồng phu nhân chính là cái khác giãn mẫu cũng không rõ rồi lúc ấy thật sự là đầu não u ám thống khổ không thôi thành hoàng cười một tiếng cũng có thể tưởng tượng một cái có lẽ đời này liền quỷ đều chưa thấy qua phàm phu tục tử gặp gỡ yêu quái tràng cảnh cũng may mắn là thân có hạo nhiên chính khí bất quá thành hoàng bỗng nhiên nghĩ đến trước đó ánh lửa cái này giãn triệu tiên có thể cũng có kỳ ngộ khác đúng rồi còn có một chuyện giãn giải nguyên yêu vật kia muốn hại ngươi thời điểm từng có kỳ dị ánh lửa xuất hiện đem đánh lui nhưng trong khách sạn cũng không một vật cháy đen có hay không có cao nhân đưa tặng qua ngươi cái gì hộ thân đồ vật thành hoàng cái này hỏi một chút Doãn Triệu Tiên liền rõ ràng vừa rồi nguy hiểm nhất thời khắc cũng không phải là hắn cứu mình, mà trong đầu ý niệm đầu tiên chính là kế duyên, sau đó là đêm đó một ngụm nuốt ăn nửa thụ táo lão giả. Thực không dám giấu giếm, tại hạ may mắn bền chắc một bạn bè, có được lệnh quỷ thần yêu vật không ăn vào có thể, là không phải hạng người phàm tục, tại cùng bạn bè trước khi chia tay từng triệu hắn tặng thư một phong, chỉ là chưa kỳ đồng ý không dám tùy ý lộ ra tính danh. Thành Hoàng khẽ gật đầu, chỉ cần giải nguyên nhân thuật tiện, chắc hẳn chính là người này che chở ngươi nhất định là lúc ấy liền nhìn ra giãn giải nguyên hạo như khí múc trợ rồi người một tay Thành hoàng trầm tư chốc lát tự giác giãn triệu tiên hẳn là nói không nên lời đầu mối gì rồi đa tạ giãn giải nguyên giải thích nhi hoặc cáo từ mộng trung thành hoàng hơi hơi chắp tay giãn triệu tiên vội vàng đáp lễ một cái trong thoáng chốc mộng cũng tản giãn triệu tiên lần thứ hai ngủ thiếp đi chương 114, xác lệch quân thiên phủ sở tại kế duyên nửa đêm không ngủ một mực tại ý cảnh sơn hà bên trong cẩn thận trông coi viên kia thuộc về hảo hữu giãn triệu tiên cờ đen một khi bao trùm quân cờ mặt ngoài bao trùm đan khí bị hấp thu một tia, kế duyên liền lập tức bổ sung một chút. Cẩn thận như vậy bởi vì cờ đen bên trên nhiệt độ một mực không có biến mất đi xuống. Kỳ thật kế duyên biết mình cứ như vậy trong coi tác dụng cũng không phải là rất lớn, hơn nữa chỉ cần mình không man càng, quân cờ cũng sẽ tự hành đến đan lô bên cạnh thu nạp tràn ra một tia đan khí. Mà dù sao là thế này bạn tốt nhất xảy ra chuyện, dù sao cũng là ngủ không được, may mà liền chờ đợi. Chính mình cũng một mực mái nước công phu luyện hóa ngũ hành chi khí cùng pháp lực đan điển mặc dù năm đó gặp hỡ lão long trên danh nghĩa cũng coi như kế duyên bằng hữu nhưng trên thực tế giao tình còn không có sâu như vậy bất quá chỉ là tán gỡ qua một lần mà thôi thẳng đến trời sắp bình minh cửa đen nhiệt độ rốt cục biến mất đi xuống không còn lặp đi lặp lại cũng làm cho kế duyên nhẹ nhàng thở ra rời khỏi ý cảnh sơn hà một mực ngồi xếp bằng kế duyên hướng về sau nằm đến trên giường sau đó hồi tử trước đó làm chính mình khẩn trương hơn nửa đêm tình trạng cũng là tự giễu cười cười cái này ta muội chân hỏa thật hung ác a à tự giữa qua đi kế duyên sắc mặt cũng nghiêm túc lên. "Giãn phu tử a à, Giãn phu tử, ngươi đến tục cùng chọc tới thứ gì?" Trước đó tam muội chân hỏa một tia ánh lửa cùng hồng phu nhân đụng nhau một khắc này, kế duyên cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ yêu khí, thậm chí mơ hồ có thể nghe được cái kia một tiếng oán giận kêu to. Đối phương hiển nhiên là đã hận lên Giãn Triệu Tiên rồi, dù là sau đó hẳn là đưa tới Xuân Huệ phủ thành hoàng, có thể phía sau kế duyên cũng không rõ ràng thành hoàng có chưa bắt lại yêu vật rồi. Vạn nhất nếu là không cầm xuống đâu, kế duyên cũng là hít mắt lại nước xa không cứ được lửa gần hắn cùng giãn phu tử cách xa nhau một châu trì địa thẳng tắp gần hai dặm không ngừng nửa đường lại có núi non sông ngòi đủ loại địa hình phức tạp cách xa nhau tăng thêm có lẽ có như thế chút điểm dân mù đường một thời gian căn bản khó mà đuổi tới tam muội chân hỏa chiêu này có thể sử dụng một lần cũng tuyệt đối không thể dùng lần thứ hai nếu không yêu quái không có chết giãn phu tử liền có thể trước tiên bị trong lò chân hỏa luyện chết rồi hơn nữa yêu vật kia cũng nhất định sẽ có phòng bị rồi bất quá yêu vật kia mặc dù đã có thành tựu liên tính kế duyên tự mình tại cái kia cũng không dáng tới đối cứng thực sự tại bất ngờ không đề phòng bị tam muội chân hỏa bị thương không nhẹ mặc dù chỉ là bị ánh lửa quét một chút cũng không thực chất bị đốt có thể cái kia ánh lửa cũng không phải một tú ngọn lửa nhỏ quang mà là trực diện đan lô biên trong vô tận chân hỏa ánh lửa từ không phải dễ chịu kế duyên không ngừng suy nghĩ lấy đối sách muốn ra một cái có thể bảo đảm chính mình bản thân không có việc gì biện pháp tốt nhất có thể đem yêu vật kia chém dù sao dẫn phu tử chẳng những là nhân đạo bên trong một khỏa trọng yếu cờ đen cũng là kế duyên bản thân chàm vừa rồi chính kế duyên ý nghĩ đột nhiên để cho hắn ý thức được cái gì đem ánh mắt nhìn về phía bên giường bây giờ kế duyên xuất hành dây leo tiên kiếm một mực lơ lửng ẩn nấp tại sau lưng của hắn lại bởi vì tiên kiếm bản thân kiếm linh đã thành thân kiếm tự hành ẩn nấp phía dưới đừng nói thường nhân không nhìn thấy chính là đạo hạnh không đến cảnh giới nhất định tiên yêu hạng người cũng vạp không đến rất có loại thiên lục thành thư cái loại cảm giác này bởi vì theo một ý nghĩa nào đó thiên lục cũng coi là một loại phòng theo linh tính chữ viết như thế bản thân thai ngén tinh tính tiên kiếm tự nhiên lại càng dễ làm được điểm ấy hơn nữa chủ động tính mạnh hơn có thể người vặp ngoại trừ chủ nhân cũng liền ít như vậy luôn luôn mấy mấy người xem như cùng phi độn cùng một chỗ trở thành rồi thanh đằng kiếm kiếm linh tự thành sau đó kiếm cho thần thông ngọc kế duyên nhìn mình bên giường dây leo kim lơ lửng mà lên bay đến kế duyên bên cạnh ta mặc dù chính diện thực lực có lẽ không đủ tại trong lúc vội vã trực diện loại kia yêu vật có thể ta có thanh đằng kiếm chuẩn bị một phen chưa hẳn không có cơ hội như tới đây kế duyên lần thứ hai ngồi dậy đen thanh đằng kiếm rút kiếm ra vỏ không lộ ra nửa phần kiếm quang lần này nhờ vào ngươi dù dù không biết rõ chủ nhân ý tứ có thể thanh đằng kiếm y nguyên hưởng ứng kế duyên hít sâu một hơi sắc âm ngậm vào trong miệng dương cung mà không phát y cảnh sơn hà bên trong huyền hoàng chi khí theo kim kiều mà ra theo kế duyên pháp lực cùng một chỗ dẫn đạo tay phải đầu ngón tay ngón tay tựa như nặng như vạn cân đầu ngón tay càng là hiện ra đỏ thắm chảy ra huyết tới kế duyên tay phải kiếm chỉ điểm trên thân kiếm huyền hoàng khí liên tiếp pháp lực cùng huyết cùng một chỗ tôn ra trước chuyện đem một chữ lặp đi lặp lại viết nhiều lần chàm 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 mỗi một chữ viết xong kế tiếp chữ liền sẽ lại thêm khó tả tiêu hao pháp lực cũng càng lớn đến phía sau đã đem đan điền pháp lực tiêu hao sạch sẽ cần đan khí chuyển hóa một bộ phận pháp lực lại viết một chữ lại chuyển hóa một bộ phận liền viết một chữ toàn bộ viết xong thân kiếm trọn vẹn dung nạp 49 mươi cây chảm chữ kế duyên đã có chút sắc mặt trắng bệt đầu choáng hoa mắt bên ngoài sắc trời càng từ lâu hơn là buổi trưa ba khác cái cuối cùng chảm chữ hạ xuống kế duyên cố nén choáng váng chấp tử tiếp dẫn thiên nhất sợi thiên địa chính dương chi khí phong tồn thân kiếm thanh đằng kiếm thượng huyền vàng hỗn huyết chữ sắc dấu vết chớp động bên trong dần dần ẩn nấp khôi phục vốn có thân kiếm hình dạng Cổ. Ôi! Cô! Oh. Kế duyên thì có chút chút thoát lực dựa vào bên giường từ ngồi, dùng tay màu màu có chút ngứa ngáy cái mũi, quả nhiên cũng có một vệt máu. Thanh đằng kiếm 3 năm dựng linh tàng phong tư thế còn tại, trước đó trên núi chặt quả dại điểm này tự nhiên là không tính, kế duyên lấy công đức lực lượng thi triển xác lệnh, viết liền nhau 7749 cái chảm chữ, thế muốn kết hợp dây lao tiên kiếm kiếm thế đem cái kia thụ thương yêu vật chu xác. Rốt cuộc là hóa hình lại có thành tựu yêu quái, chính kế duyên trong lòng cũng không chắc chắn liền đem áp đáy hòng thủ đoạn toàn bộ dùng tới bất quá mặc dù cũng không xác định có được hay không có thể tại viết quá trình bên trong kế duyên lại tâm niệm tất sát không có chút nào ba động coi đây là thanh đằng kiếm xúc thế thanh đằng kiếm hiện tại lơ lửng tại trước giường cũng không phong minh cũng bất loạn bay lượn tựa như đè ép một lù nặng nề khí cơ khiến cho sắc bánh tận tàng mậm mà không phát chờ kế duyên khôi phục một chút tiện tay đưa tới vào kiếm tự mình đen chậm rãi hợp đến thanh đằng kiếm bên trên sau đó đi đến khách phòng trước giường đem cửa gỗ chống lên quay đầu nhìn về thanh đằng kiếm dặn dò ta muội chân hỏa ánh lửa không tốt như vậy tiêu thụ ngươi nhanh đi giãn phu tử sở tại dựa vào chân hỏa khí tức tìm cái kia yêu tà đem chú sát nếu kỹ kia là hóa hình yêu vật ngươi phong mang múc cực tư thế vẻn vẹn có một kiếm phía sau liền sẽ trượt như một kiếm không thành tuyệt đối không thể ham chiến vù vù thanh đằng kiếm phong minh nhỏ bé lại khí thế cực thịnh một thân nội liễm kiếm ý lệnh thân kiếm hai thốn bên trong không khí hơi mơ hồ ồ đi thôi kế duyên có chút mỏi mệt thoại âm rơi xuống sư thanh đằng kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang bay ra cửa gỗ bên ngoài sau đó phóng lên tận trời mười mấy tức ở giữa lấy bay vụt trí cao không mượn cương phong lực cấp tốc tạt qua khi cơ chỉ phía xa cây châu sân huệ phủ tốc độ nhanh chóng kỳ thật vượt qua kế duyên tưởng tượng linh khó dựng linh khó thành trong đó duyên phận như là tu hành đắc đạo đồng dạng huyền diệu chính là toàn bộ tu tiên giới có danh tiếng tiên khí linh bảo lại có bao nhiêu Thanh đằng kiếm sở dĩ có thể để cho Kế Duyên cái này từ trước đến giờ cân nhắc kích thước bảo thủ người cũng định làm tiên kiếm, cũng là bởi vì kiếm linh đã thành lại linh động toàn vẹn. Kế Duyên nhìn qua nhà mình tiên kiếm phi không mà đi ngoại trừ suy nghĩ có thể thành hay không. Mai miệng cũng có lẩm bẩm. Có chút hâm mộ a, à. liên một trận choáng váng cảm truyền đến, Kế Duyên vẫy vẫy đầu, trở lại bên giường. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, thi triển đạo khí quyết dẫn linh khí hội tụ, cho từng đợt linh khí hội tụ tới nền thân thể kế duyên cảm giác khó chịu cũng tại một chút xíu rút đi. Chương 115, tiên kiếm lơ lửng hắc phong rung động. Thời gian lui về một ngày trước nửa đêm. Kê Châu. Sân Huệ phủ cùng Đỗ Minh phủ chỗ giao giới sở tại có một tòa mã phong sơn. Trong núi có một đầu tên là Hắc Phong câu thâm thí khe suối, bởi vì khó gặp ánh nắng lại quanh năm gió núi thông quán mà gọi tên. Dân chúng địa phương dù là vào núi cũng sẽ không đến cái kia đi, bởi vì nếu là không cẩn thận trượt xuống đến Hắc Phong câu sẽ rất khó lại bò ra ngoài vì thế mất mạng sơn khách cũng không ít một ngày này trong đêm hắc phong câu phía dưới mịt mờ nhái nhem lưu chuyển mà qua hồng phu nhân thất tha thất thiểu sông ra tầm đất tay trái trong tay một cái bùa vàng thì hóa thành cho tàn ôi ôi ai giơ tay lên run rẩy nhìn xem chính mình cánh tay phải móng tay đã hoàn toàn cháy đen cuộn lại mà tại móng tay phía sau liên tiếp toàn bộ cánh tay phải cũng triệt để cháy đen đã có không ít chỗ lộ ra rồi huyết sắc khô cốt trên thân cũng không ít chỗ hiện ra cháy đen sắc cảm thụ càng là đau thấu tim gan Hồng phu nhân, ngươi thế nào? Giống như là cảm nhận được hỗn loạn yêu khí, có bóng người xuất hiện. Kinh lạc nhìn qua chật vật đến cực điểm Hồng phu nhân. Ôi, ôi, không cẩn thận, mắc lừa, mau đỡ ta đi vào. Người tới không dám thất lễ, vội vàng đỡ lấy Hồng phu nhân tiến vào hắc phong câu phía dưới trong một cái động, mà vào được trong động thì có huyền cơ khác. Tại một lùng huyết sắc tràn ngập bên trong có một cái khoáng đạt núi phủ không gian, bên trong mặc dù không có đỉnh đài lầu các, có thể cũng có bản đá ghế đá lại thêm có thảm lát thành Quyền chuyển động đường chỗ cũng có các lộ vách tường thất ồ hồng phu nhân tại sao có thể như vậy cái kia dân huyện phủ thành hoàng lại có thủ đoạn như thế chẳng lẽ là đầu kia lão giao xuất thủ không có khả năng như cái kia lão giao xuất thủ ha ha hồng phu nhân sợ là không về được cảm nhận được hồng phu nhân khí cơ trong động có mấy đạo kinh dị thanh âm vang lên đều giật mình nàng tại sao lại có dạng này không tính vết thương nhẹ thế ôi chớ đoán mò thương thế này có một bộ phận đến từ xuân huệ phủ thành hoàng có thể chủ yếu vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị lấy rồi một phàm nhân thư sinh nói phàm nhân không tệ thư sinh kia hạo nhiên chính khí đã thành khí tượng chắc là qua được cái gì tiên đạo cao nhân hộ thân thủ đoạn ta nhất thời miệng thăng không kiểm tra phía dưới chúng một loại nào đó bỏng lược hồi tưởng loại kia hỏa lực hồng phu nhân cũng có chút nghĩ mà sợ bất quá lửa này mặc dù đáng sợ nhưng cũng không phải không thể chống đối cho dù chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị hạ chung rồi toàn bộ uy năng thế nhưng chính là thụ không nhẹ không nặng tổn thương chính là thống khổ này thiêu đốt cảm thực sự khó nhịn một mực vung đi không được chỉ là có như thế trong nháy mắt hồng phu nhân mơ hồ có loại ảo giác tựa như chính mình bên trong bất quá là ngập trời biển lửa bên ngoài một tia ánh lửa mà thôi thấy chung quanh mấy vị yêu khí hoặc nội liễm hoặc tùy tiện hạng người tại riêng phần mình vách tường thất cửa nhìn qua nào những cái kia chưa nói tới bao nhiêu tình nghĩa hỏi dò để cho hồng phu nhân một trận mất mặt tâm phiền hướng phía một bên nâng chính mình nam tử hỏi ta về trước vách tường trong phòng chữa thương trong động nhưng còn có huyết thực giờ phút này bởi vì trong động yếu ớt huyết quang so bên ngoài hắc phong câu hơi có vẻ trong suốt nam tử kia thế mà chỉ có nửa gương mặt phía dưới nửa gương mặt là một cái lông sù nửa bên gương mặt giống như là một loại nào đó mang theo răng nanh dã thú còn có bốn cái đều là tử định nguyên phủ bên kia giang hồ trong băng phái mua đến còn có hai cái là phàm nhân võ giả khi huyết vẫn tính tràn đầy lợi dụng phàm trần người tự thân tham lam cùng vô tri cũng là tránh đi địa chỉ thần linh chờ tuần tra một loại thủ đoạn hiển nhiên những yêu vật này sớm đã không phải sơn giã khổ tu cầu đạo loại kia không kiến thức tinh quái làm loại chuyện này cũng đã không phải lần đầu tiên rồi ông tất cả đều đưa đến ta vách tường thất bên trong đến chờ ta ngươi một dưỡng thương sẽ đích thân đi tìm máu mới an hồng phu nhân nghe được còn có bốn cái cũng là cảm thấy an tâm một chút hắc hắc hồng phu nhân muốn tự nhiên là có thể nam tử đỡ lấy trong ngày thường dáng vẻ thướt tha mềm mại bây giờ lại chật vật không chịu nổi hồng phu nhân đi đến động phủ chỗ dâu đưa mắt nhìn nàng tiến nhập một gian lộ ra phấn son khí động thất sau đó mới rơi khỏi yêu động một cái khác đường rẽ chỗ sâu có một gian thạch thất cách nặng nề cửa đá nội bộ có mấy cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nam nữ trẻ tuổi chính chắn nản co quắp tại góc nhỏ nguyên bản có hai mươi người bị cùng một chỗ nhốt tại nơi này ngắn ngủi nửa tháng đi qua liên chỉ còn lại mấy người bọn hắn rồi không có đồ ăn mỗi ngày chỉ có hai thùng nước trong có thể đói khát đã là thứ yếu rồi sợ hãi mới là mỗi ngày cho tấn bọn hắn căn nguyên bởi vì bọn hắn đã sớm biết mình là bị yêu quái bắt được loại kia nguyên lai tưởng rằng chỉ tồn tại ở người thế hệ trước truyền miệng bên trong ăn người không nháy mắt yêu ma trước đó bị mang đi người rốt cuộc không trở lại qua cũng tương tự không có cái gì tiếng vang truyền đến có thể hạ tràng thế nào đã không cần suy nghĩ nhiều rồi bất quá cũng không phải tất cả mọi người chết bởi yêu quái còn có ba người là chịu không được cảm giác sợ hãi tự sát tích đáp tì Tí tách tì tách trên nhà đá thạch ngũ chảy ra nước giọt giọt hạ xuống thanh âm ngược lại để cho cái này lờ mờ thạch thất càng lộ vẻ tĩnh mịch nơi ra có một trận tiếng bước chân dần dần tiếp cận trong thạch thất bốn người lập tức đều khẩn trương lên hô hấp đều hơi phát run im yêu quái tới yêu quái đến rồi ô. ô ô ô ôi ta không muốn chết cái kia nửa tấm mặt người yêu quái đi đến thạch thất bên ngoài hướng vào trong quan sát có thể người được một luồng mùi nước tiểu khai bất quá thạch thất phong bế thường ngày bài tiết vốn là không chỗ cũng chưa hẳn là có người bài tiết không kiềm chế ha ha yêu quái cười rồi một tiếng đưa tay đẩy cửa đá trồng rãi bị đẩy ra cùng mặt đất hòn đá ngương theo lấy một trận hỏa tinh phát ra bổ tiếng ma sát không cần lại sợ hãi rồi hiện tại các ngươi liền giải thoát rồi nhãn thần quét qua hai võ giả nam từ nửa mặt yêu quái lại là tát ra nét mặt tươi cười hai người các ngươi nói không chính xác trước khi chết còn có thể hưởng thụ một phen diễn phúc ạch à. hiện tại xem ra rất không có khả năng rồi nửa mặt yêu quái nghĩ đến hồng phu nhân cái kia trạng thái hiện tại sợ là không có nhã hứng rồi. Cũng không lâu lắm, bốn cái đã hôn mê thanh liên trai trắng nam nữ đã đến hồng phu nhân vách tường trong phòng, nhìn qua cái này bốn tấm tuổi trẻ mặc hồng phu nhân chỉ là chờ cái kia nửa mặt nam tử ly khai, liền không kịp chờ đợi áp sát tới. khí hồng phu nhân hám mồm khẽ hấp, lại hấp khí thanh do tiểu cùng lớn, một trận sương mù màu, màu máu từ nam nữ bốn người trong thất khiếu phiêu xuất, trong hôn mê bốn người trên mặt đất tay chân run rẩy, ra bề ngoài dần dần khô quắt hạ xuống, dãy dội động tác cũng càng ngày càng yếu tước chừng một chén trà công phu phía sau đã hoàn toàn trở thành bốn cỗ thây khô mà hồng phu nhân vách tường trong phòng thì tràn ngập lên một luồng nồng nặc huyết sắc sương mù nằm đến một cái bao trùng gia thú trên giường đá hồng phu nhân bắt đầu chậm rãi thổ nạp hắc phong câu có từng sự linh khí chậm rãi hội tụ động phủ liền nhẹ nhàng đến hồng phu nhân vách tường thất bên trong linh khí cùng sương mù màu máu hỗn hợp cho hồng phu nhân lần thứ hai hấp khí đỏ thắm miệng nhỏ tụ hợp vào hắn trong thân thể cháy đai nửa nghiêm người thể bên trên cũng bắt đầu tràn ngập mắt trần có thể thấy huyết quang Mã phong sơn lên tới rồi lúc trời sáng hắc thái dương góc bộ tha thời thần trôi qua càng lên càng cao mà tại khe suối chỗ sâu lại có yêu tài chi ác thẳng đến đã đến giờ buổi chiều giờ mùi hồng phu nhân mới rốt cục bình chỉ chữa thương tu luyện trong động sương mù màu máu đã tiêu hao sạch sẽ mà nàng cũng miễn cưỡng đẩy xuống cái kia cỗ thiêu đốt đau xót cảm giác hoặc là nói miễn cưỡng đến rồi có thể chịu được ở cái kia cỗ cảm giác đau trình độ chỉ là chẳng biết tại sao nhưng trong lòng mơ hồ trong đó lại dâng lên một luồng cực lớn bất an phảng phất đại nạn lâm đầu chẳng lẽ cùng ngọn lửa này tổn thương có quan hệ rốt cuộc cũng là tu hành lâu năm khô lâu huyết yêu mặc dù lệ ác che đậy thiên tâm chi linh có thể mơ hồ cảm giác vẫn là có một chút cái kia dân huệ phủ thành hoàng nhì không ra che đậy tức thổ động phủ là sẽ không mang đến loại cảm giác này mà đầu kia trong nước lão giao xưa nay mà kệ ra hà bên ngoài sự tình lại tuy có thần vị dù sao cũng là yêu tộc lại nói cái thiên lão giao hiện tại cũng chưa hẳn hiểu rõ tình hình đâu không trung cương phong bên trong bay vọt gần một châu chi địa dây lao tiên kiếm hắn trên vỏ kiếm linh vận dây lao giấu đi mũi nhọn vạn trượng bát tự trong đó một cái tàng chữ đã tại lưu quang bên trong ẩn nấp đi xuống một luồng mãnh liệt kiếm ý như thực chất tràn lập toàn bộ thân kiếm đen chung quanh người trượng phạm vi cương phong xé rách tiêu động bên trong trong lòng dâng lên lại cảm giác này trước nay chưa từng có đã đến để cho hồng phu nhân đứng ngồi không yên trình nộ suy nghĩ một chút cũng không đái hải tới thể diện ly khai vách tường thất liền đi tới sảnh động chỗ trước bàn đá ngồi xuống đều đi ra ta có việc hỏi các ngươi. hồng phu nhân quát to một tiếng. một lúc sau từ động phủ từng cái phương hướng mới có thanh âm chuyển đến. ha ha, hồng phu nhân đây là khôi phục a. ta xem cũng chưa chắc đâu. rốt cuộc chuyện gì? ba cô yêu khí tràn ngập mà đến. có ba đạo nhân ảnh cũng tới đến rồi động sảnh. nhãn thần liếc nhìn nhìn như đã khôi phục như lúc ban đầu hồng phu nhân. ồ, tiếp theo quý huyết thực ta lại phụ trách làm ra. hiện tại là muốn hỏi do các ngươi một sự kiện. Nói đến đây Hồng Phu Nhân một bên hồi ức một bên châm chức nói. Các ngươi có thể từng hiểu rõ một loại, nào đó hỏa diễm. Không cháy cái bàn giường ngỗ, không cháy vải mảnh thạch bùn, hắn sắc đỏ bên trong hiện ra xám trắng. Bên cạnh yêu vật trước đó cũng đã vập Hồng Phu Nhân thương thế, chỉ là không nhìn cái rõ ràng đối phương liền trốn mình vách tường trong phòng đi, hiện tại cũng có chút hiếu kỷ. Có bậc này hỏa diễm, một loại nào đó chân hỏa, thế nhưng là không thương tưởng vật thật. Ba muốn một cái một câu, nghe đến đó hồng phu nhân chế nhạo lấy giơ cánh tay lên tia tay áo trượt xuống lộ ra y nguyên lộ ra trái đen cánh tay phải cái này cũng gọi không thương tổn vật thật sao một thời gian một đám yêu vật cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến một tên khác ngữ tình yêu quái che miệng cười cười hồng tỷ tỷ chẳng lẽ lại là sợ coi là chọc tới cái gì không nên dây vào chân tiên cao nhân tại cái này đại trinh trốn những năm này a à, cũng liền một cái ngọc hoài sơn còn có thể được cho tiên phủ đâu cha sát chính là giờ phút này phảng phất giống như cửu thiên vang ngân dây cung đao kiếm xuất khiếu âm thanh bỗng nhiên vang lên xuyên qua vách núi trực thấu động phủ mà tới bốn yêu đang nghe thanh âm này thời điểm phảng phất vang lên lúc trước vẫn là tiểu tinh tiểu quái tại ngày mưa rông đối mặt lôi minh run lẩy bẩy kinh khủng tất cả ra đầu trong điện quang hỏa thạch cơ hồ là dựa vào bản năng phản ứng tràn ngập thao thiên yêu khí bốn yêu phân biệt hướng động sảnh bốn phương tám hướng tránh ra Sọt tại mặt khác ba yêu xem ra kế tiếp xác na chính là đầy dễ ngân quang chàm một đạo uy nghiêm như thiên đạo bình thản như nỉ non thanh âm tùy ánh sáng mà tới mấy hơi phía sau tiêu động bên trong đã không còn lờ mờ bởi vì phía trên dốc đá vách núi đã bị phá ra một cái hơn người trượng dài một trượng rộng miệng lớn buổi chiều ánh nắng chính chiếu dọi tiến đến mà hồng phu nhân yêu khí đã như tuyết tan giã ba cái hóa hình yêu vật sắc mặt cho tàn run rẩy ngẩng đầu cao trăm trượng không bên trên một thanh xuất khiếu tiên kiếm cách ra chỉ hướng hắc phong câu phía dưới mũi kiếm chi lăng kiếm ý chi thịnh lệnh mặt trời dây vắt cũng hiện ra kém Chương 116: Kiếm có lên trợ quỷ thần. Trên không trung, lúc ấy thanh đằng kiếm xuyên qua một châu chi địa mà đến, tại khí cơ khóa chặt phía dưới thứ nhất thời gian ra khỏi vỏ chém yêu. Là vạn trượng kiếm quang thoáng qua, Hồng phu nhân căn bản liền phản ứng đều không kịp phản ứng, đã thần hình câu diệt. Giờ phút này vỏ kiếm trôi nổi tại thanh đằng kiếm bên cạnh, mà dây lao tiên kiếm y nguyên cho cao, cách xa chỉ hướng phía dưới ba cái yêu vật, không, xác thực nói là bốn cái, Tại yêu động nơi nào đó còn kinh hồn táng đảm trốn tránh một cái nửa người, người mặt yêu quái mặc dù thịnh nhất một kiếm đã xuất có thể thanh đàng kiếm kiếm khí nội liễm phía dưới vô hình kiếm y y nguyên phủ lên nửa bên bầu trời ép tới ánh nắng thất sắc khiến phía dưới bốn yêu phẳng phát tiểu tinh quái trực diện thiên lôi rồi lại căn bản không dám động đậy tự như trong lòng có một cái cảm giác nếu như là dám vọng động một phần sát cơ ngập trời liền sẽ hướng phía tới mình hồng phu nhân vết xe đổ thế như là rõ mồn một trước mắt trên bầu trời thanh đàng kiếm hiện tại cũng có chút nhi hoặc chủ nhân chỉ là để nó chu sát bị tam muội chân hỏa đốt bị thương yêu quái lại không nói cho nó biết một kiếm khai sơn chu yêu phía sau thế mà còn có mấy cái yêu quái lộ ra rồi đương nhiên giờ phút này thanh đằng kiếm dự ý vô song một kiếm đã chém ra cũng rõ ràng nhớ rõ chủ nhân câu kia không thể ham chiến mà nói có thể phía dưới yêu quái nhìn xem chính mình động cũng không dám động vậy nó cũng không cần thiết đi vội vã sợ cũng không phải chính mình bất quá phía dưới yêu vật cứ việc ai ngại nay lại cũng từ dưới bể mật trạo thái thoáng lấy lại bình tĩnh rồi ít nhất tiên kiếm tự như tạm thời cũng không có liền bọn hắn cùng một chỗ chém dự định cũng không nhìn thấy hắn chủ nhân ở bên chúng ta ai cũng đừng nhúc nhích kia là một thanh tiên kiếm tuyệt đối là hướng về phía hồng phu nhân đến ngoại trừ chém giết hồng phu nhân hắn chủ nhân phải làm không có cái khác mệnh lệnh cho nên tiên kiếm hiện tại lơ lửng không động có yêu vật rốt cuộc vẫn là đọc lấy một phần đồng bạn hoặc là nói sợ đồng bạn làm chuyện ngu dần liên lụy chính mình cái kia chúng ta làm sao bây giờ phải chờ tới lúc nào? một tên khác ngữ yêu quá nhỏ giọng hỏi dò chợt đợi đến tiên kiếm mất đi kiên nhẫn chính mình bay đi hoặc là xà cơ ngươi có thể thử trốn một chút ta cùng thô sông lại vô cùng cảm kích xà cơ liên phát giận cũng không dám sợ nội ý khiên động tự thân yêu khí có thể dùng đỉnh đầu tiên kiếm hiểu lầm rồi cái gì mà đổi thành một bên hán tử cũng là ma theo oán hận nói cái này hồng phu nhân rốt cuộc chọc tồn tại gì khó trách nàng vừa rồi chưa chúng ta ra tới nhất định là lúc ấy đã bất an đến không cách nào một chỗ hỏng bét cái này tiên kiếm kiếm thế như thế chi thịnh sợ là đã bị thành hoàng chi lưu thấy được ta thật rằng cùng thành hòa quỷ thần chi lưu đánh một trận cũng không muốn minh bạch hay không chết bởi dưới kiếm có lẽ là bởi vì ba cái yêu quái nói mấy câu không trung thanh đằng kiếm mũi kiếm chuyển động chỉ hướng cuối cùng nói chuyện cái kia yêu quái ba yêu lập tức tự như chúng điện thân pháp cùng câm điếc chú lông tóc dựng ngược phía dưới liền hô hấp cũng không dám rồi mà cái kia bị mũi kiếm giờ chỉ thô sông càng là sắc mặt cứng ngắc biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn sơn huệ phủ phủ thành bên trong thành hoàng kim thân y nguyên cho ở thành hoàng miếu không trung nhìn về phía đỗ minh phủ phương hướng phương xa ở nơi đó vừa có một lù lang liệt kiếm quang lấp lánh lại thêm có không thể coi thường yêu khí tràn ngập phương xa mặc dù là tại sơn huệ phủ biên giới có thể thân là phủ thành hoàng cho dù nơi đó là cái nào đó huyện thành hoàng hạt cảnh cũng không phải không thể tiến vào mặc dù song phương không tính phụ thuộc quan hệ có thể một phủ thành hoàng điểm ấy uy nhiên thể diện vẫn là có thành hoàng miếu bên trong chư hồn linh đã vang lên có một hồi 24 trong ti đã có 16 ti chủ quan đã hội tụ, lại thêm có nhật tuần du cùng căng ra âm tránh dù câu hồn sứ tụ tập. Đi. Sân Huệ phủ thành hoàng vất ống tay áo một cái, hư hỏa chi lực cùng địa chỉ thần thông thi triển, dẫn tới lại cùng nhau di chuyển mà đi. Mà Đỗ Minh phủ thành hoàng cũng không hẹn mà cùng cùng sân Huệ phủ thành hoàng làm đồng dạng lựa chọn, là thêm có hai phủ chỗ giao giới vài cái huyện lớn thành hoàng cùng nhau hiện ra pháp tướng, đã lệnh tất cả ti thực hạ hiện thân tại hạc cảnh biên giới. Nếu như tất yếu, chắc chắn hợp lực mạo hiểm ra huyện cộng đồng đánh cược một lần bản thân ngõ phong sơn thuộc về hai phủ biên giới tương giao nhiều huyện hai phủ riêng phần mình một bên có thần quang thiểm qua đỗ minh phủ thành hoàng cùng sơn huệ phủ thành hoàng hiện ra pháp tướng cách xa nhìn nhau phía sau nhìn về phía bầu trời một thanh kiếm ý vô song tiên kiếm trao ở không trung ánh mắt chuyển hướng ngõ phong sơn bên trong hắc phong cầu chỗ mũi kiếm chỉ phía xa phía dưới bốn cái không dám động đậy mảy may hóa hình yêu vật sọt so sạt lại có ba cỗ thần quang thoáng qua hai phủ nơi đây ba cái huyện lớn thành hoàng cũng tỷ lệ tất cả ti thuộc hạ di chuyển mà tới thậm chí phụ cận còn có ba cái huyện thành hoàng thế mà thật ly khai hạt cảnh vứt xuống thuộc hạ trực tiếp một mình lấy pháp tướng bay tới hiện tại tình huống này đột nhiên liền vi diệu mã phong dân bên trên quỷ thần hội tụ hắc phong câu bên trong bốn yêu cứng ngắc mấy cái này yêu quái đời này nghĩ tới vô số loại hỏng bét tình huống nhưng bây giờ loại này quỷ dị tình huống hiển nhiên không bao hàm ở bên trong mà thanh đàng kiếm cũng không đi lại thêm không có thu kiếm vào vỏ cùng vào kiếm cùng một chỗ treo ở không trung rất có mộng phong chờ phân phó tình thế tựa hồ quỷ thần cùng yêu vật đều đang đợi lấy thanh đằng kiếm động tác một phương trong mong cất cánh đi một phương nhìn theo chém xuống sân huệ phủ thành hoàng xem cái này hắc phong câu tính cả phía trên sơn thể chỗ cái kia một đạo đáng sợ vết nứt nhi thầm hẳn là trước đó chỗ cảm thụ đến tiên kiếm uy thế chẳng lẽ tiên kiếm phụng chủ chi mệnh mà đến đã chém tới mục tiêu giờ phút này chỉ là gặp còn có yêu vật lại không có lệnh tại người vì vậy cố ý chấn yêu nơi này Sơn Huệ phủ Thành Hoàng trong lòng như thế suy nghĩ lấy, bất luận thế nào mấy cái này yêu quái cũng không thể để bọn hắn chạy trốn đi, thân là Thành Hoàng, một chút liền có thể nhìn ra hắc phong câu giới oán niệm, tệ khí, kia là tuyệt đối là chân chính hung tà chi yêu. Thân là Châu phủ Thành Hoàng, Sơn Huệ phủ Thành Hoàng bên ngoài vẫn là uy thế thịnh nhất, giờ phút này tiên triều không trung tiên kiếm chấp tay, sau đó quyết định thật nhanh mở miệng. Tà tiên kiếm có linh trấn yêu tà ở đây, giúp ta chờ hôm nay đem hàng phục. Các vị chúng ta thân là huyện phủ thành hoàng tự nhiên truy nã áp đồ chu diệt yêu tà. đa khi nói chuyện kim thân thần quang lấp lánh, hương hỏa chi lực hỗn hợp pháp lực tung bay, thuộc hạ âm ti chủ quan càng là đã sớm đen yêu vật miêu tả định sách hoàn thành, làm cho tại hạt cảnh nội không chỗ che thân. lẽ ra nên như vậy. hôm nay chúng ta cộng đồng trừ yêu, hai phủ tất cả huyện câu hồn xứ, đúc trận tỏa hồn, từng thanh từng thanh âm che chở dù răng lên che chắn ánh nắng, phán quan bút đà hồn tiên định tả sách như ý khoan âm ti pháp khí nhao nhao ứng pháp chuyển động rất nhiều quỷ thần uy thế kéo lên nhao nhao vận khởi pháp lực cùng hương hỏa thần quang lấp lánh ở giữa hiện ra một loại liên hợp tư thế ma phong sơn bên trên hắc phong câu dưới núi đá cây cối lung la lùng lay phía dưới bốn yêu không thể kìm được hồn thân yêu khí tung bay có yêu quái tiếng giống giận dữ vang lên riêng phần mình chạy trốn nói xong liền vọt lên yêu quang chống cự rất nhiều âm ti quỷ thần pháp quang là thêm có yêu quái dựng lên yêu phong liều mạng tiếp nhận đến mấy lần pháp quang muốn bay ra ngõa phong sơn. Chỉ là tại vừa rồi ly khai đỉnh núi sát na, đỉnh đầu tiên kiếm lên tỏa ra kiếm quang, một bộ muốn chém xuống bộ dáng, bị dạ sợ đến yêu phong phanh lại một dạng dừng lại. Ha 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 ha. Ở lại đây đi. Sơn Huệ phủ thành hoàng trong tay áo bay ra một cái màu vàng kim nhạt tỏa liên, như linh xà một dạng bắn về phía yêu phong, trong khoảnh khắc cuốn lấy đối phương, sau đó hung hăng bên ngoài trên núi một quang. Quanh trên núi có núi đá nổ tung cây cối khuynh đảo tứ phương tỏa hồn trận lên mã phong sơn bốn phía từng đạo từng đạo câu hồn tác bắn về phía bầu trời nối thành một mảnh hai phủ cảnh nội rất nhiều thành hòa hợp thuộc hạ câu hồn giữ giả chung sức hợp tác một thời gian mã phong sơn bên trong túc rất âm phong từng cơn mà lên rất lâu không thấy hóa hình ác yêu không nghĩ tới gặp một lần chính là ba cái rưỡi hôm nay nhất định phải đem luyện hồn hòa phách sơn huệ phủ thành hoàng giống như là muốn đem ngày hôm qua nhận được ác khí cùng một chỗ phát tiết ra ngoài vận chuyển pháp lực cùng hương hòa thần quang đơn giản tựa như dốc vốn không một lần đánh ra thần quang đều uy thế vô lượng lựa lớn câu hồn tát trong núi xuyên thẳng thường thường yêu quái một chút mất tập trung liền sẽ lọt vào ít nhất mười mấy đầu tỏa liên quất chúng có thể dùng thần hồn dung truyền, sau đó ăn bên trong cái khác quỷ thần thần quang có thể cực kỳ trí mạng còn không phải quỷ thần công kích mà là tại loại này yêu cùng thần đỏ sức bên trong không chung từ đầu đến cuối có một thanh tiên kiếm ngậm mà không phát đồng thời ai cũng rõ ràng không có người có thể chịu đựng lấy thứ nhất kiếm chỉ uy như có dài ở sau lưng phân tâm mà chiến phía dưới bốn yêu trước hết nhất nhị không được chính là cái kia nửa mặt yêu quái lại trực tiếp bị mấy chục đầu câu hồn tác đen yêu hồn rút ra bên ngoài cơ thể xà cơ đã hóa thành nguyên hình hướng phía yêu động chỗ sâu đào núi mà đi mong muốn mượn nhiều nước ngầm mạch đào thoát chạy đi đâu đỗ minh phủ thành hoàng bên này pháp tướng cánh tay liền tay áo cùng một chỗ không ngừng duỗi dài bàn tay càng là đang không ngừng biến lớn cơ hồ theo sát xà cơ cùng nhau thăm dò vào yêu động chỗ sâu sinh sinh một cái bóp lấy đầu rắn thí là hồng khô lâu ngươi cái này tiện tì chết không yên lành Dầm dầm rầm đại xà trong động phủ điên cuồng sóc này đưa đến hóa phong sơn chỗ này sơn phong đều vì rừng chấn động không thôi tới gần hóa phong sơn ba cái huyện bách tính nhìn về phía mã phong sơn phương hướng cũng có thể nhìn thấy trên núi che phủ một mảnh mây đen là thêm có cuồn cuộn sấm nổ lên miên truyền đến chương một trong người bài, mộng âm ti thời gian đã dần dần tiếp cận trạng vạng tối bên cạnh ngọn núi thôn sóng bách tính trong nhà dâng lên khói bếp có bách tính ngẫu nhiên nhìn về phía ngõ phong sơn phương hướng bên kia mây đen vẫn như cũ không tán tiếng sấm ngược lại lại yếu đi xuống không ít buổi chiều hôm nay thật kỳ quái đầu kia thái dương còn mang theo đầu ngõ phong sơn đã nói âm liền âm đánh lâu như vậy lôi cũng không biết mưa lớn đến bao nhiêu này trong núi bầu trời chẳng phải dạng này mà có thôn sóng bách tính tại đầu thôn một bên nói chuyện phiếng một bên chờ lấy nhà mình bà nương làm tốt cơm tối đến gọi mình. Buổi tối hôm nay sẽ không hạ ngựa à? Nói không chính xác à? Một hồi ăn xong cơm tối nếu như mây không tán. Liền đem bên ngoài phơi nắng y phục thu vào tới. Ồ! Bên này bên ngoài thôn dân còn tán vỡ đông. Đối với trong núi yêu quái hình thức đã chuyển tiếp đột ngột. Tiếp tục nửa mặt yêu quái bị rút ra yêu hồn phía sau. Cái thứ hai không may chính là xà cơ. Bởi vì kinh hoàng ở giữa mong muốn đào núi mà chạy dẫn đến thân thể của mình nguyên hình bị đỗ minh phủ thành hoàng pháp tướng gắt gao đặt tại trong động vô số câu hồn tác luân phiên ở phía sau quất có thể dùng xà cơ yêu hồn bất ổn bị sáng rõ cùng nhục thân xuất hiện một tia thoát ly hiện tượng sau đó lập tức liền càng nhiều câu hồn tác trói lại yêu hồn tất cả ti thần quan nhao nhao cùng câu hồn sứ giả cùng nhau rác khóa cáo hồn còn lại lưỡng yêu cuối cùng cần đơn độc tại đại trận bên trong đối mặt hai phủ đại thanh hoàng cùng cái khác các lộ quỷ thần căn bản chịu không nổi bao lâu mặt trời lặn đêm trước nhìn ra xa đường chân trời chân trời là một mảnh đỏ rực dáng chiều mã phong sơn chỗ sông ngân hắc phong câu một mảnh sơn thể khắp nơi đều là khuynh đảo cây cối cùng ngã nhào núi đá trong núi cho bụi còn dương tại không trung cũng không triệt để tán đi trận này kê cho hai phủ quỷ thần cùng yêu tả ở giữa chiến đấu xem như đã hạ màn bị trừ hồn truy nã yêu vật hai cái hai cái khác thì sau cùng bị đánh đến hồn phi phách tán có thể nói không chính xác chết hẳn vẫn là may mắn mã phong sơn trên không thanh đằng kiếm lúc này tại không trung dược kiếm vào vỏ khắc thiên kiếm ý lập tức cất vào trong vỏ bầu trời mơ hồ có thể thấy được tinh không đều rõ ràng hơn rồi một chút các lậu quỷ thần dường như cảm nhận được kiếm ý tiêu thất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tiên kiếm không đợi quỷ thần có phản ứng gì tại rất nhỏ phong minh âm thanh bên trong tiên kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng tới không trung dần dần tại quỷ thần trong tầm mắt giảm đi tiêu thất vào chân trời cương trong gió không biết cái này tiên kiếm là phương nào cao nhân tất cả nhờ có kiếm này tương trợ hôm nay mới có thể thuận lợi như vậy hàng phục yêu nghiệt Ồ, kiếm quang cũng không biết trốn đi phương nào. Chắc hẳn nhất định là xa xôi nơi. Rất nhiều thành hoàng gặp nhau chàng cảnh là cực kỳ khó được, nay lại cũng liền cách núi hai bên nói chuyện phiếm vài câu. Mà phía dưới có hai phủ quỷ xa cùng âm dương ti trù quan thăm dò vào yêu động bên trong xem xét, sau đó tìm tới một chỗ oán khí đầu nguồn, phát hiện trong bóng tối từng đống bạch cốt, có tới mấy trăm nhiều, đem hai phủ từng cái thành hoàng cùng trúc quan đều khí không nhẹ. Chỉ là những này người chết rất có thể là từ biệt phủ khác châu bắt đến bách tính, nếu không nhiều như vậy số lượng phàm nhân chết bởi yêu tà miệng hai phủ âm ti lại thế nào cũng không trở thành không phát xác gì cũng bên cạnh nói rõ nhóm này yêu quái rất hiểu chui vào âm ti chỗ trống hết thảy chuyện sắc trời đã hóa thành màn đêm hai phủ tất cả huyện thành hoàng lấy ngõ phong sơn trung tiến làm trục các chạm hai bên tơ hỗ chấp tay các vị chuyện chỗ này chúng ta cũng nên tán đi rồi cái này một đám yêu nghịch cùng bản phủ thành nội cùng một chỗ vụ án có quan hệ cái kia xà yêu trong miệng giận mắng hồng khô lâu chính là nghi phạm không bằng liền do ta Sơn Huệ phủ âm tim mang về thẩm vấn, sau đó cáo chi chư vị kết quả thế nào. Sơn Huệ phủ thành hoàng hướng phía phía trước cùng trái phải thành hoàng chắp tay. Triệu thành hoàng không cần đa lễ, Sơn Huệ phủ vốn là cây châu châu phủ, do ngươi mang đến thẩm vấn không thể thích hợp hơn. Đỗng Minh phủ thành hoàng cũng mở miệng tỏ thái độ, cái khác tất cả huyện thành hoàng từ không gì không thể. Đa tạ lý thành hoàng, đa tạ chư vị thành hoàng, chúng ta sau này còn gặp lại. Chư vị thành hoàng sau này còn lặp lại. Sau này còn gặp lại trang diện này xác thực hiếm thấy mấy phương thành hoàng cáo biệt nhau phía sau riêng phần mình hoặc phi độn hoặc di chuyển mà đi chỉ còn lại ngõ phong sơn chỗ sâu một mảnh hỗn động may mà tới gần hắc phong câu vị trí cũng cực ít có sơn dân lại tới gần lại càng không cần phải nói thăm dò vào hắc phong câu thực chất nếu không nhìn thấy cái kia chỗ sâu từng đống bạch cốt sợ là sẽ phải bị hù chết tại gần núi hương dân sen ra ngõ phong sơn phương hướng mây đen tại trời tối không lâu sau rốt cục tán đi tiếng sấm cũng triệt để yên tĩnh rồi có thể nhìn thấy bên kia núi tinh không rồi, cũng yên lòng tiếp tục cầm quần áo ở trong viện phơi nắng. Sơn Huệ phủ phủ thành, trường chi bên cạnh Quế Khách hành hương sạn bên trong, Doãn Triệu Tiên đã đốt lùi thanh tỉnh lại, cứ việc hiện tại là buổi tối, hắn vẫn còn trong phòng có chút nỗi lòng khó có thể bình a lấy đèn đúc chiếu sáng xem sách. Ai, chọc phải yêu quái, nhưng làm sao bây giờ nha? Không thể một mực đợi tại Sơn Huệ phủ đi, trong nhà làm sao bây giờ, công danh làm sao bây giờ? đêm qua thành hoàng báo mộng sự tình nổi thành thường nhân hẳn là bình minh ánh nắng vừa chiếu liền sẽ ký ức mơ hồ không rõ có thể dã triệu tiên lại nhớ tinh tưởng mộng trung sơn huệ phủ thành hoàng tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm yêu quái lai lịch thật vất vả có rồi thi triển khát vọng có thể nếu là không minh không trắng bị yêu quái ăn rồi cũng quá không cam lòng không biết đi trong miếu cầu cái bùa hộ mệnh được hay không buổi chiều thời điểm sân huệ phủ chi châu đại nhân còn phái người đến xem qua hắn hỏi do bệnh tình lúc ấy giãn triệu tiên cũng là một bộ thần chi dạng tử người bên ngoài tưởng rằng bởi vì bị bệnh kỳ thật đều là sầu nếu là kế tiên sinh tại vậy thì tốt rồi nhìn qua trước mắt thư tịch câu trên chữ giãn triệu tiên y nguyên tập trung không được tinh thần tựa hồ dần dần ánh mắt đều hoảng hốt đánh lên ngủ gật chỉ chốc lát liền dựa vào trên bàn đang ngủ giãn giải nguyên giãn giải nguyên nghe được có người đang gọi mình giãn triệu tiên một chút nởng đầu lên phát hiện trong phòng chẳng biết lúc nào đứng hai người mặc màu đen quan bảo sai dịch kiểu dáng hơi có vẻ cổ quái cao ngất sai dịch mũ bên trên thế mà còn có chữ một người mũ bên trên viết dã tuần nhật không tuần một người khác mũ bên trên viết là quản âm mặc kế dương mặc dù cảm giác có chút dị thường chọn triệu tiên vẫn là đứng lên chắp tay hỏi do hai vị sai ra là nọc giãn triệu tiên hỏi do hai vị sai dịch bộ dáng người hướng hắn chắp tay dã giải nguyên sân huệ phủ thành hoàng đại nhân cho mời nhìn giải nguyên tạo thuận lợi tuy chúng ta đi một chuyến thật là âm xa chọn triệu tiên trong lòng giật mình hai vị sai ra chẳng lẽ ta giãn triệu tiên tuổi trọ đã hết ha 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 rõ giải nguyên chớ sợ cũng không phải là ngươi tuổi thọ hao hết mà là thành hoàng đại nhân có việc mời không tệ sau khi sự việc xảy ra chúng ta sẽ đưa ngươi trở về không cần thiết lo lắng không phải chết liền tốt dẫn triệu tiên lấy lại bình tĩnh sau đó đáp ứng âm xa theo bọn hắn cùng nhau rời đi đồng thời cực kỳ thần kỳ thể nghiệm một cái duyên cửa mà qua cảm giác ra khách sạn xuyên đường phố không bao lâu sẵn triệu tiên liền thoáng như đi xuyên qua trong sương mù từng bước một theo âm xa bước vào âm ti đối với một phàm nhân tới nói đây tuyệt đối là đặc thù thể nghiệm mặc dù đều như là vụ lý khán hoa nhưng lại thật liếc về rồi âm ti bận dụng gặp được rất nhiều quỷ xa còn chứng kiến qua âm ti bên trong phán quan tại phê dịch công văn thậm chí nghe được một cái phương hướng truyền đế quất âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ấn tượng sâu nhất kêu thảm dường như bắt nguồn từ một nữ tử vô cùng thê lương có chút dạ người rõ giải nguyên bên kia kêu thảm là một hung ác yêu vật trước đây giết hại người rất nhiều, hình phạt còn xa xa chưa đủ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mới tới bên này, Dãn Triệu Tiên cũng không dám nhiều lời lại không dám hỏi nhiều, Chào âm xa đến rồi một gian đại điện, mười phần cùng loại sân Huệ phủ Thành Hoàng miếu chủ điện, một phủ Thành Hoàng an vị tại trên nó. Dãn Triệu Tiên không dám thất lễ, vội vàng hướng phía Thành Hoàng chắp tay thở dài. Ninh An Dãn Triệu Tiên gặp qua Thành Hoàng đại nhân. Thành Hoàng từ trên chỗ ngồi hạ xuống, dẫn hắn trước đến một bên bàn trà chỗ ngồi giã giải nguyên không cần đa lễ mời ngồi bên này nhìn vẻ mặt khẩn trương giãn triệu tiên thành hoàng cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói giã giải nguyên trước đây tập kích ngươi yêu nghiệt đã thần hình câu diệt cai khác yêu nghiệt cũng tận số truy nã chu tru diệt không cách nào lại hại người rồi giã triệu tiên nghe xong vừa rồi thấp thỏm ngồi xuống thân thể vội vàng xuống vị trí hướng phía thành hoàng thở dài hành lễ đa tạ thành hoàng đại nhân ngoại trừ yêu nghiệt dạo này tại hạ liền có thể an tâm giã giải nguyên không cần đa lễ lần này nói không chính xác chúng ta còn cần cảm ơn ngươi đâu. Thành Hoàng nói như vậy một câu, không đợi Doãn Triệu Tiên Nhi hoặc quá lâu liền tự hành nói ra. Doãn Giản Nguyên, ngươi từng nói kết bạn một tên kỳ dị bạn bè, đêm qua yêu vật muốn hại ngươi thời điểm bị hắn lưu lại thủ đoạn kích thương, ngươi cái kia bạn bè có hay không tùy thân mang kiếm. Đồng dạng dựng linh tiên khí cũng sẽ tu hành, không quá lại cũng không thích bị giấu ở càn khôn đầu vật bên trong. Cô Doãn Triệu Tiên có thể sẽ vạp qua tiên kiếm bản thể, Thành Hoàng mới có câu hỏi này. Kiếm, Chá triệu tiên nhĩ kế xuyên sinh hoạt hàng mày, lắc đầu, chưa từng thấy qua, bất quá. Tiểu nhi từng nói vạp qua tiên sinh mùa kiếm, rơi diệp phong hoa đều tùy kiếm mà đi. Ngọc chi như gặp minh hà sen chưa dương, lại có hoa nở hoa rơi nước chảy uyền truyền cảm giác. Giãn thanh trời sinh linh minh tăng thêm còn trẻ tâm thần, gặp kế duyên múa kiếm lại thêm có thể cảm thụ rõ ràng cái kia cỗ cận đạo khí tức, cảm nhận được cũng không chỉ là kế duyên múa kiếm bộ dáng. Giãn triệu tiên chưa thấy qua, cũng rất khó nói rõ ràng chỉ có thể hình dung cái đại khái. Bất quá Thành Hoàng nghe nói, ngại sắc mặt nghiêm nghị không ít, vốn trong lòng sáu thành suy đoán không sai biệt lắm đến rồi chín thành rồi. Dã Giải Nguyên, mặc dù ngươi cái kia bạn bày có lẽ đã biết rõ một chút sự tình, cũng có lẽ tại bậc này cao nhân trong lòng chưa hẳn quan tâm việc này. Nhưng nếu ngày khác ngươi lần thứ hai gặp gỡ hắn, mời thay truyền giao vật này. Dẫn Triệu tin gặp Thành Hoàng đưa qua một mảnh ngón út lớn nhỏ ô mộc bảng hiệu, bên trên còn có một sợi màu đen dây thường tuệ, hai mặt đều không bức tranh văn, không biết là thứ gì có thể nếu là thành hoàng đưa cho hắn tự nhiên cũng không dám lãnh đạo hai tay tiếp nhận thẻ gỗ cung kính trả lời như nhìn thấy tiên sinh tại hạ nhất định giao cho hắn ốt, đa tạo giãn giải nguyên rồi chậm trễ ngươi lâu như vậy cũng nên đưa ngươi trở về thành hoàng tiễn khách giãn triệu tiên cũng không dám tại âm ti chờ lâu liên miên thở dài cáo từ thành hoàng cũng hơi hơi chắp tay đáp lễ mà mang giãn triệu tiên trở lại vẫn là cái kia hai cái âm xa đi ngang qua nơi nào đó ngóng nhìn phạt ác ti phương hướng một mảnh đỏ rộng thỉnh thoảng liền có ồn ào rất nhiều kêu oan cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến đột nhiên lại có giận người tựa như răng cưa cắt chém liền tựa như quất tiếng vang lên tại rất nhiều tiếng vang bên trong dương một ngọn cờ ếch a ta đều nói ta đã đều nói hết giết ta đi ếch a nữ tử rõ ràng bé nhọn mà kêu thê lương thảm thiết liền thình lình đem doãn triệu tiên bị dọa sợ đến run một cái chõ giải nguyên xin chớ dừng lại cho ta chờ đến âm xa nhắc nhiều phía dưới Giãn triệu tiên vội vàng tùy hành tốt 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 làm phiên khách sạn gian phòng bên trong Giãn triệu tiên ngủ gật đến lung lay sắp đổ đầu một chút đông đến một chút nện vào rồi mặt bà sau đó tỉnh táo lại nhìn hai bên một chút vẫn là khách sạn gian phòng một cái trong tay còn cầm thư ta đây là làm nằm mơ Giãn triệu tiên như thế nhi hoặc lại là còn chưa phát giác trên tay phải nắm chặt một khối thanh lương ô mộc bảng hiệu chương một trăm tám bày ra chuyện một bên khác quân thiên phủ một chỗ trong khách sạn ngay tại trên giường tu hành kế duyên trong lòng khẽ động mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ phương hướng tức chừng hai cái hô hấp phía sau theo một đạo lưu quang thoáng qua thanh đằng kiếm bay vào trong phòng lơ lửng tại kế duyên trước thân hương phấn đến phong minh vù vù nhìn xem thanh đằng kiếm cái này hư phấn trạng thái tế duyên cũng là như chút được gánh nặng cười rồi xem bộ dáng là chu yêu thành công ủng có cái gì phức tạp sự tình Thanh đằng kiếm cùng kế duyên tâm ý tương thông, có thể kế duyên dù sao cũng chỉ là có thể cảm nhận được nó cảm xúc, có thể giải một thứ đại khái lại không rõ ràng hắn xác thực ý tứ. Ta đều quyết tuyệt rồi. Vù vù. Thanh đằng kiếm tranh công tự đắc xoay tròn một thứ xoay tròn một chút thân kiếm. Được được được. Ngươi lợi hại nhất. Kế duyên cũng là cười rồi. Cụ thể xảy ra chuyện gì không biết, có thể tiên kiếm có linh, sự tình có không có giải quyết so với thường nhân cảm thụ được rõ ràng hơn. Phải làm là không việc gì. Nói đến đây kế duyên đưa tay nắm chặt thanh đằng kiếm nhẹ nhàng rút ra kiếm nhận định thần nhìn lại phát hiện lưu lại vô hình chảm chữ chỉ là mờ đi một phần lại như cũ có huyền hoàng khí mơ hồ quấn quanh trong kiếm một kiếm không chảm toàn bộ kế duyên hỏi một câu sau đó cảm nhận được thanh đằng kiếm bên trên lại là một trận kiêu ngạo chấn động xem ra là thật không có đem toàn bộ uy thế đều chén ra đi kế duyên ngẫm lại cũng thế trước đó chính mình có thể có chút đắp lên quá tàn nhẫn rồi khiến cho chính mình ý cảnh sơn hà bên trong huyền hoàng chi khí đều tiêu hao không ít bất quá đây đối với thanh đằng kiếm cũng là có lợi thật lớn xét đến cùng kế duyên cũng không lỗ rốt cuộc kiếp trước hun đúc không ít mạng lưới văn hóa bất lợi là nhìn thấy vẫn là suy đoán cái này hư hư thực thực công đức huyền hoàng khí hợp ở tiên kiếm ngoại trừ rèn luyện tu bổ thanh đằng kiếm nguyên dáng người chất không đủ cũng càng có một loại huyền diệu biến hóa ẩn chứa trong đó kế duyên trả lại kiếm vào vỏ đen thanh đằng kiếm nghiêng đặt đầu giường kế duyên hoạt động một chút gân cốt nhìn xem ngoài cửa sổ tinh đấu cho bầu trời nên đi ngủ rồi nằm nghiêng trước giường lấy tay hối đầu hô hấp ở giữa đều có linh vận chi khí thổ nạp thân chúng ngũ hành khí tỷ khí tức lưu chuyển thường nhân hô hấp đến ngực võ nhân hô hấp đến bụng mà kế duyên mỗi một lần thổ nạp thì linh vận khí tức thẳng tới chỉ bé nhọn mà lưu truyền toàn thân ngày thứ hai già giấy vang lên kế duyên liền một cách tự nhiên tỉnh lại bởi vì trong lòng làm bận tâm sự tình có thể giải quyết đêm qua giấc ngủ đặc biệt an nhàn cũng ẩn có một tia tu hành thu hoạch ha ha đi nên ra cửa đứng dậy khoác lên áo ngoài nhấc lên đầu giường cho bao phục kế duyên liền hướng phía cửa ra vào đi đến mà một đêm yên tĩnh thanh đằng kiếm thì lơ lửng mà lên nhưng thân kiếm đi theo kế duyên bay với hắn sau lưng hai quyền nơi cạch cạch một tiếng mở ra khách sạn cửa phòng mai cửa trên ghế đã thả khách sạn vã sai và chuẩn bị canh liễu cùng một nắm muối cùng một khối lau mặt khăn vải bất quá bây giờ kế duyên dơ bẩn không dính mại trừ ngẫu nhiên mong muốn vỗ vỗ nước trong tinh thần một chút xem như rút cuộc không cần đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu dưới quầy hàng lui phòng cầm áp tiền thuê nhà Kế duyên liền ra cửa. Nhà này Hồng An khách sạn chính là năm đó kế duyên ở qua khách sạn. Lần thứ hai tới đây dừng chân cũng có có thể hay không tìm về năm đó di thất hành lễ ý niệm. Bất quá đều đi qua ba năm rồi. Cái kia bao phục cùng dù che mưa tự nhiên không tìm về được rồi. Đừng không có gì. Chính là cái kia bộ thải che kỳ kinh khá là đáng tiếc. Tốt xấu là tống lão thành hoàng đưa làm không tốt đã sớm bị làm củi hỏa thiêu. Quân thiên phủ vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Hành tàu ở trong thành. Tiến Duyên ngẫu nhiên có thể nghe được một lù nhàn nhạt mùi hoa quế. Cũng không biết là nhà kia trong mội viện cây quế nở hoa. Chiêu cửa khách sạn một đường đi về phía phủ thành Tây Môn mà đi, nửa đường mua 10 cái bánh khô cùng một thùng dùng chúc bình thùng già dưa muối, khác liền mua thêm rồi một cây dù, liền cũng không quay đầu lại bước ra quân thiên phủ hướng về phương xa rời đi. Ni khai phủ thành ước sáu, bảy dặm, hai mắt trợn to quay đầu nhìn xem, phủ thành phương hướng đều là tung bay nhân khí, đủ mọi màu sắc tại trên thành hội tụ thành mây. Hưu tình có muốn có hận có oán cũng là phố phường trạng thái bình thường cười hắc hắc kế duyên tốc bộ tiến lên bắt đầu biến hóa dưới chân phảng phất xúc địa trong miệng càng là một dạng hắc một dạng ngâm ngâm nga điệu đạp cai nhi hành tâm duyên khứ thiên hạ rộn ràng đều lợi đến tại trải qua diễn cờ phía sau kế duyên thường thường không tự giác liền hướng về phía hiện thực thiên địa quan tưởng ý cảnh sơn hà giờ phút này cũng là như thế trên đường đi cũng không biết cái gì chướng nhãn pháp lại thân hình phiêu miểu như xương, dung hợp tâm cảnh ý cảnh đều có một loại hòa vào thiên địa cảm giác. nguyên bản kế duyên nghĩ tới có phải hay không về trước một chuyến đức thắng phủ, bất quá vừa chuyển động ý nghĩ ngược lại là có khác ý nghĩ. trước đó cầm cờ trắng thời gian cùng yêu vật cách không giao phong, ngắn người khí cơ cảm giác phía dưới, kế duyên đã biết rõn triệu tiên mới có văn khí múc lên, tăng thêm cách xa cảm giác cái kia thành hoàng gầm thét y thế, tất nhiên không tại ninh ngang quê quán. đoạn thời gian như thế chi xảo, lại có mới dựng văn khí. Kế duyên dùng đầu ngón chân đều có thể suy đoán ra giãn phu tử nhất định là quế bảng cao trung như thế năm sau xuân khẳng định sẽ đi kinh kỳ tham gia thi hội thần trí tri đỉnh giãn triệu tiên khoa cử lên bảng đầu tiên khẳng định trước tiên cần phải quay lại một chuyến ninh an huyện sau đó lấy một cái thường nhân tốc động cho dù nửa đường có thể sẽ có thiền hành xe ngựa thay đi bộ một đoạn lớn đường mong muốn từ ninh an đi xa xôi trực tiếp phụ thuộc kinh kỳ phủ nói không chừng liền phải lập tức lên đường đại trinh đã lập kế duyên định ra nhân đạo đại thế bên trong trọng yếu một bước hào hữu dẫn phu tử cũng là cái kia mấu chốt một cờ sớm muộn phải đi một nước hoàng thành nhìn xem khí tượng đã như vậy tế duyên cũng liền quyết định năm sau sân cùng giãn phu tử tại kinh kỳ phủ gặp gỡ rồi hơn nữa vừa vặn có thể tiện đường đi lộn một chút cái kia thông thiên giang đời đây kế duyên cái thứ hai bằng hữu cũng là nhận biết đầu thứ nhất rồng ngay tại cái kia thông thiên giang cũng không biết là giang hà chính thần vẫn là vành vẹn nhà ở trong nước một ngày này đã là kế duyên ly khai quân thiên phủ ngày thứ hai giữa trưa phía trước quan đạo bên cạnh có một cái một bên ngừng lại mấy cỗ xe ngựa quán trà xen như người qua đường nghỉ chân nơi tốt kế duyên xa xa nhì không rõ ràng lại có thể xen ra có bao nhiêu phần nhân khí cũng coi như phân biệt đạt được có bao nhiêu người này lại có lẽ là vừa có rất nhiều khách nhân đến trong quán trà một già một chảy hai cái chủ quán có chút bận không qua nổi kế duyên đến quán trà lúc trước sau đó nhìn thấy bọn hắn pha trà pha trà thu bàn thu bàn ngửa đường đi ngang qua còn được đến trong lò bếp đốt cây đuốc miễn cho dễ mất nước rồi mời khách quan chức tiên tìm chỗ ngồi ngồi xuống lập tức tới ngay chú ý ngài ngay tại pha trà bên trong lão giả hướng phía kế duyên nào to một tiếng không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại các ngươi bận bịu kế duyên trả lời một câu nhìn xem trong quán trà tám tấm cái bàn cơ bản mỗi một chương đều ngồi đầy người tương hỗ nói chuyện phiếm bắt chuyện uống trà ăn bánh xem cũng liền bên kia góc nhỏ còn có hai cái bàn tử liền ghế trống kế duyên liền đi qua rồi hai cái bàn tử một bên là hai nữ tử mang theo một đứa bé đứa nhỏ này đem một cái chén trà đảo ngược một cái chiếc bỗ bang 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 không ngừng gõ lấy chén trà hai nữ tử thì ăn bề ngoài không tốt lắm trà bánh uống trà một bên là một cái khôi ngô trắng hắn trên bàn còn có đặt vào một cái mũ rộng vành kế duyên không chút suy nghĩ liền đi tới trắng hán trước bàn vị huynh đài này không biết tại hạ có thể ngồi bên này nhìn một chút trắng hắn đã sớm nhìn thấy kế duyên rồi ngọc hắn thế mà thật muốn ngồi cái này mặt không biểu tình trả lời một câu xin cứ tự nhiên đạt tả. Kế duyên hướng phía tráng hắn chắp tay giật phía dưới đen rủ che mưa tựa ở bên cạnh bàn liền đợi đến chủ quán tới chào hỏi. tiên sinh nếu như là không chê trước tiên có thể uống vào. Tráng hắn đen chính mình ấm trà hướng phía trước đầy chỉ vào trên bàn chén trà hướng kế duyên nói vừa vặn có chút khác nước vậy tại hạ lì không khách khí đối mặt dạng này thường nhân nhìn mặt mũi tràn đầy giữ tợn hắn tử kế duyên tự nhiên là không có áp lực gì cầm qua một cái chén trà nhấc lên ấm trà liền cho mình rót một chén ha 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 tiên sinh ngược lại là thoải mái một chút không giống như là bình thường người có văn hóa xem ngươi một mình từ quan đạo phương xa đi tới cũng không có thay đi bộ xúc vật liền chưa phát hiện mệt sao trang hắn đang khi nói chuyện ngữ khí mặc dù bình thản nhưng nghe tại kế duyên trong tay lại có khác biệt hương vị rồi quay đầu nhìn xem một bên một bàn khác trên bàn ngoại trừ đối bé kia còn tại chăm chỉ không ngừng gõ chén trà hai cái giống như là xuyên qua trang phục nữ tử cũng chính nhìn mình trong mơ hồ mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc hơn nữa giống như là tráng háng câu nói này khiên động rồi cái gì. Tề Duyên cảm giác trong quán trà rất nhiều nhân khí cơ cũng có biến cố hóa. Thật là gặp quỷ rồi, ta kế mỗi người bất quá uống cái trà, còn bày ra chuyện. Chương 119, đêm mưa tiêu diệp sơn. Trong quán trà bầu không khí trở nên có chút cổ quái, vừa rồi không có nhìn kỹ, giờ phút này kế duyên hai mắt nhiều mở ra một tia sau đó tư phương rồi một chút, phát hiện phát hiện từ khí tượng bên trên xem chân chính vô tội ngay cả mình cùng quán trà chủ quán ở bên trong, hết thầy cũng liền sáu, bảy người. Những người khác nguyên bản vẫn tính bình thường khí tức, giờ phút này đều có biến cố hóa, liền khí huyết bên trên nói đặc biệt trước mắt cái này trắng hắn là nhất vừa bên trên hai nữ tử thứ hai. Những người này tất cả ánh mắt đều như có như không đang quan sát kế duyên một người. Cũng không phải là tranh phong đối lập, nói cách khác xem như một nhóm người. Kế duyên mặc dù bất đắc dĩ, có thể thật đúng là chưa nói tới sợ, dù sao bất quá đều là bình thường võ nhân, uy hiếp không được tự thân an toàn không nói, Hắn không muốn gây phiền toái trực tiếp chạy mà nói, đoán chừng cũng căn bản không có khả năng có người theo kịp hắn, cho nên chỉ là cầm lấy chén trà đem nước trà uống cạn, mới một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đối đầu trắng hán. "Ach, vị huynh đài này, thay đi bộ xúc vật có đắt, cũng không tốt hầu hạ, vẫn là đi đều tốt, mệt là mệt mỏi chút, có thể thắng ở an Nhan. Kê Duyên nói một câu nói, liền quay đầu nhìn kỹ cái kia gõ chén trà 78 tuổi tiểu nam hài, mặc dù không phải lần đầu tiên liền bị có thể thấy rõ ràng nhưng càng nhìn cảm thấy kỳ lạ chịu đựng đau nhức đem hai mắt trận to một phần bỗng nhiên phát hiện nam hải trên thân lại có một lớp bụi sương mù đồ vật bình thường chính là tầng này sương mù trở ngại kế duyên vừa rồi thứ nhất thời dân phát hiện đứa nhỏ này đặc thù mà ánh mắt xuyên qua sương mù phía sau tiểu nam hải bộ dáng vô cùng rõ ràng còn lộ ra một luồng linh động ngập kế duyên nhìn về phía bên cạnh hài tử vừa bên trên hai nữ tử một người trong đó cũng nhau mắt lại mở miệng tiên sinh tốt hiền hòa a à. tựa hồ ngày trước ngay tại quân thiên phủ bên trong lạc nhau qua lần này rồi lại ở ngoài thành gặp nhau một cái khác nữ tử cũng tiếp lời nói chẳng lẽ lại tiên sinh ngày đó gặp tỉ muội chúng ta hai cái liền coi trọng chúng ta a ha kế duyên giờ khóc giờ cười hắn liền cái này lưỡng nữ dáng dấp ra sao đều không thấy rõ ràng qua bất quá nghe thanh âm thật là ngày đó chính chủ rồi lúc đầu đối với cái kia nam hài có chút hiếu kỷ. nhưng bây giờ bộ dạng này cảm giác đều muốn nổi lên rung đột cái kia còn có cái gì tốt nói hiếm lạ kế duyên thấy cũng không ít kế duyên thở dài cười cười được trên đời này thật là có khéo như thế sự tình mặc kệ hai vị cô nương tin hay là không tin chuyện phiền toái tại hạ là không muốn nhạ đã cái này tiểu quán trà không chào đón tại hạ vậy bỉ nhân đành phải đi rồi kế duyên còn không đến mức bởi vì một cái hiểu lầm thật cùng đám người này dương cung bạt kiếm không cần thiết cũng cảm thấy không thú vị uống xong trong tay cái này chén nước trà kế duyên ngay tại tráng hắn gắt lao tiếp cận ánh mắt của mình bên trong đứng lên vương phía đang chuẩn bị tới chú ý chính mình chủ quán thiếu niên xin lỗi nói rồi một câu thiếu niên lăng không cần chào hỏi rồi tại hạ liền không ở chỗ này nghỉ chân rồi nói xong kế duyên nhất nhấc bả vai bao phục cầm lấy dù che mưa coi lại một chút cái kia ước chừng bảy tám tuổi đại hai tử phía sau ly khai ghế giải liền đi ra quán trà hướng tây dọc theo quan đạo tiếp tục đi tới một chút không có lưu luyến chi ý trong quán trà chàng hắn cùng hai tên nữ tử đều nhìn về phía kế duyên rời đi bóng lưng thân thể hơi căng cứng làm xong ứng phó đối phương đột nhiên chuyển thân đột nhiên gây khó khăn chuẩn bị chỉ là một chén trà công phu đi qua kế duyên trong tầm mắt bóng lưng đều đã mơ hồ Đi nguyên không thấy hắn có quay đầu ý tứ nói thật đến rồi khoảng cách xa như vậy nổi lên không nổi lên không có chút ý nghĩa nào rồi quá xa chẳng lẽ người này thật sự chỉ là cái người qua đường chẳng hắn nghi ngờ một câu nhìn về phía bên cạnh hai nữ tử mà trong đó một nữ tử thì cao mày trả lời có thể chúng ta xác thực gặp qua hắn sẽ không nhận sai Lại đó tại quân thiên phủ vải áo trong tiện cũng là như vậy cải mái tùy tính cảm giác. Một cô gái khác cũng nói, người này hiển nhiên cũng không phải thường nhân, chính như Mạc Đồng nói. Quân thiên phủ cách đường này trình không mắn. Hai ngày trước chúng ta mới ở trong thành gặp qua hắn, đi đường một mình đi bộ làm sao có thể hiện tại đã đến nơi này. Trừ phi nửa đường ngồi cưỡi xe ngựa, nếu không sẽ không mệt chết sao. Ồ, vừa rồi ta dò xét một câu, một thân tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Có thể ngữ khí ngược lại là có chút bất đắc dĩ, Trang hắn mạc đồng đang khi nói chuyện nhìn chằm chằm vào con đường phương xa, kế duyên thân hình đã càng lúc càng mờ nhạt. Cái kia một mực gõ chén trà cuối cùng hai tử này lại rốt cục ngừng cái kia bang bang bang. Tiềm ồn ào vang, cũng nhìn xem kế duyên phương hướng rời đi. Lò giọng hướng phía bên cạnh nữ tử nói. Ta muốn ăn sắc rút giòn thịt. Chỉ có bánh bột ngô thịt khô. Muốn ăn sao? Không ăn. Chết đói cũng không ăn. Hai tử cưỡng rồi một câu, lại bắt đầu bang bang bang. Gõ lên đến thấy bên cạnh nữ tử cũng là mắt trắng dã dù sao thật đói bụng tự nhiên là ăn rồi ba ngày sau đêm mưa quân thiên phủ cùng tây ninh phủ giao giới vị trí tiêu diệp sơn bên trên kế duyên chính miễn cưỡng khanh đi tại trên đường núi tiêu diệp sơn bởi vì tại đỉnh cao nhất nhìn ra xa trình thể thế núi phẳng phất lá chối mà họ tên hắn sơn loan quy mô cũng không tính quá lớn còn không bằng lúc trước gặp gỡ ngọc hoài hai đồng tử lão hoa sơn tại hai phủ ở giữa kéo dài hơn 30 dặm chiếm đạt phương viên hơn 10 dặm mà thôi kế đại tiên sinh có cái quen thuộc một khi trời mưa rồi đi đường luôn luôn ưa thích chậm lại bởi vì ngày mưa hắn có thể rõ ràng xem gặp sơn thủy cảnh đẹp tùy tiếng mưa rơi cùng một chỗ chạm đến đại địa bên trên vạn vật giờ phút này cũng là như thế một trận mưa từ vào đêm phía trước một mực hạ cái không ngừng kế duyên cũng liền chậm rãi ung dung đi lâu như vậy phía trước ngay đến rồi một tòa phòng ốc sở tại đến lần xem xét người ngửi một tiêm mùi đàn hương lại nhìn một chút bên trong bài biện quả nhiên là một tòa sơn thần miếu buông dù vào mái hiên nhà thu dù vung nước đầy ra cửa miếu kế duyên một mặt buông lòng quan sát đến cái này không to nhỏ miếu cái này sơn thần miếu bất quá mấy trượng vuông thọc sâu mặc dù tỏ ra cũ nát cũng không có người coi miếu các loại người thường ở có thể hẳn là tính không được một tòa hoang vắng miếu dù sao bàn thờ vẫn tính chỉnh tề cũng có công phẩm lưu lại giống như là nơi đó bên cạnh ngọn núi bách tính ngày lễ hoặc là có việc sẽ đến tế tự một phen đương nhiên đại bộ phận thời gian vẫn là không người lại nhìn kỹ qua sơn thần tượng hắc họa bộ dáng có khác với thường nhân mặc dù mặc áo bào có thể bộ mặt xương cốt đều vừa phải đột xuất trên chắn càng là có hai cái phình lên bao điêu khắc tự nhân tại cái kia hai cái bao bên trên vẽ lên vài cái lượn vòng vân vân để cho kế duyên không chắc cái này hai đại biểu là xương thú vẫn là xương khối sơn thần tượng bên trên cũng không kín thân pháp tướng thần quang vết tích có thể xác thực có hương hỏa chi lực tồn tại quấn quanh chỉ là dị thường yếu ớt sen xét liền biết cũng không phải là chính thần kết hợp cái kia không giống thường nhân bộ dáng phải làm là có thiên sinh địa dưỡng tinh quái mong muốn mượn hương hỏa nguyện lực phụ trợ ra tốc cấu kết địa mạch sơn mạch thành tựu sơn thần chi vị đi theo thiên tính loại này tinh quái thân tiểu thần tại miếu bên trong là đợi không được chỉ có cảm giác được hương nhân lúc tế tự sau đó mới có thể trở về lấy hương hỏa nếm công phẩm tế duyên hai mắt pháp nhãn mở ra chỉ bất quá vài lần ở giữa liền rõ ràng qua tượng thần nhìn ra cái này cái gọi là sơn thần đạo hạnh còn kém xa lắm đâu hơn nữa tiêu diệp sơn tuy nhỏ có thể dù sao cũng là một ngọn núi cũng có phương viên hơn người dặm cũng không phải nho nhỏ trang viên thôn xóm là thổ địa đơn giản như vậy lấy tòa miếu nhỏ này yếu kém hương hỏa năm này tháng nọ phía dưới thu thập cũng duy trì còn phải tăng thêm tự thân tu luyện không lười biếng tăng thêm là tinh quái thân trăm năm sau đó lịch kiếp mới có thể có nhất định thành quả có thể cũng chỉ là nhất định thành quả ân không nhỏ trong lòng đường chết yểu nói thì vạn sự đều yên tu hành khó nha kế duyên cảm thắn một câu đóng lại cửa miếu sau đó hướng về phía tự thần cáo lỗi một tiếng ta qua một khối bồ đoàn đến góc nhào an vị hạ xuống nghỉ ngơi từ trong ngực lấy ra ngoại đạo chuyện tại cái này đêm mưa sen tả thực tiểu thiết cũng là có một phong vị khác sơn đàn miếu bên trong là có một cái sắc chậu than phải làm là hóa vàng mã các loại sử dụng vừa bên trên còn có củi cành lửa than tựa hồ là có thể vì lâm thời nhỉ chân hương nhân khách hành hương tạo thuận lợi có thể kế duyên căn bản không cần hỏa quang cũng không thấy lạnh tự nhiên không cần nhóm lửa xem ngần phân nửa canh giờ thư liên đổi thành thông minh sách đúng lúc lật đến trên sách đối với câu thần thuật suy đoán cùng lý giải nói đến rồi có thể chân chính câu thần cũng cao bằng người pháp lệnh có chỗ tương đồng hiển nhiên thành thư tác giả cũng không hiểu rõ câu thần thuật tiền Duyên vô ý thức liền nhìn một cái miếu bên trong sơn thần tượng trước đây ngọc hoài sơn cửu phong đưa qua một thiên câu thần tàn thiên hắn cũng đã sớm nghiên cứu triệt đề rồi tàn thiên trải qua cửu phong người mấy năm lĩnh hội có rất nhiều tâm đắc di lại độ hoàn thành kỳ thật đã rất cao nhưng hết lần này tới lần khác thiếu đi bấu chốt thần tủy cho nên ngoại trừ tác dụng tự thân trợ giúp thu thần tu hành bên ngoài cái khác không có ý nghĩa quá lớn thế nhưng là trên thực tế từ lúc kế mẫu nhân duyên pháp không cạn nhận được rồi xác lệnh cái này dầu cù là kỳ dị thần thông trình độ nào đó đã có đủ rồi hoàn nguyên câu thần thuật năng lực dù sao chân chính xác lệnh có thể so sánh cao nhân pháp lệnh còn cao hơn một đường. có thể lý luận sắp xếp luận khả chi lại cao hơn chúng quy là không trải qua sự thật chứng minh đương nhiên kế duyên xem về xem có thể không có thật thử một lần dự định hắn lại không chuyện gì quá từ tiểu thần cũng là thần không thể tùy tiện ỷ vào đạo hạnh khi dễ thần a đang nghĩ ngợi sự tình đâu kế duyên đột nhiên trong lòng hơi động nghe được một chút đặc thù vang động cũng không lâu lắm cửa miếu từ bên ngoài bị bịch đến một tiếng đẩy ra bảy cái ướt súng thân ảnh xông vào trong miếu trong ước vội vàng quét mắt một vòng trong miếu thế mà không thể nhìn thấy tại góc tường bóng đêm âm ảnh hạ hòa vào tự nhiên kế duyên ôi ôi hẳn là không buổi theo a à? hẳn là không có thiếu chủ thế nào còn hôn mê đây mặt đồng ngươi thương thế nào không có gì đáng ngại kế duyên nhìn xem bên kia ướt sũng một đám chật vật nam nữ còn có một luồng mùi máu tươi bay tới Bác luận nhân số vẫn là trạng thái đều kém không ít chính là trước đó tại trong quán trà gặp gỡ qua đám người kia chương 120, trong miếu gặp lại chính là tiên tiên duyên nhìn xem đám người này mặc khí thô lúng cuống tay chân bộ dáng lại nhìn lên cái kia bảy tám tuổi đại hai tử sắc mặt tái nhật hôn mê ở trong đó một nữ tử trong ngực ở trong mắt kế duyên nhìn cũng không giống như là già đơn ngất đi càng là mất hồn có thể từ lục thân bên trên thời gian thỉnh thoảng lại run run mí mắt nhíu mày đến xem sở thất chi hồn phải làm cũng không nhận tổn thương lại cùng nhục thể liên hệ chưa ngừng mặc dù kế duyên duy nhất thấy một lần chứng mất hồn là tại lúc trước tới viễn huyện bên trên hà câu thôn đối phó hoàn mỹ nữ già thời điểm kia sẽ một cái thương khách kinh hãi quá độ thời gian ngắn bị dạ đến hồn phách ly thể có thể cũng cho rằng hiện tại đứa nhỏ này mất hồn trạng thái tựa hồ có chút đặc thù có chút ý tứ tựa như là chính mình đi ra ngoài kế duyên pháp nhãn mở ra phía dưới không có tại đứa nhỏ này trên thân trông thấy co giật vết tích lại thêm không có chúng cái gì tà pháp khí tức lưu lại nghĩ lại phía dưới cũng liền có rồi hắn hồn chính mình chạy ra bên ngoài cơ thể phỏng đoán dù sao đứa nhỏ này trước đó xem xác thực cũng có chút đặc thù nhân số ít rồi hơn phân nửa lại là loại trạng thái này không biết là vạp được cái gì tập kích nếu như là tao một cường nhân phỉ đầu hung lệ ác nhân truy sát kế duyên cảm thấy có thể quản một chút nhưng nếu là gia hồ thế tục ân oán tình cừu các loại nói không chính xác làm cái quần chúng thích hợp hơn bất quá so với hiếu kỳ bọn hắn tao ngộ kế duyên càng hiếu kỳ đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì đặc thù sau đó nghĩ đến một hồi bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình tại cái này lại muốn lên cái gì yêu thiêu thân may mà vẫn là chính mình nhảy ra sao ồ oh, ồ oh, nhẹ nhàng ho khan hai người lập tức để cho vốn là thần kinh căng cứng mấy người phản xạ có điều kiện bản làm ra tự vệ phản ứng sượt 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 lúc này có ba người rút đao ai ai ở chỗ kia kế duyên giật giật khoác khoát tay để cho bọn hắn nhìn thấy chính mình thực sự không có đứng lên tiết kiệm được kích thích đến bọn này chim sợ cảnh cong kiếm mỗ thật là tránh kia đều không được thanh tĩnh lần này thế nhưng là các ngươi quấy rầy ta đao kiếm không có mắt cũng không nên tổn thương người tốt à là ngươi ngươi đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta đi kia tên là mặc đồng hán tử lại là kinh dị lại là đề phòng quát hỏi kế duyên thanh âm ở trong hữu lực cũng là có cực kỳ cao nhận ra độ cho nên bỗng chốc bị ngươi nhận ra được bị hỏi như vậy kế duyên cũng sớm có đoán trước lắc đầu cười nói Ha ha, ta bất quá là một người đi đường mà thôi. Không muốn gây nên hiểu lầm vừa rồi lên tiếng nhắc nhở. Nếu thật lòng mang ý đồ xấu, vô trộm động thủ há không tốt hơn. Dứt lời, kế duyên chỉ chỉ bên cạnh chậu than cùng góc nhỏ củi than. Mấy vị nếu không nhóm lửa giấy một chút, một trận thú vũ một trận lạnh a. À, coi chừng nhiễm phong hàn. Kế duyên mấy câu chung chính bằng phẳng ôn hòa hữu lễ, lại cũng có lý có cứ. Xem như để cho mấy người đề phòng buông xuống một phần. Trang hàn kia mặc đồng do dự liền có thể mời ai này hướng phía kế duyên chắp tay một cái là chúng ta hiểu lầm tiên sinh mong rằng rộng lòng tha thứ. bất quá giờ phút này chúng ta thế nhưng là không tiện nhóm lửa nói không chừng một hồi còn được ly khai. mấy người thu hồi binh khí rời cạnh cửa xa hơn một chút một chút đi đến sơn thần tượng sau đó kế duyên góc đối vị trí cũng đem còn lại hai cái bộ đoàn kéo đi qua để cho cái kia nam hải nằm ở phía trên hai tên trang phục nữ tử chiếu của nam hải những người khác thì riêng phần mình xử lý vết thương thiếu chủ không có thương tổn đến lại thêm không có đập đến đụng phải, làm sao lại ngất đi đâu. Chẳng lẽ là bị hù dọa dạ rồi? Tỷ tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, thiếu chủ không bị tổn thương, kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại. Có thể không vội sao, mọi thế nào đều gọi bất tỉnh, tấn huyệt nhân trung vận chuyển chân khí đều vô dụng, ngươi bảo ta làm sao có thể không vội mà. Ai? An tâm chớ vội, bây giờ chỉ có thể sau khi sự việc xảy ra tìm đại phu. Mà đồng cũng chỉ có thể nói như vậy một câu, một bên một cái võ nhân dùng trên thân kéo xuống giúp mạc đồng đem ngực vết đao đóng tốt người sau nhìn xem kế duyên phương hướng liền nhìn xem sơn thần miếu cửa miếu chỗ tối nay trận mưa này giúp chúng ta đại ân nếu không phải như thế còn không thể tùy tiện thoát khỏi dây dưa chỉ tiếc rẽ hơn người người huynh đệ mà đồng nói lời này thời điểm tận lực nhìn về phía kế duyên muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì bất quá tựa hồ là bởi vì chỗ đứng âm ảnh vừa phải lờ mờ không thể nhìn ra kế duyên đối với người chết là không kinh hoàng kế duyên lực chú ý cơ bản đều tại cái kia nam hài trên thân nhìn xem hắn mí mắt nhỏ bé khiêu động đặc thù giờ phút này hồn phách tựa hồ là tại chạy khắp nơi đồng thời khoảng cách nhục thân bởi vì giờ cũng sẽ không quá xa kỳ đã hồn phách có thể động lên khoảng cách nhục thân không xa vì cái gì không trở lại tế duyên cũng có chút buồn bực hồn phách ở bên ngoài đi lung tung cũng không phải chơi vui mà là một loại rất nguy hiểm trạng thái một khi về không được thời gian lâu dài cùng nhục thân cắt đứt liên lạc cái kia nhục thân không phải thật sự chết chính là sinh lốc rồi chẳng lẽ có nguyên nhân khác nghĩ đến cái này kế duyên cảm thấy vẫn là trước tiên dựng cái nói tình cơ hội mở miệng hỏi hỏi một chút tốt chư vị phải làm là giang hồ khách đi hai chúng ta thứ chạm mặt cũng coi là duyên phận một trận có thể hay không cáo chi kế mẫu là vập được cái gì tặc nhân giả cướp vừa rồi kế mẫu ngay các ngươi nói cảm thấy đứa nhỏ này sợ là được quê quán lão nhân truyền miệng chứng mất hồn chứng mất hồn ngữ tử trung niên linh lớn một chút người nghi hoặc vang lên nhìn về phía kế duyên từ mặt chữ ý tứ bên trên không khó lý giải bệnh này chứng là nguyên nhân gì dẫn đến có thể ít nhiều có chút khó có thể tin không tệ được chứng mất hồn người cũng là dạng này thế nào đều gọi bất tỉnh hoặc là cả ngày ngây ngô điên loạn dược thạch không cứu vậy phải làm thế nào quan tâm sẽ bị loạn phía dưới mà đồng cũng vô ý thức hỏi một câu tại quê nhà ta được chứng mất hồn người hoặc là người nhà trừ bệnh hoạn thường đi chỗ gọi hồn trở về hoặc là chính là đi bái thổ địa công không có thổ địa miếu liền đi bái thành hoàng khẩn cầu thần linh trợ giúp tìm về bệnh hoạn hồn phách kế duyên cái này nói tới cũng đều là dân chúng tầm thường thật tại dùng phương pháp sản xuất thô sơ lại cũng coi như được với hành chi hữu hiệu điều kiện tiên quyết là cái kia chứng mất hồn không có đặc thù nhân tố bên kia mấy người nghe nói phía sau hai mặt nhìn nhau một thời gian đều không nói gì đương nhiên cầu sơn thần cũng là hữu dụng thổ địa sơn thần các loại sơn thủy thần linh hàng ngũ tại tự thân phạm vi khoản hạt nhất thiện đạo này kế duyên lời nói này đến liền đã không giống một cái tư văn tiên sinh cùng hương nhân lão già có thể truyền miệng ra tới giọng nói chỉ là những này võ nhân cũng không phân biệt ra được đến mà thôi mấy người nghe nói lời đấy vô ý thức nhìn về phía trong miếu tượng thần tại ban đêm cái này tượng thần nhìn ngược lại có vẻ hơi âm trầm kinh khủng bên ngoài mưa to một mực, mực ào 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 rơi xuống sơ thần miếu bên trong một thời gian lâm vào yên tĩnh mà đồng vừa muốn nói gì như nhìn thấy bên kia góc nhỏ tiên sinh đột nhiên đứng lên đồng thời vân tay thế ngăn lại chính mình phảng phất biết mình lập tức sẽ mở miệng tự đắc kê Duyên hấp khí hít hà lông mày cũng tại lúc này nhăn lại sau đó quay đầu nhìn về bên kia hôn mê nam hải nhìn cũng thực là không tầm thường chuyện giang hồ vậy thì phải quản một chút kê duyên cái này nói nhỏ nhỏ khó thể nghe mấy người không biết hắn lẩm bẩm cái gì còn không có hỏi liền thấy hắn hướng phía trước đi vài bước đến rồi tượng thần bàn thờ phía trước trung chính thanh âm nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi rào bảo vệ nhà các ngươi thiếu chủ ta đi chiếu cố bên ngoài đầu vật kế duyên vừa dứt lời sơn thần miếu cửa lớn nhưng bịch đến một chút chính mình để cho mưa gió cho phá mở chỉ là nước mưa thổi tới nhưng từ kế duyên bên cạnh sạch qua chỉ là bóng đêm mờ tối người bên ngoài thấy không rõ lắm có thể bên ngoài người như thấy rõ ràng bên ngoài trong mưa có ba người đều là một bộ giang hồ trang phục cách ăn mặc bội đao mang kiếm nhìn giống như có chuyện như vậy có thể kế duyên nhưng rõ ràng cái này ba cái tuy là thân người lại không phải thuần túy người tiên sinh việc này không có quan hệ gì với ngươi tranh thủ thời gian lui về đến bọn hắn hết thảy bốn người từng cái võ công kỳ cao, chúng ta dãy rất nhiều huynh đệ, tiên sinh đừng làm chuyện điên rồ. Mà đồng cùng bên cạnh vài cái võ nhân một chút đứng lên, nhao nhao rút vũ khí ra. Chỉ là làm mạc đồng bọn người kỳ quái là bên ngoài ba người thế mà không thứ nhất thời gian giết tiến đến, tại mờ tối mơ hồ có loại đề phòng cảm giác. Võ công kỳ cao. Ha ha ha. Kế duyên một bên cười một bên lật đầu. Không tệ. Tại võ giả mà nói xác thực võ công kỳ cao. Kế duyên đem con mắt nhiều mở ra hai điểm, nửa là giò xét hư thực, nửa là chân thật cảm khái tiếp tục nói ra nhân im quỷ thần ta ngược lại là vập nhiều có thể cái này ma thật đúng là hiếm lạ lấy mây cỗ phàm nhân võ giả nục thể vì thể xác đến đạt đứa nhỏ này có chút ý tứ lời này lệnh sơn thần miếu bên trong một đám võ nhân nghe được không hiểu ra sao có thể tình cảnh này như sinh lòng kỳ dị cảm giác ha 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 hôm nay ngược lại là hiếm lạ tại cái này rừng thiên nước độc chi địa thế mà đụng tới cái người tu hành khuyên nhủ các hạ ít lội lần này vũng nước độc nếu không chúng ta sẽ phải đổi lại một bộ người tu tiên thể xác kế duyên đứng tại sơn thần miếu trước cửa trên thân nhì không ra bất luận cái gì lực pháp thần quang như mưa tự tránh bên ngoài ba người cũng có chút không mò ra cân cước ma phân nhiều loại có dinh sôi tông ma có vô hình ngoại ma có dựng kiếp âm ma lại thêm có cái kia trạch hướng tu hành căn bản người rơi vào tà ma nhập ma một từ bị thường nhân hình dung là điên cuồng chấp nghiệm nhưng kỳ thật chân ma bên trong đại bộ phận thường thường âm tà vô cùng ít có điên cuồng các ngươi có bốn cái, tay kia còn lại một cái bởi vì là đuổi theo đứa nhỏ này hồn phách đi, mà các ngươi còn lại là đến đặt nục thân. Trong miếu võ nhân không nhìn thấy, có thể ở trong mắt kế duyên, ngoài miếu ba cái phụ ma người khuôn mặt đã phát ra hắc khí, cho dù nhìn không thấu kế duyên cũng dự định nhất bắc. Ngươi chính là bảo vệ rồi cái này tiểu đồng nục thân, hắn hồn phách cũng chắc chắn bị chúng ta chụp tới, còn không. Cái kia có thể chưa hẳn. Kế duyên lấy trong sáng thanh âm cười đánh rãi, tình huống này thử một chút mới chưa hoàn toàn tình có thể hiểu mà trong miệng sắc lệnh âm lên pháp lực tùy tâm biến hóa tiếng duyên nhẹ nhàng nâng lên chân phải đến mặt đất đạp mạnh như có một đạo kỳ dị gợn sóng hoảng hốt dập dờn trong mời tiêu diệp sơn sơn thần tới gặp một ngọn gió cuốn sương mù phảng phất đồng thanh mà hiện tại trong miếu mặt đất xoay tròn lấy dân lên bên ngoài tam ma thể sắc một nháy mắt con ngươi kịch co lại câu thần chạy mau